Chương 162, vô độc bất trượng phu. Tiên sư nó, con cọp không ra uy thì các ngươi lại cho là con mèo ốm. Các ngươi thế này không phải là bắt người trái phép, là hãm hại, ông đây sẽ kiện đó. Diệp Phàm hét lớn, vọt lên tránh mấy viên đạn rồi cuồng bạo rót nội kình xuống chân nhanh như tia chớp phi ra ngoài, nhấp nhoáng ba cái đã chạy qua. Ba cái ổ súng tạm thời bị phá rồi. Mấy cước của hắn ra lực cực mạnh, mấy tên bắn đạn thuốc mê đều thấy tay cầm súng bị chấn động mạnh, cả súng cũng bị đạn thoát khỏi nòng đẩy quay về phía phòng bắn tập bên cạnh. Hơn nữa ba tay súng đều cảm thấy tay có chút tê dại, thiếu chút nữa ngay cả súng gây mê cũng đánh rơi xuống dưới đất. Thằng này rốt cuộc là thứ gì, lợi hại, wow, sợ rằng chẳng phải là cao thủ chứ. Một tay súng có cặp mắt to vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Đúng đấy, chúng ta làm gần 10 năm chưa từng phát sinh ra loại chuyện này, đoán chừng chính là cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc trong truyền thuyết, thời cổ gọi là Đại Hiệp Võ Lâm. Giống như kiểu Thái Cực Đại Sư Trần Vô Ba một chiêu đánh tan cả đám người Nhật Bản ở trong TV vậy. Một tên cao lớn dáng vẻ rất hiên hùng không ngớt tấm tắc bội phục. Hừ, chớ nói nhiều, con mồi có lợi hại cũng không có thể thoát được đám thợ săn chúng ta. Chờ lát nữa sẽ mở ra ổ súng dự phòng. Lần này sử dụng súng gây mê uy lực cao mà quân đội mới nghiên cứu chế tạo ra. Nghe nói có thể giải quyết được cả voi thậm chí là cả cá nhà táng nữa. Hừ, chúng ta bắn 4 phát cùng một lúc, ta không tin hắn không ngã. Đại sư võ thuật truyền thống Trung Quốc, đại sư võ thuật truyền thống Trung Quốc có lợi hại mà ở trong mật thất chúng ta thì cũng chỉ là con muỗi mà thôi. Đây chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ha ha. Một gã cao lớn. Vô cùng cường tráng hơi có vẻ tự đắc cười âm hiểm. Cứ thế này mãi thì không được, nếu bọn họ tiếp tục bắn mãi thì thể lực của ta tốn hao không thể chịu nổi. Đã rằng có gần nửa ngày, phải nghĩ biện pháp mới được. Diệp Phàm tính táo tự nhủ, khi nhìn thấy chiếc ghế xa thì hai mắt tỏa sáng. Diệp Phàm vận nội kình mấy cái vặn gãy mấy cái chân ghế xa, thuần thục nhanh chóng bóc hết lớp vải bọc và mút ra. Thằng nhóc này không phải là điên rồi chứ? Triệu Tuấn Võng khẽ cằn nhằn rất là buồn bực. Điên, loại người như thế rất khó bị điên. Không ngờ thằng nhóc này còn là một cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc mà không để lộ ra ngoài. Đoán chừng tương đương với võ sĩ, vũ sư cấp 3 cấp 4 trong truyền thuyết. Tuấn Võng, người đi chuẩn bị lưới thép, còng tay của cục chúng ta đi. Ta không tin hắn có thể xé đứt đồ vật làm bằng hợp kim nhôm công nghệ cao. Nghe nói lão tổ tông Hoa Hạ chúng ta đã sớm ứng dụng loại hợp kim này rồi. Đốt một điếu thuốc, nhả vài vòng chữ O xong thì tâm trạng cũng có chút phức tạp. Y nằm mộng cũng không ngờ bản lĩnh của thằng nhóc này tựa hồ không thấp, thậm chí có chút nghi ngờ lần này làm như vậy là đúng hay sai, dần dần có cảm giác ớn lạnh. Vốn tính toán là chỉ cần truy hỏi thằng nhóc này một vài chuyện cơ mật của Vu Kiến Thần rồi tùy tiện ghép cho một tội danh giam giữ một thời gian ngắn. Đoán chừng bị đe dọa thì thằng nhóc sẽ vãi tiểu ra quần. Khi đó Vu Kiến Thần có cứu được nó thì cũng không gây được bao nhiêu sóng gió. Không ngờ là thực tế tình huống bây giờ lại trở nên phức tạp, người này có bản lĩnh như thế, nếu không cho một gậy đánh chết toi luôn thì chuyện về sau đoán chừng sẽ rất tai hại, một quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào, làm không tốt thì khéo mình lật thuyền trong cống nước. Cho nên từ đó nghĩ tiếp lên, liền thay đổi cách tính toán. Y hạ quyết tâm dù như thế nào cũng phải cho thằng nhóc này toi đời, ghép cho tội tư thông với địch phản quốc, hạ độc thủ giải quyết ở Cục An ninh Quốc gia là mọi chuyện tốt lành. Mới vừa rồi, cũng nói chuyện điện thoại với Chu Chính Dương, hai người thương lượng trong chớp mắt thì Chu Chính Dương phê chuẩn tính toán của hắn. Nói thật, thì lần này cũng hơi áy náy trong lòng. Tuy nhiên nghĩ đến cái ghế cục trưởng sau khi xong chuyện này thì chút xíu sợ hãi trong lòng hai người đã bị hào quang của cái ghế cục trưởng đánh bay đi hết. Hơn nữa chuyện bay cũng không thoát khỏi tay được rồi. Chỉ có thể làm binh sĩ qua sông chỉ tiến không lui. Cho dù tên nhóc này xuất thân từ lính đặc công chính quy thì hôm nay cũng phải bắt lại. Không bắt được nó thì mình sẽ bị nó bắt lại. Vô độc bất trượng phu chính là tâm trạng của và anh họ Chu Chính Dương của gã trong giờ phút này. Diệp Phàm lấy mút tháo ra từ ghế xa quấn lên trên người mình, rồi lấy vải bọc xa khoác ra phía ngoài. Như thế một thoáng thì ấm hẳn lên. Không còn cảm thấy lạnh thấu xương nữa, hiển nhiên là một cái áo bông làm tạm thời từ ghế xa vậy. Một thời gian sau, bốn họng súng dự bị sau khi được mở ra liền bao quanh bắn về phía Diệp Phàm. Cách một tiếng,
Diệp Phàm đã đặt chiếc khung gỗ ghế sa lên trên người, còn mình thì ẩn cả người ở bên dưới, dán chặt xuống sàn nhà bằng đá lạnh băng. Làm như vậy khiến cho cả loạt đạn thuốc mê vừa rồi đều bắn trượt, loạt đạn thuốc mê thứ hai bắn tới đều bị khung ghế sa chặn lại, phát ra những tiếng phạch phạch nhưng không cách nào xuyên thấu khung ghế sa dày chắc được. Mẹ kiếp, tên nhóc này rất quái, có thể dùng cái mưu ma trước quỷ trốn trong mai rùa như vậy. Cục trưởng Hồ, có nên sử dụng thủ đoạn cục an ninh quốc gia chúng ta mới có được hay không? Trưởng phòng Triệu Tuấn Võng cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, trước kia trong mật thất vốn không có ghế sa và bàn trà. Lần này bày ra là để lừa Diệp Phàm giảm đề phòng, ai ngờ lại bị Diệp Phàm tạm thời lợi dụng để làm lá chắn che đạn thuốc mê. Khiến cho Triệu Tuấn Võng và hết sức buồn bực là đạn súng gây mê mặc dù xuyên được vào da thịt, nhưng đối với khung gỗ ghế sa dày chắc này thì chẳng có chút lực nào. Không sao, mất thêm nửa ngày nữa đi, tôi không tin nó là người sắt, đất ở hầm ngầm này lại lạnh thấu xương. Chắc thằng nhóc này cũng không chịu được bao lâu nữa. Hừ, nghiêm mặt hừ lên, trong lòng thật sự có điểm sợ hãi, thầm nghĩ thằng nhóc này là nhân vật lợi hại, kéo dài gần 2 ngày rồi mà vẫn còn giữ được không ngất đi, ông đây cũng nghi mày không phải là người nữa. Tính toán là trước lợi dụng đòn sát thủ tối hậu hoàn toàn phá hủy phòng tuyến tâm lý của Diệp Phàm, chờ hắn ngất đi thì lấy khóa sắt còng tay lại rồi đột ngột thẩm vẫn thì dễ hơn nhiều. Nếu muốn đối phó thật sự thì Diệp Phàm chỉ còn là một con thỏ chết. Trong mật thất còn có một loại thuốc mê dạng khí lợi hại hơn còn chưa mở ra, nếu phun ra thì trừ phi mang mặt nạ phòng độc chứ không thì có là đại sư võ thuật truyền thống Trung Quốc lợi hại cuối cùng cũng sẽ phải ngất đi. Cho nên mới không vội, cứ từ từ thử sức chịu đựng của Diệp Phàm, chờ cơ hội chuẩn bị làm một phát phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn. Lại qua một lúc lâu, Diệp Phàm cảm thấy mắt bắt đầu nổ đom đóm. Đây là dấu hiệu mất nước thoát lực nghiêm trọng chuẩn bị chuyển sang hôn mê. Ai, nhìn dáng vẻ thì không chịu được bao lâu nữa, nếu anh Vu không xuất hiện thì chắc ta lần này toi rồi. Cho dù kéo dài 2-3 ngày nữa thì e chừng cũng sẽ đói đến lả đi, người ta chỉ việc bắt rùa trong hũ. Ông đây chính là con thỏ chết rồi. Diệp Phàm lúc này ký gửi toàn bộ hy vọng vào Vu Kiến Thần, bởi vì chỉ có anh ta biết mình đến Cục An ninh Quốc gia. Nhưng có lẽ Vu Kiến Thần còn cho là mình trở về thị trấn Lâm Tuyền nên không coi trọng đến phải báo cáo. Cho nên cơ sở để có hy vọng được cứu thoát có lẽ vào khoảng 0,5% đã là không tồi rồi. Xế chiều ngày thứ 3, Diệp Phàm đang định đẩy khung ghế xa ra ngồi xếp chân điều tức một lát để khôi phục một chút năng lượng cơ thể. Thì đúng vào lúc đó, từ trên đỉnh mật thất truyền đến những tiếng xoẹt xoẹt. Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật nhìn sang thì lập tức hoảng hốt. Hét to một tiếng, trời cũng hại ta. Rồi ngồi bệt xuống đất nhanh chóng hành khí. Bởi vì trên đỉnh toát ra rất nhiều hơi nước như sương mờ, Diệp Phàm hít một hơi thì cảm thấy váng đầu hoa mắt. Hắn biết làn sương chính này là một loại khói thuốc mê gì đó, cái này không có một thân bản lãnh thì không thể chịu được, trừ phi có quy thức thuật giống như diễn trong TV kia. Đưa mình vào trạng thái ngủ đông, tận lực giảm hô hấp đến thấp nhất. Lợi dụng khí tuần hoàn nội kình trong cơ thể làm tan đi chất độc thì có lẽ có thể giữ được một lát. Truyền thuyết nói Thiếu Lâm Tự thật sự có thuật quy tức, Khô Hải Thiền Sư ngàn năm trước chính là một vị đại sư cấp đặc biệt ở cảnh giới thuần hóa tiên thiên. Có lần sai đệ tử chôn ông ta vào trong lòng đất, dưới tình huống không có không khí lưu thông mà chịu được 3 tháng. Khi đệ tử đào lên, một lúc lâu sau thì Khô Hải Thiền Sư lại khôi phục trạng thái. Lúc ấy quy thức thuật của Thiếu Lâm lập tức lừng danh thiên hạ. Cũng có người nói là Khô Hải Thiền Sư tu luyện đồng thân kim trung cháo, luyện huyệt đạo toàn thân đạt tới cảnh giới lưới vàng không rách cho nên khi chôn trong lòng đất 3 tháng không ăn không uống mới không bị làm sao cả. Lời đồn đại rất nhiều, muốn hiểu được thực chất thì e chỉ có sách mật của chùa Thiếu Lâm mới ghi chép lại. Diệp Phàm cho là cũng có khả năng, tựa như rắn cũng có thể ngủ đông vậy. Vì sao đại sư võ thuật truyền thống Trung Quốc lại không thể đột phá những hạn chế trên thân thể hậu thiên của con người mà bắt chước rắn sáng chế ra loại như xà tức thuật? Nhưng chuyện như vậy chưa thấy thì cũng chỉ có thể là phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn cố hết sức thi triển công hiệu hóa giải độc khí trong thuật dưỡng sinh, nhưng dần dần vẫn cảm thấy không được. Sao trời hiện lên trong đầu càng lúc càng nhiều, mới đầu mới thấy mấy ngôi, hiện giờ đã bạt ngàn trời sao rồi. Hắn biết mình không còn bao lâu nữa sẽ ngất đi. Ai, sư phụ, con bất hiếu. Mẹ cha anh chị em, cả Nhược Mộng, Xuân Hương có lẽ giờ phút này là vĩnh biệt. Nếu có kiếp sau,
ta sẽ nỗ lực tu luyện hơn, sớm đột phá cấp bậc tiên thiên. Nếu có kiếp sau, ta sẽ càng thêm yêu cuộc sống. Nhược Mộng, nếu có kiếp sau ta sẽ thương yêu nàng hơn. Ta muốn trả thù, trả thù. Những ai oán trong lòng Diệp Phàm rốt cục không chống lại được thuốc mê kỹ thuật cấp mới nhất thời hiện đại nên lăn ra hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết bao lâu thì Diệp Phàm tỉnh lại, cảm thấy trên người nặng trịch hết sức khó chịu, tựa như vác một tòa núi lớn. Hắn mở cặp mắt còn mờ ảo ra nhìn quanh, phát hiện mình còn đang ở trong cái hầm ngầm bịt kín mít vừa rồi, chẳng qua là bây giờ chiếc ghế xa bị phá hỏng kia đã được lật trở lại, bên trên có hai người phó cục trưởng và trưởng phòng Triệu Tuấn Tài đang ngồi chễm chệ. Còn mình thì bị xích chân, sợi thép cũng không quá to, bằng cỡ ngón tay út, tựa hồ còn nhỏ hơn cái khóa sắt bình thường. Tội phạm hình sự loại tử tội đeo khóa sắt ít nhất cũng to bằng ngón giữa, làm sao hai cái của mình lại mảnh hơn. Diệp Phàm âm thầm hành khí một vòng rồi đột nhiên gầm lên dữ dội định phá vỡ ra. Nhưng cái khóa của sợi xích sắt kia chỉ chấn động kêu loảng xoảng nhưng không thay đổi hình dạng chút nào. Chương 163, dụng cụ tra tấn. Thằng danh, đừng nằm mơ mà đòi phá khóa sắt này, đây là thành quả mới nhất của Viện Khoa học Cơ khí Hoa Hạ chúng ta đấy. Đây là một cổ phương luyện thép lấy được từ trong một cổ mộ, theo truyền thuyết, chúa công trong cổ mộ còn là một đại sư đúc kiếm nổi tiếng. Cũng giống như Âu Chỉ Tử, người đã đúc ra thanh kiếm Mạc Tà. Cái khóa sắt này được đại sư đúc kiếm thời cổ đại dùng huyền thiết để đúc ra. Ha ha, thế nào là huyền thiết? Chắc mày đã nghe nói qua đại hiệp một tay dương quá trong Thần Điêu Đại Hiệp, thanh kiếm trong tay người chính là do huyền thiết đúc thành. Theo truyền thuyết, thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, hiện giờ cổ phương này lại được bên Viện Khoa học Quân sự nghiên cứu lại, điều chỉnh tỷ lệ một cách hợp lý. So với huyền thiết lúc ban đầu thì ràng bền chắc hơn. Đừng nhìn nó mảnh mai như vậy, nó có thể chịu được lực kéo mấy ngàn cân. Đừng nói là mày có thể dùng nội kình cái gì đó của cao thủ quốc thuật có thể đánh gãy nó, cho dù là dùng thuốc nổ cũng vô dụng. Đây là sự ưu việt của công nghệ cao, thằng danh, mày đừng cho mình có được chút bản lĩnh thì có thể lên lương sơn, thực lực tam, tứ đoạn của quốc thuật thì thế nào, chỉ là một chút sức mạnh mà thôi. Đứng trước đồ vật công nghệ cao cũng chỉ có cách thúc thủ. Vì thế thành thật cho ông mày đi, ở trong lãnh địa của Cục An ninh thành phố Mạc Hương không ai có thể làm loạn. Cũng đừng mơ có ai tới cứu. Tôi quả thật không rõ. Vì sao các anh đối với tôi như vậy, tôi chỉ là một nhân viên bình thường của chính phủ tới đây chỉ vì muốn vạch trần quỷ kế của nước ngoài, vì lợi ích quốc gia. Các anh chẳng những không cảm ơn tôi còn vô cớ đem tôi giam giữ dưới hầm ngầm, đây là phạm pháp. Tuy nói các anh bảo đảm an ninh quốc gia nhưng không thể tùy tiện ra tay, sử dụng bừa bãi quyền hạn của quốc gia giao cho. Diệp Phàm nói rất có lý lẽ. Ha ha, hừ, thằng danh, không cần phải nói nhiều, mau khai ra hoạt động của mày và Vu Kiến Thần, tránh cho da thịt phải chịu khổ. Triệu Tuấn Võng tự đắc. Thì ra là như thế, bọn họ nghĩ mình là cùng một phe với Vu Kiến Thần, định thông qua mình ám hại anh Vu. Chẳng lẽ anh Vu thật sự làm chuyện gì đó trái pháp luật? Diệp Phàm nghĩ nhanh trong đầu rồi cười lạnh. Hừ, đừng nói lung tung, tôi và Vu Kiến Thần chẳng qua trước kia có lần hợp tác trong công việc. Tôi không rõ anh đang nói hoạt động gì, cái gì gọi là hoạt động, chắc là chỉ chuyện không hay rồi. Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Vu Kiến Thần rất quang minh chính đại, ăn bữa cơm, uống chén rượu chẳng lẽ cũng là xâm hại an ninh quốc gia sao? Tôi còn từng nhận được phần thưởng của Bộ Công an, là dũng sĩ kiệt xuất Hoa Hạ, tại sao lại giam giữ tôi kháng nghị phải gặp được lãnh đạo các anh. Diệp Phàm hô lớn, ha ha, kêu to lên, gọi giã họng ra cũng vô ích thôi. Trừ chúng tao ra thì không ai nghe thấy đâu, nhỏ chút đi. Cười âm hiểm. Nơi này chính là phòng thẩm vấn bí mật của Cục An ninh, là địa bàn của phòng phản gián chúng tao. Diệp Phàm muốn cựa quậy một lát vì lúc này hắn còn đang bị khóa chặt trên ghế. Bọn người này cũng thật đáng sợ, dùng khóa huyền thiết khóa chặt tay mình rồi còn sợ mình làm khó dễ, còn khóa cứng người mình trên ghế, muốn cựa quậy chút cũng khó khăn. Vừa lúc đó hắn chợt cảm thấy đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy chân trái đã bị băng dày. Hắn đoán là đã bị bọn cố ý đâm bị thương nên tức giận hét lớn. Các ngươi đã làm gì, tại sao vô cớ đâm bị thương chân của tôi, tại sao? Trong đầu thầm nghĩ may mà chân vẫn còn có thể cử động được, chắc là gân chân còn chưa bị thương. Nếu gân chân cũng bị cắt đứt thì sau này mình sẽ cũng giống như Lý Viêm Đình suốt đời ngồi xe lăn rồi.
Tại sao à, thành thật khai ra hết cho tao, nếu không chắc là không giữ được cái chân đâu. Quên đi, tôi không có gì để nói. Diệp Phàm lạnh như băng. Mẹ kiếp, thằng danh, ngoan cố đấy. Lâm Trác, xoa bóp vài món cho hắn nếm thử. Mày không nên cho là nhân viên an ninh chúng tao chỉ ăn cơm rồi ngồi không? Biết hình pháp thời cổ đại không? Hiện giờ chúng ta đã phát triển đến mức có thể làm cho mày đau đến không muốn sống, muốn cầu qua đời cũng khó khăn. Hừ! Triệu Tuấn võng âm hiểm cười hô mấy tiếng, không lâu một người trẻ tuổi cao lớn đi đến. Gã vung tay quật xuống một roi được đặc chế. Bạch, bạch, bạch! 3-4 roi ngoan độc quất xuống bộ quần áo đã rách của Diệp Phàm, trên lưng hắn lập tức hằn lên mấy vết roi thâm xì. Các ngươi sẽ gặp báo ứng đấy! Tao thề! Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi không hề cầu xin, trong mắt bắn ra âm quang giận người, thầm rủa trong lòng. Giờ mày làm nhục tao, có ngày tao sẽ trả lại gấp trăm lần. Ánh mắt của hắn làm Lâm Trác đang xuống tay cũng bị dọa đến lùi về sau một bước, thầm nghĩ, ánh mắt quá lạnh, giống như sói phương Bắc vậy. Lâm Trác, từ từ hãy rút ra. Rút ra nhanh như vậy sẽ làm cho hắn không cao hứng, cứ để cách mười mấy phút đồng hồ mới rút ra hết. Thằng danh, để tao xem mày có thể chịu được đến đâu. Phó cục trưởng nói hờ hững, giống như đang nói chuyện với một đầu bò vậy. Két! Một chiếc Jeep dừng trước nhà làm việc, từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông rất anh tuấn mặc áo da màu đen. Chỉ thấy y lẩm bẩm. Ai, anh vợ bảo mình quan tâm Diệp Phàm không biết đã đi chưa, cũng 3 ngày rồi, nếu anh vợ mà biết chắc chắn sẽ mắng mình giao chuyện 3 ngày rồi mới hỏi tới. Ai, mình làm sao mà làm đây, người trên phòng đặc vụ suốt ngày ra ngoài, đâu có rảnh ngồi uống trà, tán chuyện về đàn bà chứ. Mẹ kiếp, uất ức quá. Tuy nhiên cục trưởng Nguyễn mới đem phòng đặc vụ mới thành lập giao cho mình. Nghe nói phòng đặc vụ sau này sẽ là phòng trọng yếu của cục an ninh, có địa vị như lính đặc nhiệm của quân đội. Hắn chính là cậu em vợ Phạm Hoành Võng của Vu Kiến Thần, năm nay vừa tròn 30 tuổi đã leo đến chức phó cục trưởng cục an ninh thành phố Mạc Hương. Phạm vi quản lý của y là phòng phân tích tình báo tổng hợp, phòng phản gián cùng với phòng đặc vụ. Lúc không có việc thì cả ngày ngồi chơi, lúc có việc thì e cả ngày chạy đi chạy lại. 3 ngày trước, Vu Kiến Thần nói ở trong điện thoại là không quản chuyện của Diệp Phàm nhưng lại không an tâm. Vừa vặn lúc đó y phải đi Tích Ninh hỗ trợ ủy ban kỷ luật phá án, đoán chừng sẽ bận rộn nên giao cho cậu em vợ phải chú ý đến việc của Diệp Phàm đừng để cho hắn thiệt thòi. Tuy nhiên Phạm Hoành Võng cùng lúc đó thì nhận nhiệm vụ đi ra ngoài 3 ngày giờ mới trở về liền chạy thẳng đến nhà làm việc. Lý lực, 3 ngày trước hình như có một người tên gọi là Diệp Phàm, hình như là cán bộ trẻ của thị trấn Lâm Tuyền đến đây báo án phải không? Phạm Hoành Võng hỏi. Cục trưởng Phạm, để tôi xem đã. Lý lực trả lời rồi mở computer ra tìm một lúc rồi nói. Đúng vậy, có một người thanh niên tên gọi là Diệp Phàm đã tới. Nói là đã phát hiện ra ở núi Trường Bạch có một tổ chức cơ mật gì đó của Nhật Bản. Sau đó tôi liền dẫn hắn tới phòng trinh sát phản gián, lúc đó là trưởng phòng Triệu Tuấn Võng tiếp nhận. Tuy nhiên đã qua 3 ngày thì chắc đã rời đi rồi. À, không có chuyện gì, đi thì đã đi rồi. Phạm Hồng Võng gật đầu rồi trở về phòng làm việc, vừa rót chén trà thì điện thoại vang lên. Cục trưởng Phạm, anh trở về rồi sao? Hôm giờ gọi điện cho anh cứ báo tắt máy. Thật là bực mình a. Một giọng đàn ông trong trẻo nói. Có chuyện gì sao Trương Vĩnh Siêu, cậu vốn được gọi là vô ưu thảo mà, làm sao mà cảm thấy buồn. Ha ha, có phải định tán em nào không rồi định mượn xe tôi. Hừ, thằng danh cậu tốt xấu gì cũng là một phó trưởng phòng rồi đấy, suốt ngày cứ nghĩ tới đàn bà, lo làm tốt công tác đi. Tuy nhiên muốn mượn xe giờ thì không được, anh còn phải dùng. Phạm Hoành Võng cười mắng. Xem ra y có quan hệ rất thân với Trương Vĩnh Siêu. Không phải đâu cục trưởng Phạm, em có chuyện quan trọng nói với anh. 3 ngày trước có người tên gọi là Diệp Phàm đến báo lại án, sau đó không biết vì sao bị Phó Bí Thư Hồ bắt đi. Trương Vĩnh Siêu vừa nói tới đây thì Phạm Hoành Võng đã hô. Dừng lại! Đừng lên tiếng, có chuyện gì chúng ta đi ra bên ngoài uống trà rồi nói. Kỹ xảo nghe trộm của cục an ninh phải nói là hàng đầu. Điện thoại phòng làm việc của Phạm Hoành Võng tuy nói đã mã hóa rồi nhưng không thể tránh được nghe trộm. Tuy nhiên đây là lúc trọng yếu để mình và tranh giành cái ghế cục trưởng nên càng cần phải cẩn trọng. Phạm Hoành Võng cũng rất cảnh giác,
ngay cả điện thoại nội bộ của cũng không tin tưởng. Người tên là Trương Vĩnh Siêu vừa gọi điện thoại cho Phạm Hoành Võng chính là người y đã an bài bên cạnh. Cho tới bây giờ tựa hồ cũng vẫn chưa phát hiện, tuy nhiên cũng không phải là kẻ ngu, ai biết được gã cũng sẽ sắp xếp kẻ nào đó bên cạnh mình hay không chứ. Vì thế trong cục an ninh đúng là người người phòng người, ai cũng không thể an tâm, hết sức khó được người mình có thể tin tưởng. Điều này khiến cho Phạm Hoành Võng mỗi lần nghĩ đến đều thở dài. Ai, thân tín giống như thân tín, ai ngờ có thể không tin. Cục an ninh lại càng phức tạp, đã làm tình báo thì tất cả đều là cao thủ, không chừng người mà anh không để ý sẽ nghe trộm điện thoại của anh. Không lâu sau, trong một quán trà của thành phố Mặc Hương, Phạm Hoành Cương mới vừa ngồi xuống thì có một thanh niên đẹp trai mặc đồ hiệu Armani nhưng chóng đi vào. Ngồi đi Vĩnh Siêu. Trương Vĩnh Siêu sau đó kể hết chuyện của Diệp Phàm cho Phạm Hoành Võng. Cục trưởng Phạm, anh biết em cũng là một phó trưởng phòng ở phòng trinh sát phản gián, vừa rồi em theo đám người Lâm Trác bí mật thẩm vấn một vụ án. Cậu Diệp Phàm kia sau khi bị bắt vào thẩm vấn đã biểu hiện rất xuất sắc, tựa hồ không phải người bình thường. Em và bốn, năm người bên Lâm Trác bắn cả mười mấy viên đạn mê nhưng cũng không thể bắt hắn. Cuối cùng gọi Triệu Tuấn Võng phóng ra khói thuốc mê mới chế tạo mới đánh ngã được hắn. Lúc này còn đang thẩm vấn, tuy nhiên em điều tra cậu thanh niên này dường như không phải là tội phạm gì. Thậm chí cậu ta còn rất xuất sắc, được thưởng danh hiệu dũng sĩ kiệt xuất hoa hạ, người như vậy sao là gián điệp được. Lúc ấy hình như cậu ta tới đây báo án, sao chỉ trong chớp mắt đã biến thành gián điệp nhỉ? Chuyện này xác định có điều gì đó. Trương Vĩnh Siêu nói rất cụ thể phân tích và nghi ngờ của mình khiến Phạm Hoành Võng cứ luôn gật đầu khen ngợi, thầm nghĩ, thằng này cũng được đấy. Trải qua mấy năm chui luyện cũng đã thành thục nhiều. Nếu có cơ hội nhất định phải lấy được cho cậu ta cái chức trưởng phòng, cũng không uổng mấy năm rồi đi theo mình, là một thân tín khó có được. Chương 164, nước muối nóng ngâm ớt. Cậu có dò xem được cụ thể bọn họ thẩm vấn chuyện gì không? Phạm Hoành Cương hỏi. Không có, lần này bọn họ vô cùng cảnh giác, không để cho người nào tới gần mật thất, chắc là chỉ có hai tên thân cận nhất của Hồ Bình là Lâm Trác và Triệu Tuấn Võng là biết được thôi. Các nhân viên khác trong phòng trinh sát phản gián chúng em đều không được tiến vào. Trương Vĩnh Siêu lắc đầu biểu hiện không thể có cách. Cậu phải nghĩ cách đến gần bọn họ, có thể thành công việc này thì anh càng có thể đề bạt cậu. Tháng sau, trưởng phòng trinh sát phản gián Triệu Tuấn Võng nghe nói là định điều đi Thủy Châu. Cậu phải xuất thêm chút lực đi. Đến lúc đó, anh sẽ nói với cục trưởng Nguyễn một câu, biết đâu lại có thể lấy được cái ghế trưởng phòng. Tuy nhiên chuyện này không thể ra mặt, chỉ có thể đứng sau âm thầm trợ giúp cậu thôi. Cảm ơn, Phó Cục trưởng Phạm, em đi đây. Trương Vĩnh Siêu rất kích động vì chuyện này, gần đây Cục An ninh thành phố Mặc Hương vừa xây xong một khu nhà ở mới, việc phân phòng chắc là sẽ dựa vào cấp bậc. Nếu tháng sau gã có thể lên chức trưởng phòng thì lúc phân phòng có thể được một căn hộ 3 phòng ngủ. Một phòng khách, vậy thì nỗi đau đầu sau khi kết hôn đã được giải quyết. Trương Vĩnh Siêu vốn rất đào hoa, lại đang còn trẻ nên nhân tình vô số, rất nhiều cô gái đẹp nổi danh của thành phố Mặc Hương đã từng qua tay gã. Tuy nhiên gã vốn thay nhân tình như thay áo, chán là đổi. Một tháng mấy trăm đồng tiền lương và tiền trợ cấp đều nhét vào bụng đàn bà. Gã công tác tại phòng trinh sát phản gián của Cục An ninh, phòng này là một phòng trọng yếu, có thể so sánh với phòng trinh sát hình sự bên Cục Công an. Có thể ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng này ở Cục An ninh thành phố Mặc Hương cũng coi như là một nhân vật có thực quyền, điều này không khỏi làm cho Vô Ưu Thảo Trương Vĩnh Siêu vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên Cục An ninh vô cùng phức tạp, người ở đây đều sống hai mặt, bên ngoài là một tiếu diện hổ, sau lưng thì tay luôn thủ đao. Bình thời khi không xung đột lợi ích thì có thể tụm năm tụm ba vui vẻ. Một khi chỉ vì tranh đoạt một cái ghế phó, trưởng phòng thì khi ra tay tuyệt sẽ không lưu tình. Có khi âm thầm thiết kế đối thủ, chỉ cần một chuyện tình cờ cũng sẽ đưa đối thủ vào đại lao nằm bóc lịch. Khi Diệp Phàm còn đang ngủ mê mệt, chợt nghe một tiếng, xoẹt, rồi một chậu nước lạnh thấu xương hắt lên người hắn. Diệp Phàm cảm thấy vết roi trên người giống như có hàng ngàn hàng vạn con trùng đang gặm, nhấm. Đau khổ giống như có vạn con kiến đang cắn người. Cẩu tạp trùng, các ngươi rắc ớt vào trong nước à? Sắc mặt Diệp Phàm mờ mịt, sắc bén giống như mắt sói nhìn Lâm Trác và Triệu Tuấn Cương. Ha ha, coi như mày cũng còn có chút kiến thức. Thế nào hả,
mùi vị muối ăn ngấm vào vết roi như thế nào. Nói mau đi, đem những chuyện trái phép mày và Vu Kiến Thần đã làm nói ra toàn bộ thì không phải chịu sự đau đớn này nữa. Nếu không, hừ hừ, vòng thứ hai sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Lâm Trác, cậu biểu diễn cho hắn thử một chút xem mùi vị bị roi tẩm nước cay quất thì như thế nào, mẹ kiếp. Còn dám mắng chúng ta à? Triệu Tuấn võng khuôn mặt vặn vẹo giống như một ác ma, tên này đoán chừng trời sinh đã có sở thích hành hạ người khác, có chút giống với trạng thái của những người cuồng ngược đãi người khác. Được, trưởng phòng Triệu. Lâm Trác trả lời, đeo một đôi găng tay mỏng vào, chạy tới góc phòng, lôi một chiếc roi màu xanh từ trong chiếc thùng gỗ màu đỏ tươi như máu. Một mùi cay nồng, cực hắc khiến người ta phải bịt mũi xông thẳng vào mũi Diệp Phàm. Thế nào hả, mày có muốn nếm thử mùi vị của cái roi này không? Tốt nhất là nói ra đi. Nói xong, chúng tao sẽ cho mày bữa ăn ngon, nếu đầu mối mày cung cấp có ích, chúng tao còn có thể giúp mì lập công lấy thành tích, nói không chừng còn có thể có cơ hội thăng quan có phải không? Hồ Bình ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ kiêu ngạo, an nhàn thổi ra từng vòng khói thuốc. Dùng giọng nói cực kỳ thu hút để mê hoặc. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Quất, quất chết thằng tạp chủng này cho bố mày. Đồ chó đẻ. Hồ Bình thật sự tức giận, nghiến răng ken két. Da thịt trên mặt dồn đống lại quả thực giống như một con chó điên cắn người. Phút, phút, phút. Chiếc roi liên tiếp quất xuống ba phát, xé nát mấy miếng vải rách trên lưng Diệp Phàm thành rẻ lau. Loại đau đớn này không thể nào hình dung, Diệp Phàm cắn chặt răng. Hành khí cấp tốc vận chuyển vào trong bắp thịt toàn thân, tận lực giảm bớt một số thương tổn và đau đớn. Nhưng trong chiếc roi cay xè lại có ớt cay và muối, cứ chà sát vào trong vết roi đánh, sự đau đớn khổ sở căn bản không thể nào giảm bớt được, trừ phi đem toàn bộ mảng da và thịt sau lưng lột sạch toàn bộ. Đêm khuya, trong quán trà Tử Hiệp có hai người đang ngồi. Vĩnh Siêu, có hỏi thăm được tin tức gì không vậy? Phạm Hoành Võng có chút vội vã hỏi. Thật xin lỗi cục trưởng Phạm, Hồ Bình lần này cảnh giới rất nghiêm ngặt, căn bản là không để cho người nào nhúng tay vào. Tôi ở bên ngoài đi lại bao nhiêu lâu cũng chỉ được sai bảo một lần, là Lâm Trác lấy ra một thùng nước cay kêu tôi mang đi hâm nóng một chút. Đám người đó thật sự rất tàn ác, trong ớt cay lại trộn lẫn nước muối sau khi hâm nóng càng cay nồng vô cùng, ai có thể chịu được chứ? Tôi đoán chừng anh chàng họ Diệp đó nhất định là không thể nào chống đỡ nổi. Chuyện này thật sự có chút kỳ lạ, lẽ nào anh chàng họ Diệp đó thật sự là một phần tử phản gián đặc biệt mai phục trong nước chúng ta sao? Đoán chừng địa vị của anh ta cũng không tầm thường, bằng không tại sao lần này Hồ Bình lại xem trọng như vậy, ngoài mấy tên thân tín ra, thủ hạ bình thường đều không được nhúng tay vào. Ai, nếu vụ án này thật sự được hắn phá giải thì lập được công lớn rồi, chuyện này có chút phiền phức cục trưởng Phạm. Trương Vĩnh Siêu dựa vào kinh nghiệm của mình để phân tích. Đúng. Phạm Hoành Cương khẽ hừ một tiếng, trong lòng cũng hết sức buồn bực. Lẽ nào nói anh chàng họ Diệp đó thật sự là một phần tử phản gián, ngay cả anh rể mình Vu Kiến Thần cũng bị hắn ta lừa gạt. Đáng tiếc là anh rể hiện giờ đang đi làm chuyện cơ mật cho nên không liên lạc được. Nhưng chuyện này hình như có chỗ vô lý, bên trong nhất định là có gì đó mờ ám. Nếu Diệp Phàm thật sự là phần tử phản gián, tại sao còn muốn đem chuyện của tổ chức phản gián trong dân có liên quan đến Nhật Bản tên là Hội Hồng Á Đao Lưu ở núi Trường Bạch năm 1945 nói ra? Lẽ nào muốn lập kế hoạch Dương Đông kích Tây? Vừa rồi Phạm Hoành Võng cũng có điều tra qua chuyện có liên quan đến Hội Hồng Á Đao Lưu, phát hiện trước năm 1945, tổ chức này đều lấy danh nghĩa thương đoàn bí mật siêu tầm công tác tình báo của Hoa Hạ chúng ta. Điều tra các chuyện có liên quan đến địa lý, trạng thái thương nghiệp, binh chế, thực dân, hình thế quốc tế, lịch sử và thống kê của các nơi ở Đông Án, Nam Á. Hiệp hội này có được sự ủng hộ của chính giới Nhật Bản, trong thời kỳ hải chiến Giáp Ngọ Trang Nhật, hội viên đã từng đạt được hơn 2.000 người, ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau này, sau khi Nhật Bản thất bại, tổ chức này cũng rút về trong nước. Còn có một phiên bản khác nói, Hội Hồng Á Đao Lưu thật ra chính là một lưu phái đao kiếm của Nhật Bản. Nòng cốt chính là lấy một kẻ ma khí của một đám điên cuồng, y đao nhẫn quy thần cung, làm hành động chính. Từ phương diện tổng quát mà nói kỳ thực cũng là thuộc về một phái ninja của Nhật Bản. Có chút giống với môn phái võ học của một số tu luyện ma công của Trung Quốc cổ đại, so với ngũ độc giáo của Miêu Cương chính là một tà giáo chuyên tẩu thiên phương, lấy tu luyện ngũ độc làm tư tưởng chính.
nghe nói bọn họ tự xưng là ngũ tiên giáo, được người ta gọi là ngũ độc giáo, bao gồm 5 loại độc vật cóc, nhện, bọ cạp, rắn độc, rết. Lúc ấy Nhật Bản vì muốn thâu tóm toàn bộ chủ nghĩa quân phiệt ở châu Á, khiến bọn chúng nằm ở trạng thái điên cuồng ngang ngược. Đất nước Trung Quốc rộng lớn nằm ở châu Á đương nhiên là lựa chọn đầu tiên, cho nên đến bây giờ còn có tổ chức phản gián của Hội Hồng Á đao lưu bí mật hành động cũng là rất bình thường. Nếu như vậy đợi tình hình thật sự được điều tra ra chính là một đại công lớn. Đối với giai đoạn phấn đấu lên chức cục trưởng của Hồ Bình thật sự là một trợ lực không gì sánh được. Phạm Hoành Võng yên lặng hút liên tiếp 3 điếu thuốc, cảm thấy có chút mùi vị khổ sở. Bỗng nhiên trong đầu chợt xuất hiện một tia sáng, thầm nghĩ, hỏng bét. Anh rể có nói với mình là quan hệ của anh ấy với Diệp Phàm cực kỳ thân thiết, gọi là anh em. Không phải là Hồ Bình muốn lợi dụng cơ hội này xử lý anh rể chứ? Rất có thể, nếu một số chuyện bí mật gì đó của anh rể vào lúc bình thường trong lúc nói chuyện tán gẫu có lẽ Diệp Phàm cũng biết một số. Nếu vạn nhất Diệp Phàm không chống đỡ được, nếu là vạn nhất Diệp Phàm không trụ được rồi. Bị Hồ Bình đào ra thì anh rể trên cơ bản cũng tiêu đời rồi. Hiện tại bên trong cục thành phố vì anh rể Vu Kiến Thần bị điều đi phối hợp với công tác ủy ban kỷ luật tỉnh ngoài, tạm thời người cầm quyền là Chu Chính Dương. Phiền toái rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Khả năng này rất lớn, mình phải nghĩ cách cứu Diệp Phàm ra mới được, nếu thực sự không được phải tiêu diệt hắn cũng không thể để Hồ Bình có được bất cứ thứ gì hữu dụng có lợi được. Phạm Hoành Võng dập tắt điếu thuốc, hung hăng đứng dậy vội vàng bước đi. Trong 3 ngày này, người phải chịu dày vò còn có các vị thường vụ chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang và bí thư thị trấn Lâm Tuyền Tần Chí Minh. Vì Diệp Phàm nói là tới Thủy Châu thảo luận công nghệ cao chế tạo giấy. Thoát cái đi đã 3 ngày, điện thoại cũng không gọi về, gọi đi cũng không mở máy. Ngày đầu tiên mọi người cũng không cảm thấy gì, ngày thứ 2 lại trôi qua, nhưng đến ngày thứ 3 thì mọi người ngồi không yên, Tần Chí Minh đem chuyện này báo cáo lên bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Chuyện này lập tức khiến đám người Lý Hồng Dương lo lắng, không khác gì kiến bò trên chảo nóng, thậm chí phái phó cục trưởng Chu Bá Thành của Cục Công an huyện mang theo mấy cảnh sát đến Thủy Châu, trải qua xác định, Diệp Phàm đã tới gặp bọn họ nhưng đã rời đi rồi, hiện tại không biết là đi đâu. Trong nhà Diệp Phàm cũng đã đi tìm, nhưng không thấy bóng dáng. Mất tích rồi, quá là vô lý, không có trách nhiệm gì cả, đây là bán chức. Biết không hả? Lý Hồng Dương nắm tay đập lên mặt bàn. Chén trà ngã xuống đất phát ra tiếng vang dọa người. Đương nhiên, y vẫn cho rằng Diệp Phàm vì trẻ tuổi chạy đi chơi chỗ nào đó, ngay cả chuyện lớn cũng vứt bỏ không quan tâm tới, hoặc là nói mải chơi đến mức độ không nhớ gì. Nhưng suy nghĩ hình như cũng không có khả năng, chuyện này lại không dám tùy tiện báo cảnh sát, nếu kinh động đến tập đoàn Nam Cung, người ta không tới thì 200 vạn tự nhiên mất trắng, cho nên chuyện này cũng chỉ giới hạn trong huyện ủy và hai lãnh đạo cấp cao của Lâm Tuyền mới biết. Tạm thời nằm trong giai đoạn bảo mật. Huyện ủy một lần nữa mở ra phương án chuẩn bị thứ 3, cũng chính là dưới tình huống không có Diệp Phàm thì khai triển công tác tiếp khách như thế nào cho có hiệu quả. Cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của ông trời. Đoán chừng chuyện đầu tư 99% là thất bại rồi. Lý Hồng Dương chỉ cảm thấy trái tim mình từng đợt quặn đau, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, sau đó vội vàng đến bệnh viện truyền một bình các loại axit amin. Chất đạm mới cảm thấy tốt hơn một chút. Còn chủ tịch huyện Trương Tào Trung cũng không cảm thấy tốt hơn chút gì, dáng vẻ lo lắng giống như bốc lửa trong đầu. Nghe nói lúc ấy giận đến mức ăn một hơi 7-8 viên hoàng phiến mới hạ hỏa được một chút, nào ngờ bị tiêu chảy gần chết. Tuy nhiên cả hai vị lãnh đạo đều cố gắng hết sức không dám ngã xuống, vì 200 vạn mà liều mạng. Chương 165, quả đấm nện vào cục an ninh. 1. Cho nên sau khi nói xong, trong lòng Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung ở bên cạnh đều rất là lo lắng, nhưng hai đại lão kinh nghiệm quan trường, mặc dù nói biểu diễn không có chân thực như trong phim nhưng lần này biểu diễn đích xác là diễn rất xuất sắc, không để lộ ra ngoài. Trương Tào Trung nghe thấy cũng âm thầm thay Lý Hồng Dương giơ ngón cái lên, thầm nghĩ, Lý Thiên Vương không đi làm diễn viên thật là quá đáng tiếc, bằng không ôm về bức tượng vàng Oscar có lẽ cũng không khó. Đúng. Lúc ấy Diệp Phàm cũng cứ đấu lý mãi, muốn để lãnh đạo tỉnh đổi ngày khác, nhưng cuối cùng không được. Ha ha, hôm nay thì do tôi đi cùng với các khách quý tới các nơi, nếu đã tới Lâm Tuyền thì xin hãy tham quan thưởng thức một chút, phong cảnh xinh đẹp của dòng suối Lâm Tuyền chúng tôi cũng rất tuyệt. Thị trấn Lâm Tuyền vào lúc buổi sớm mai có thể xem như một Thượng Hải thu nhỏ,
Tôi nghĩ tiên sinh Đông Điều có lẽ cũng nghe nói qua rồi, bên trong còn có một câu chuyện đấy. Trương Tào Trung là một chủ tịch huyện, mồm mép cũng rất là lưu loát, nếu nói ra rất có một loại từ tính của phái Nam, thoáng cái đã đem sự tập trung của Nam Cung Đông Điều tập trung vào phương diện nhân văn lịch sử của thị trấn Lâm Tuyền. Lý Hồng Dương cũng âm thầm giơ ngón cái lên nói. Tên họ Tào này biểu diễn cũng không tệ, không đi tham gia so tài hùng biển cũng có chút nuối tiếc. Bằng không cầm về cho đất nước vị trí thứ ba trong so tài hùng biển quốc tế cũng không thành vấn đề. Ồ, nói nghe thử xem. Nam Cung Đông Điều có vẻ thích thú. Trước giải phóng có một thương nhân Thượng Hải tới Lâm Tuyền của Ngư Dương chúng tôi, vừa nhìn thấy trên chỗ đường cong của đường sông rộng hơn cả thước của con suối Lâm Tuyền chứa đầy các con thuyền, trong lúc nhất thời lại ngây người sửng sốt. Phải biết rằng lúc ấy vì chưa khai thông đường ô tô, cho nên vận chuyển đường thủy là quan trọng nhất. Mấy huyện lân cận cũng muốn tới Lâm Tuyền đổi vận làm ăn bán các đồ dùng sinh hoạt như muối ăn, vải vóc. Cho nên vận chuyển đường sông vô cùng tấp nập, lúc đó nhân khẩu ở thị trấn Lâm Tuyền mới có hơn 3 vạn người, cho nên thương nhân đó thuận miệng đặt cho cái tên là Tiểu Thượng Hải, vì ông ta thấy Lâm Tuyền lúc đó có chút giống như sông Hoàng Phổ, ha ha. Trương Tào Trung cười ha ha giải thích, cảm thấy hơi có chút tự mãn. Không đúng, lẽ nào dòng suối Lâm Tuyền thay đổi rồi? Bây giờ tại sao không thể đi lại bằng thuyền? Nam Cung Đông Điều thuận miệng hỏi. Ai, trước kia dòng suối của thị trấn Lâm Tuyền không gọi là suối, mà gọi là sông Lâm Tuyền, vẫn thông thẳng tới Trúc Giang của tỉnh Thủy Châu, hình như còn là một trong những nhánh sông có tầm trọng yếu lớn. Chỗ rộng nhất ở đây cũng tới 350 thước, chỗ hẹp nhất cũng có tới 160 thước. Chỗ nước sâu nhất cũng đạt đến 100 thước, chỗ nông nhất cũng khoảng 10 thước. Độ sâu bình quân là khoảng 15 thước, hiện tại không đi được là do các nguyên nhân trầm tích của đường sông, rác rưởi hoành hành, chiếm sông xây nhà, núi lở đất sụp, tạo nên toàn bộ đường thủy đều bị nông cạn. Nơi mỏng nhất thậm chí còn lộ ra cả đá cuội ở bên ngoài, nước ăn bình quân cũng chỉ có 3 thước, thuyền đi không được. Hơn nữa hiện tại đường quốc lộ được xây dọc theo suối, ai còn muốn đi đường thủy, vừa không thông lại quá chậm. Ai? Tần Chí Minh nhớ lại ngày trước. Trong lòng có chút thương cảm. Ha ha, thói đời bể dâu, lịch sử thay đổi, sự vật trên đời cũng thay đổi, nhưng dòng suối Lâm Tuyền vẫn rất đẹp, phương diện ô nhiễm cũng không nặng. Nam Cung Đông Điều khen ngợi. Sau đó, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đi cùng với Nam Cung Đông Điều, đoán chừng là không lay chuyển được tình cảm, đương nhiên cũng tới nhà máy giấy Ngư Dương đi dạo một vòng. Tổ kiểm định của tập đoàn đi cùng với lão cũng hiểu được hiện trạng cụ thể của nhà máy giấy. Cuối cùng đến lúc đi vẫn nói là tạm thời vẫn chưa có cách nào quyết định, đợi Phó Chủ tịch Diệp quay về, kêu hắn tới Thủy Châu tìm công ty bàn bạc tiếp. Nhưng Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung cũng không phải là kẻ ngốc, cảm nhận rõ ràng được Nam Cung Đông Điều chỉ qua loa lấy lệ, đoan chừng là chuyện thu hút vốn đầu tư vào nhà máy giấy lần này 90% là thất bại rồi, hy vọng không lớn. Đám người Lý Hồng Dương sau khi tiễn đoàn người tập đoàn Nam Cung đều có chút như đưa đám, tâm tình vô cùng không tốt. Đoán chừng cả hai đã đem Diệp Phàm mắng đến thấu xương, chờ đợi Diệp Phàm mang đến vận mệnh gì chứ, đoán chừng đó là vận mệnh rất bi thảm. Thật là không ra gì, bí thư Lý, tại sao còn có loại đồng chí có tính kỷ luật tổ chức kém như vậy chứ? Thanh niên đó, ngoài miệng không lông làm chuyện gì cũng không bền vững, một hạng mục tốt như vậy mà làm cho thất bại như thế. Tốt nhất vẫn là để cậu ta quay lại đập nước Thiên Thủy đi, làm viên chức ở xã vẫn góp nhặt được. Trung Minh Nghĩa và Trương Tào Trung nhất thời tối sầm mặt ở bên cạnh càm giảm mấy câu, cũng là cố gắng trả thù Diệp Phàm với Lý Hồng Dương. Hừ, có khuyết điểm thì chúng ta phải phê bình, làm sao có thể một gậy đánh chết là xong. Lại nói chúng ta xem, có đồng chí nào dám nói là không có khuyết điểm không, nhìn khuyết điểm của người khác mà không mắc phải tương tự mới là tốt. Ngư Dương chúng ta có mấy cán bộ cấp phó phòng có thể kiếm được về cho huyện chúng ta 200 vạn. Ai có thể kiếm được? Tôi lập tức thăng cho anh ta một cấp. Thế nào hả ông Trương, ông Trung, nếu không kêu Thái Đại Giang và Diệp Mậu Tài cũng đi kiếm 200 vạn đồng về, thị trấn Lâm Tuyền chúng ta không phải giàu to sao, ha ha ha. Lão Hồ Ly Lý Hồng Dương không phải là kẻ ngốc, ha ha mấy câu đã áp chế Trung Minh Nghĩa và Trương Tào Trung thành hai kẻ á khẩu. Nhưng Lý Hồng Dương mặc dù nói ở trong lòng cũng chửi Diệp Phàm đến mất mặt, nhưng nếu đã là người mình ra sức ủng hộ, cũng không muốn để rơi vào tình cảnh đối đầu. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ, cho nên lập tức lấy lại sắc thái nói.
đừng nói linh tinh nữa, khoản tiền quyên góp 200 vạn mà tập đoàn Nam Cung dùng là chi phiếu của ngân hàng, chữ ký của người trên thẻ là của đồng chí Diệp Phàm. Ngay cả mật mã cũng nằm trong tay tập đoàn Nam Cung, chúng ta hiện tại đang cầm một tấm thẻ trống rỗng, ngay cả tiền cũng không lấy ra được, điều đồng chí Diệp Phàm tới đập nước Thiên Thủy, 200 vạn cũng không lấy được. Nếu Thái Đại Giang và Diệp Mậu Tài cũng có thể kiếm được 200 vạn, tôi lập tức điều anh chàng này tới đập nước Thiên Thủy. Nghe xong lời nói thẳng thắn của Lý Hồng Dương, Chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang và Phó Chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài sắc mặt nhất thời biến thành gan heo. Lại cộng thêm ánh mắt lạnh lùng của Trương Tào Trung và Trung Minh Nghĩa quét tới hai người lại càng giống như ngồi trên đống than, vội vàng cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh. Chương 166, quả đấm nện vào cục an ninh. 2. Sau 11 giờ đêm, Diệp Phàm dùng chiếc chăn bông quấn chặt người mình, trốn trong chăn, từ trong khe hở của áo bông tìm được một cái cưa kim loại. Còn chưa nói, đoán chừng cái cưa bằng kim loại này cũng là dùng hợp kim đặc chế làm ra, vô cùng sắc bén, rất khó gãy, nhưng dây xích đeo trên tay chân Diệp Phàm cũng là loại đặc chế. May mà dưới sự tăng cường nội kình của Diệp Phàm, chiếc cưa bằng kim loại lại trở nên uy phong. Sau nửa giờ, Diệp Phàm cùng chiếc cưa bằng kim loại chặt đứt xích tay, nắm được cái cưa, cưa xích chân cũng nhanh hơn nhiều, sau mười mấy phút đã cưa gãy xích chân. Khoảng cách giữa xích tay và chân cũng tương đối lớn, dễ dàng vận động tay chân, bằng không cũng không hề dễ dàng như vậy. Vì đề phòng Diệp Phàm chạy trốn, trên chân của hắn còn có một sợi dây xích cột vào trên chiếc ghế sắt, Diệp Phàm lại dùng 10 phút mới cưa đứt được sợi dây xích này. Tay chân lập tức được giải phóng, cũng không dám ngồi dậy, dứt khoát nằm ở trong chăn điều khí một giờ. Sau khi cảm thấy cơ thể có thể khôi phục một chút thì bắt đầu quấy phá. Thật ra Hồ Bình cũng quá đề cao mấy cái khóa sắt này, căn bản không phải là điều chế huyền thiết cổ đào ra trong mộ cổ gì đó. Chỉ là căn cứ vào cổ phương đào ra trong mộ cổ của một sư phụ rèn sắt rồi Viện Khoa học Quân sự dung hợp với kỹ xảo sắt cứng hiện tại làm ra hợp kim mà thôi. Dĩ nhiên so với hợp kim bình thường lợi hại hơn rất nhiều, so với huyền thiết chính tông cổ đại tương đối còn có chênh lệch rất lớn, bằng không Diệp Phàm cũng không dễ dàng cưa gãy được nó. Ai ra, bụng tôi đau quá, đau quá. Diệp Phàm ôm bụng lăn đi trên mặt đất trong mật thất, lừa gạt hai nhân viên an ninh giám sát mật thất buổi tối. Thật sự tưởng rằng Diệp Phàm phát bệnh rồi. Cũng khó trách bọn họ tin tưởng, phải biết rằng dưới sự dày vò mấy ngày nay, một số người biết chuyện đều cảm thấy sởn gai ốc, cũng nghi ngờ anh chàng này cũng không phải làm bằng sắt, tại sao có thể chịu đựng được như vậy. Người này cuối cùng mắc bệnh cũng là bình thường, cho nên hai thủ hạ vội vàng đem chuyện này báo cáo cho người phụ trách là Triệu Tuấn Võng. Bọn họ đương nhiên cũng không dám tùy tiện mở cửa mật thất, nếu để Diệp Phàm chạy trốn. Phó Cục trưởng Hồ Bình đoán chừng có thể rút ra bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không tin dưới ba chiếc khóa sắt nghe nói là dùng kỹ thuật cao của bí quyết cổ truyền làm ra, người này còn có thể chạy trốn, hiện tại báo cáo chỉ là một loại trình tự cần thiết mà thôi. Không lâu sau Triệu Tuấn Võng tức giận, thở hổn hển cùng với Lâm Trác mở chiếc cửa đúc bằng sắt đi vào. Cũng khó trách hắn tức giận, tối nay khó khăn lắm mới lừa được vợ nói là phải trực ban. Cho nên vừa rồi đang ở chỗ nhân tình Hoàng Kiều liều mạng khai khẩn vùng cỏ thơm ẩm ướt. Ai ngờ đang cao hứng trên bãi đất hoang còn chưa gieo hạt thì bên này đã xảy ra chuyện rồi, vì vậy ai thán thời giờ bất lợi xoa mắt lái xe chạy tới. Ở cửa hai thủ hạ đang giơ súng bóng loáng, vẻ mặt trịnh trọng nhắm thẳng vào Diệp Phàm đang kêu đau dưới đất, hình như ngay cả tay giống như đang run rẩy, không biết là do trời mùa đông lạnh lẽo hay là bị người sắt Diệp Phàm hù dọa thành như vậy. Mẹ nó! Hai thằng danh con chỉ có chút tiền đồ. Ba chiếc khóa sắt huyền thiết này cho dù là thần tiên cũng khó thoát thân, chúng ta còn có 5 người, người của an ninh đều là loại gấu khốn khiếp bất tài sao. Tốt xấu gì các cậu cũng được xem là mũi nhọn của, phòng trinh sát phản gián, chúng tôi, có thân thủ nhị đoạn. Sợ cái quái gì, bỏ súng xuống, run cái đổ bùi. Nhìn lướt qua hai gã thủ hạ không nên hồn, Triệu Tuấn Võng thật sự muốn xông lên tát chết bọn họ. Thật sự quá mất mặt, sợ đến mức như vậy, tay bồng súng cũng run rẩy, lại không phải là nhân vật dạng trưởng kíp của hải tặc. Vâng. Hai tên thủ hạ trả lời hạ súng xuống, canh gác ở ngoài cửa. Triệu Tuấn Võng và Lâm Trác tiến đến gần Diệp Phàm cảm thấy trước mặt hoa đi, một bóng người đã nhanh như tía chớp lao tới trước mặt. Hai người cũng là hạng đã trải qua trăm trận chiến, thầm kêu một tiếng không hay nghiêng người né tránh, nhưng đã quá muộn rồi. Bịch, bịch. Sau hai tiếng giòn vang,
một quyền cuồng bạo của Diệp Phàm đánh ra, quyền phong rít lên, lập tức đập vỡ xương lỗ mũi của Lâm Trác, xương mũi 100% là bị chặt đứt. Khuôn mặt đầy máu mũi nước mắt, Lâm Trác cảm thấy đầu mũi một trận tê dại, cả người dưới quả đấm thép đã bị đánh bay đập vào tảng đá hoa cương cứng rắn của mật thất. Triệu Tuấn Võng cũng không khác gì, bụng bị cái chân sắt có thể đá vỡ đá của Diệp Phàm liều mạng đá một cước, cảm thấy một trận đau nhức như vỡ tim, bắn vào góc phòng chất thành một đống với Lâm Trác. May mà Diệp Phàm trải qua 3-4 ngày hành hạ gần chết, lực độ nội kinh đoán chừng cũng chỉ còn lại khoảng 3 tầng so với bình thường. Nếu không Lâm Trác và Triệu Tuấn Võng đoán chừng rơi xuống lập tức đầu đã gặp phải kết cục mất mạng đầu nở hoa và bụng xuyên thấu ruột vỡ nát. Diệp Phàm không dừng lại chút nào, thì triển thuật khinh công giống như chim ưng bổ nhào xuống con thỏ trượt đến trước mặt hai An Ninh đang hoảng hốt móc súng ra, cơ thể rót đầy nội kình giống như cỗ xe tăng cứng rắn đánh thẳng tới. Vù vù vù. Ba người trực tiếp bay vút đi trực tiếp đụng vào vách tường đối diện lối đi nhỏ, Diệp Phàm thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng người lợi dụng thân hình hai thủ hạ của Triệu Tuấn Võng làm tấm chắn thịt ở trước mặt mình, tiện tay hất bay đi, hai tiếng gãy xương răng rắc thanh thúy truyền đến, đoán chừng là xương đùi của hai tên cũng bị gãy rồi, sau khi chữa chỉ có lẽ có thể nối được, nhưng chắc sẽ không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Chương 167, toàn bộ binh sĩ cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự và an ninh cùng ra trận. Diệp Phàm không dám dừng lại một khắc nào, nhanh chóng cô lấy một khẩu súng dưới đất, còn kéo vào trong đó một băng đạn trên súng, để khí nhảy lên lao thẳng về phía cửa. Hai cảnh sát vũ trang canh giữ đường đi cũng nghe thấy tiếng động, còn tưởng là trưởng phòng Triệu Tuấn Võng đang hành hạ phần tử phản gián cho nên không có chú ý. Cả hai vừa nhả khói thuốc vừa lẩm bẩm nói. Khốn khiếp, dám bán đứng quốc gia chúng ta thì cứ kéo ra ngoài bắn chết đi, chó Nhật. Còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên nghe hai tiếng vút vút rồi đã thấy song cước của Diệp Phàm trước mặt. Hai người nhất thời biến thành hồ lô lăn trên đất, cứ lăn lộn đến góc tường va đập mạnh mẽ vào vách tường mới dừng lại được, cây súng trường kiểu mới trong tay kêu lên mấy tiếng loảng xoảng sớm đã không biết bay đi chỗ nào. Diệp Phàm giống như mãnh hổ lao tới, nắm đấm nhất thời khiến cả hai lảo đảo, mắt nổ đom đóm nhìn thấy thiên đường trong mơ. Đây còn là vì Diệp Phàm nghe thấy hai người này nói chuyện. Cho rằng là hai nhân sĩ yêu nước cho nên mới xuống tay lưu tình, chỉ là đánh ngất xỉu, bằng không đoán chừng cũng rơi vào kết cục gãy tay gãy chân. Vì là đêm khuya, trong cục an ninh ngoài mấy nhân viên và cảnh sát vũ trang công tác trực ban ra thì không còn ai. Khi Diệp Phàm vượt qua bức tường, tiếng cảnh báo vang dội trong không trung, ngẩng đầu nhìn quét qua trên đường đang có một chiếc Audi lái tới. Đoán chừng là xe của người giàu có, Diệp Phàm nhún người nhảy lên đường chặn chiếc xe Audi lại. Mẹ kiếp, muốn chết sao? Tài xế của chiếc xe Audi thò đầu ra định mắng một câu đã bị Diệp Phàm túm lấy, tiện tay giống như ném rẻ rách quăng lên đường. Anh chàng đó đoán chừng là bị hù dọa đến choáng váng, ngồi xuống đất không dám lên tiếng. Chui vào trong xe mới phát hiện trong xe có một người phụ nữ mập mạp đang mơ hồ ngồi dậy mở miệng hỏi. Tam thụ, chuyện gì vậy, đến nhà rồi có phải không? Diệp Phàm còn chưa trả lời đã nhấn ga đột nhiên phóng đi. Dùng tốc độ nhanh nhất phi xe đi. Cục trưởng Hồ, không hay rồi, thằng nhãi đó bỏ trốn rồi. Triệu Tuấn Võng cố nén cơn đau báo cáo nói. Khốn khiếp, đừng nói nữa, thông báo cho phòng trinh sát phản gián, phòng trinh sát kỹ thuật, phòng điều tra bảo vệ nội bộ, toàn bộ đuổi theo cho ông mày, đuổi theo. Biết không hả? Hồ Bình từ trên giường nhảy xuống, thiếu chút nữa một cước đá bay bà vợ xuống dưới giường, hù dọa bà vợ cứ ở trên giường run rẩy mắng. Đồ quỷ sứ nhà anh, thần kinh rồi có phải không? Muốn hại chết tôi à? Vậy có cần thông báo cho người của phòng đặc vụ tham gia truy bắt không? Triệu Tuấn Võng run rẩy hỏi. Đầu cậu là đầu heo sao? Như vậy không phải rõ ràng bày ra nói với Phạm Hoành Võng chúng ta không được sao? Hồ Bình tức giận nói. Lực lượng của phòng đặc vụ là lớn nhất, hỏa lực mạnh nhất. Triệu Tuấn Võng vẫn không từ bỏ ý định. Cũng khó trách gã nghĩ vậy vì phòng đặc vụ mới được tổ chức trong toàn bộ cục an ninh. Binh khí tiên tiến nhất, hỏa lực mạnh nhất, nhân viên phối hợp trang bị mạnh nhất, kinh phí cũng dồi dào nhất, có thể so sánh với lính đặc nhiệm trong quân đội, chỉ là nhân số không nhiều mà thôi. Nhưng phòng đặc vụ là thuộc về sự quản lý của Phó Cục trưởng Phạm Hoành Võng, Triệu Tuấn Võng chỉ là có chút không cam tâm trơ mắt nhìn Diệp Phàm bỏ trốn mà thôi. Hừ, đừng nhiều lời nữa.
Tôi lập tức kêu anh họ phái cảnh sát hình sự giỏi nhất của cục công an thành phố tới hỗ trợ vây bắt, mẹ kiếp. Một tên nhãi nhép xấu xa chịu hành hạ đang hấp hối lại có thể dựa vào đôi bàn tay đánh ra khỏi cục an ninh, còn mẹ nó, toàn là một lũ ăn hại. Nhưng tên nhãi đó đoán chừng cũng sắp không chịu được rồi, còn có thể phản lại ý trời sao, đầu tiên phải phong tỏa toàn bộ đường đi trước. Hồ Bình cũng không hoảng loạn gì cả, vì y rất có tự tin. Mặc dù nói Diệp Phàm có chút bản lĩnh, nhưng hảo hán cũng không địch lại được bao vây chặn đánh của mấy trăm người. Vẻn vẹn chỉ sau mấy phút, khi xe của Diệp Phàm còn chưa chạy ra khỏi khu vực thành thị, ở khắp nơi đều vang lên tiếng còi báo động chói tai. Đồn công an vốn nằm ở ven nội thành đều được xuất động toàn bộ, ở trạm gác đầu tiên trên con đường thu phí từ thành phố Mạc Hương thông tới tỉnh thành Thủy Châu bị công an nhân dân của đồn công an phía dưới vây quanh. Diệp Phàm vừa mới xông tới trạm thu phí đầu tiên của Thủy Châu, từ xa xa đã nhìn thấy đèn cảnh sát lấp lóe, biết con đường này đã bị chặn rồi. Khi quay đầu vốn định chuyển tới con đường khác suy nghĩ một chút đoán chừng vô cùng, tình hình so với nơi này có lẽ cũng không khác biệt nhiều lắm. Lái chiếc xe Audi tới một chỗ xa xôi hẻo lánh, suy nghĩ mấy phút, thấy phu nhân hình dáng mập mạp bị hùa dọa choáng váng kêu khóc muốn xuống xe, cảm thấy phiền hà, liền mở cửa xe ném cô ta xuống bên đường. Phát hiện cô tay túm chặt lấy chiếc túi da của mình không chịu buông tay, đoán chừng bên trong có đồ quý giá, dứt khoát phải đoạt lấy. Mở ra nhìn qua, bên trong có không ít đồ, có mấy cọc tiền và một chiếc điện thoại di động màu hồng phấn xinh xắn, liền tiện tay đem tiền và chiếc điện thoại di động túm lấy quăng vào lại túi ra rồi nhỏ tiếng cảnh cáo. Đừng lên tiếng, tôi là đặc công cơ mật an ninh, tạm thời trưng dụng xe của cô và hiện kim trong túi để dùng, qua mấy ngày nữa sẽ trả lại cho cô, nếu dám nói bậy. Hừ, đây chính là tấm gương. Diệp Phàm vừa nói một cước đạp vỡ hai hòn gạch ở bên đường. Tôi không, nói, không cần trả. Một mùi khai truyền đến, cô gái đó sớm đã bị hù dọa đến mức đái cả ra quần. Diệp Phàm chui vào trong xe xác định phương hướng rồi lái đi. Thành phố Mạc Hương ngoài con đường quốc lộ xuyên qua còn có mấy con đường nối liền với đường huyện, toàn bộ khu vực thành thị có 6 khu vực nhỏ, đất đai trong thành phố cũng tương đối lớn. Nửa thành phố đối mặt với biển, sau lưng dựa vào núi Kê Công nhấp nhô kéo dài hơn 100.000 thước. Nếu các con đường tới các huyện đều bị phong tỏa, Diệp Phàm đành phải theo kế hoạch ban đầu nghĩ cách lái xe thẳng đến công viên núi Kê Công. Công viên núi Kê Công của thành phố Mạc Hương thật ra chỉ là một bộ phận nhỏ của núi Kê Công, chỉ cần xông vào công viên núi Kê Công, dựa vào nơi này chui vào rừng già núi Kê Công rộng lớn kéo dài hơn 100.000 thước có lẽ có thể chạy thoát. Muốn bắt được một người trong dãy núi Kê Công chẳng khác nào mò kim đáy biển. Diệp Phàm trước đó từng được lão phí ném vào trong rừng già nguyên sinh để rèn luyện, cho nên cũng không sợ núi non Kê Công. Dựa vào bản lĩnh của mình tạm thời cũng không chết đói, đánh mấy con gà núi lúc nào cũng có. Không lâu sau xe đã xông vào trong công viên núi Kê Công, sau khi mở cốp sau phát hiện bên trong vừa vặn có một túi du lịch, trong túi toàn là một số đồ linh tinh của con gái. May mà ở một góc của cốp xe còn phát hiện một chiếc áo jacket dính đầy dầu mỡ đoán chừng là của tài xế liền tiện tay nhét vào trong túi hành lý trèo tường chui vào trong công viên núi Kê Công. Trong cục an ninh thành phố Mạc Hương sớm đã giống như gặp đại địch, Hồ Bình chăm chú nhìn chằm chằm vào máy radar. Báo cáo Phó Cục trưởng Hồ, tội phạm chui vào công viên núi Kê Công, đoán chừng là muốn lợi dụng rừng già của núi Kê Công để chạy trốn. Một người ngồi trước máy tiếp nhận tín hiệu radar đứng lên báo cáo nói. Muốn chạy trốn sao, Tôn Ngộ Không có cân đầu vân 10 vạn 80 dặm cũng không chạy thoát được bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Ta chính là Phật Như Lai, công viên núi Kê Công mặc dù nối liền với toàn bộ dãy núi Kê Công, nhưng ở đoạn thành phố Mạc Hương muốn thông qua công viên chui vào trong núi Kê Công rộng lớn, đầu tiên phải vượt qua suối Hồng Mạch mới có thể chui vào trong rừng già. Lập tức thông báo cho tổ trinh sát, khóa cắt hướng công viên núi Kê Công. Hồ Bình lạnh lùng cười nham hiểm trước bản đồ quay đầu hạ mệnh lệnh. Tiếp theo y gọi điện thoại. Cục trưởng Chu, tội phạm đang bỏ trốn về hướng công viên núi Kê Công, đoán chừng là muốn sau khi chui vào công viên lại lén lút vượt qua suối Hồng Mạch tiến vào trong rừng già núi Kê Công. Nghe nói ở đó có một cánh rừng già dài gần 50 dặm đã được niêm phong 30 năm rồi, nếu để tội phạm chui vào thì phiền phức. Hồ Bình phân tích tình hình cụ thể cho anh họ Chu Chính Dương của mình. Yên tâm, chạy không thoát đâu, cậu canh giữ phương hướng công viên núi Kê Công, đối diện suối Hồng Mạch ở một đầu khác của công viên,
cục thành phố chúng tôi vừa vặn có một đồn công an xâm lâm tối nay thay ca, vừa vặn có 10 người vẫn chưa đi. Tôi kêu bọn họ lên núi trước để phong tỏa đoạn suối Hồng Mạch, bên này tôi sẽ lập tức sắp xếp cảnh sát vũ trang đuổi tới. Chu Chính Dương không hề lo lắng Diệp Phàm có thể chạy thoát khỏi suối Hồng Mạch bị mười mấy người phong tỏa. Mặc dù nghe em họ nói Diệp Phàm còn là một cao thủ, nhưng cao thủ dù lợi hại cũng không tránh được súng đạn. Cục trưởng Phạm, nghe nói Diệp Phàm đã trốn về hướng núi Kê Công, đoán chừng muốn chui vào cánh rừng già núi Kê Công, nhưng phía bên suối Hồng Mạch đoán chừng đã bị Chu Chính Dương kêu công an xâm lâm phong tỏa rồi Trương Vĩnh Siêu lén lút gọi điện thoại. Biết rồi, lần này làm tốt lắm. Phạm Hoành Võng ngồi trên ghế xoay nghĩ cách cứu người. Đội trưởng Quách, tôi là Phạm Hoành Võng. Cục trưởng Vu không ở đây, các anh có phải đang giúp đỡ an ninh truy bắt một tội phạm bỏ trốn không? Phạm Hoành Võng đành phải mượn vương bài của anh rể Vu Kiến Thần, phòng đặc vụ của mình cũng không nhận được thỉnh cầu giúp đỡ khẩn cấp cho nên cũng không tiện trực tiếp nhúng tay vào, nếu như vậy ngược lại dễ dàng dẫn tới sự cảnh giác trọng của Hồ Bình. Đoán chừng Hồ Bình, ngay cả cục trưởng Nguyễn cũng không báo cáo, cho nên Phạm Hoành Võng chỉ có thể ngồi ở nhà chờ đợi tin tức tới cửa. Nếu ngồi ở phòng làm việc đoán chừng có thể dẫn tới một số nghi hoặc của Hồ Bình, thử nghĩ xem có phải không, trời lạnh thế này không trốn trong chăn ôm bạn gái, không có việc gì chạy tới phòng làm việc làm gì, đây không phải là ôm phiền phức vào người sao. Phạm Hoành Võng mặc dù nói đã 30 tuổi rồi, nhưng vẫn là vương lão ngũ y nói nhát gan. Không có anh Phạm, đoán chừng Chu Chính Dương cũng biết quan hệ của mình với cục trưởng Vu, cho nên ngay cả mình là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự cũng không thông báo. Nhưng mấy tên thủ hạ của mình lại bị ông ta gọi đi rồi, vừa rồi nhận điện thoại nói là đang chạy tới công viên núi Kê Công giúp đỡ an ninh vây bắt tội phạm. Tội phạm tên gì cũng không nói, chỉ là kêu bọn họ chấp hành sắp xếp của đồng chí tới từ an ninh, còn nói đây là cơ mật quốc gia. Quách Dương nhỏ tiếng nói. Người đó lẽ nào không phải tội phạm? Chuyện này cũng không dễ xác định, vốn người đó là tới báo cáo với an ninh về tình huống của tổ chức có liên quan đến phản gián. Cũng không biết là chuyện gì nháy mắt hắn đã trở thành tội phạm phản gián, tôi phân tích qua, người tên Diệp Phàm này, cậu có thể cũng biết, đoán chừng là Hồ Bình muốn dùng chuyện này xử lý anh rể. Hiện tại anh rể không ở đây, cho nên, Phạm Hoành Dương có chút lo lắng. Diệp Phàm, tôi biết, lần trước nghe anh Vu nói còn giúp đỡ rất nhiều việc. Hình như anh Vu còn gọi cậu ta là em, vô cùng thân thiết. Nghe cậu nói như vậy tám phần là Hồ Bình vì Chu Chính Dương mà tạo thế, lẽ nào hạ thủ về phía phó cục trưởng Vu rồi. Cậu yên tâm, tôi lập tức kêu Chu Ba và Quách Quân để ý, hai người này đều là thủ hạ thân tín của tôi, nếu có cơ hội tôi sẽ gọi bọn họ thuận tiện hơn. Nhưng chuyện này tôi không ở hiện trường, có một số chuyện có thay đổi, không tiện nắm bắt toàn bộ trong tay. Còn có một tình huống tôi cảm thấy kỳ lạ. Chu Chính Dương sao có thể nắm bắt được chính xác nhất cử nhất động của Diệp Phàm? Quách Dương dù sao cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kinh nghiệm phong phú, tựa hồ nghĩ ra điều gì, đưa ra mấu chốt của vấn đề. Chương 168, Liệp báo toàn lực xuất động. 1+2, nhóm dịch Black. Đoán chừng là Hồ Bình đang động tay động chân trên người Diệp Phàm, chuyện này đối với cục an ninh thật quá dễ dàng. Phạm Hoành Võng thở dài buông điện thoại xuống. Hắn đang suy nghĩ có nên đem chuyện này kêu người đến báo cáo với cục trưởng Nguyễn, nếu làm như vậy rút cuộc là lợi hay là hại. Quan trọng là tình huống lần này không rõ ràng, nếu Diệp Phàm thật sự là tội phạm xâm hại đến an toàn quốc gia, mình cứu hắn ra sẽ không biến thành đồng phạm chứ. Vậy suốt đời này mình xem như xong rồi, nếu không cứu thì sợ anh rể xảy ra chuyện. Cho nên đối với Phạm Hoành Võng mà nói chính là tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên Phạm Hoành Võng cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Phàm ra, hắn chỉ muốn cứu Diệp Phàm ra trước, sau đó thủ hạ của mình đem người bắt tới để mình đích thân thẩm vấn một chút. Sau khi đợi mọi chuyện sáng tỏ lại tiếp tục quyết định, nếu thật sự không được thì dứt khoát phải diệt khẩu, bất kể hắn có phải là tội phạm hay không, giết hắn đối với mình và anh rể mà nói đều có ích lợi. Hơn nữa hiện tại tình huống này cho dù giết chết Diệp Phàm cũng có thể mắc vào tội danh trốn tránh. Dưới tình huống không rõ ràng này nếu để Diệp Phàm rơi vào tay Hồ Bình thì sẽ tăng công cho bằng. Vậy chi bằng trong quá trình đuổi bắt âm thầm ám hại hắn là xong. Nhưng tạm thời vẫn nằm ở trạng thái quan sát, nếu chuyện không bất đắc dĩ Phạm Hoành Võng thật sự không muốn giết chết người anh em tốt của anh rể, như vậy cũng khiến người ta đau lòng quá.
Diệp Phàm giống như một con thỏ nhanh chóng lẻn vào công viên Kê Công Sơn, thi triển thuật khinh công trèo thẳng lên núi. May mà có ưng nhãn thuật, nhạy bén, thị lực có thể so sánh với mắt của cú mèo, nếu không dưới tình hình không có đèn pin cầm tay, tốc độ tiến lên phía trước trong cánh rừng rậm rạp trên núi có thể nói là suy giảm đi rất nhiều. Công viên Kê Công Sơn kỳ thực cũng là tương đối lớn, trên dưới chạy dài cũng phải đến mười mấy cây số. Núi cao đạt đến 400 thước, nghe nói đỉnh màu gà trên ngọn núi chính cao nhất cũng cao gần 600 thước, bình thường có rất nhiều du khách hứng thú trèo lên đỉnh. Nơi đây từ xưa đã có câu đăng kê quan nhi tiểu Mặc Hương, ý nói trèo lên màu gà là có thể thấy Mặc Hương thu nhỏ, Diệp Phàm cũng từng trèo lên đây một lần. Trên đỉnh màu gà còn xây dựng một ngôi chùa rất đồ sộ tên là Mão Nhật Cung, thờ đại thần gà trống, Mão Nhật Tinh Quan, nhân vật trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, một trong 28 tinh tú của thiên đình. Theo truyền thuyết, ngài ở cung Quang Minh trên thiên đình, hình dạng là chú gà trống lớn cao 6-7 thước. Chức vụ của ngài là ti thần đế hiếu, trong tiểu thuyết thần thoại là môn nhân của thông thiên giáo chủ tiệt giáo, vì vô phúc thành tiên, sau khi bỏ mình trong trận vạn tiên luân hồi tiến vào thần đạo, trở thành một vị thần trong thiên đình. Lúc ấy khi Tôn Ngộ Không gặp gỡ Giết Tinh, chiến đấu một hồi lâu cũng vẫn chưa giành được phần thắng, may nhờ có Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ bảo tìm đến ngài. Mão Nhật Tinh Quan khẳng khái đồng ý hạ giới bắt yêu. Đợi đến khi Tôn Ngộ Không dẫn dụ bỏ cạp tinh ra khỏi động để chiến, tinh quân hiện ra hình dạng thật, biến thành con gà trống 6-7 thước, kêu dài một tiếng, yêu quái hiện ra hình dáng thật, cũng kêu một tiếng, bỏ cạp tinh toàn thân mềm nhũn, chết đứ đừ. Truyền thuyết năm đó, Mão Nhật Tinh Quan từng đi qua ngọn núi màu gà đó, cho nên ngôi chùa này mới tên là Mão Nhật Cung, lúc Diệp Phàm tới du ngoạn còn đùa giỡn lại mấy cái trêu chọc nói. Thiên thần Mão Kê, lúc nào cũng thi triển chút pháp thuật để cho tôi dính một chút ánh sáng của ngài, đem thần thuật tiếng gà gáy của ngài truyền lại cho tôi là được rồi. Kêu mấy tiếng ngay cả Giết Tinh cũng chết, nếu học được thì thật là kiêu ngạo, đoán chừng tôi trèo lên cao giống lên, tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đều choáng váng rơi vào trong vòng tay của ngài, ha ha ha. Lúc ấy mấy cô gái cùng học trên lớp cười đến run rẩy cả người, Diệp Phàm nhìn mà hết hồn hết vía, chỉ sợ hai ngọn núi nhỏ trước ngực các cô ấy rơi mất. Đặc biệt là người yêu đầu tiên của mình Phí Nguyệt Yên, thiếu chút nữa đấm vỡ ngực của hắn, Diệp Phàm phải luôn miệng cầu xin tha thứ mới buông tha. Trong quá trình nhanh chóng leo lên nhớ tới những chuyện này, Diệp Phàm hiện tại chỉ còn lại vẻ mặt khổ sở và một chút mùi vị cay đắng chua xót trong lòng. Bản thân hiện tại chẳng biết tại sao trở thành một tên tội phạm trốn trại, còn mối tình đầu Phí Nguyệt Yên cũng không biết đã ngã vào vòng tay của tình nhân nào rồi. Ai, cuộc đời thật biết trêu ghẹo con người, không ngờ tối nay mình lại quay lại nơi mình từng sống. Nếu Mão Nhật Tinh Quan thật sự hiển linh, Diệp Phàm vẫn thật sự muốn học được mấy tiếng gà gáy, mục tiêu đương nhiên chính là làm cho bọn người Triệu Tuấn võng ngất đi. Diệp Phàm tìm một tảng đá trèo lên để gọi điện thoại. May mà còn cướp được chiếc điện thoại, nếu không thật sự là kêu trời, trời không thấu kêu đất đất không thưa. Chiếc điện thoại di động mình mới mua cách đây không lâu khi bị trúng đạn thuốc mê đã vỡ thành mảnh vụn rồi. Diệp Phàm đầu tiên gọi điện thoại cho đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng của Liệp Báo, đáng tiếc là không nghe điện, tiếp theo lại gọi cho Tề Thiên, vẫn là không nghe điện. Mẹ kiếp, thật sự là ông trời quên ông mày sao? Tao nhổ vào. Diệp Phàm mắng một câu. Suy nghĩ một lát, hắn lại gọi tiếp. Lô Vĩ phải không, anh Diệp Phàm đây, cậu dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Lô Vân cho tôi có chuyện gấp cần tìm cậu ấy, phải nhanh lên. Còn nữa, tôi cúp máy đây, 3 phút sau, cậu gọi lại. Diệp Phàm muốn tiết kiệm pin, cũng không biết chiếc điện thoại này có thể dùng đến lúc nào, nếu hết pin thì phiền phức lớn. Anh Diệp, có chuyện gì, xem ra rất cấp bách, em lập tức đi tìm. Lô Vĩ có chút ngạc nhiên. Không biết Diệp Phàm xảy ra chuyện gì, nhưng hỏi hắn lại không trả lời. Một phút sau điện thoại quả nhiên vang lên. Tôi là Lô Vân, không biết thiếu tá Diệp tìm tôi có chuyện gì. Lô Vân hỏi. Cậu lập tức đi tìm Tề Thiên cho tôi có việc gấp tìm cậu ấy, hết sức khẩn cấp Diệp Phàm tựa hồ gào lên. Chuyện gì mà cấp bách như vậy, có lẽ là cơ mật của Liệp Báo, mình cũng không nên hỏi. Lô Vân thầm nghĩ rồi gọi cho số điện thoại bên ngoài nơi đóng quân của Liệp Báo. Nơi đóng quân trọng yếu của Liệp Báo được trang bị mấy bộ điện thoại gọi điện bên ngoài, sử dụng 24 giờ, còn có người trực điện thoại, tiếp nhận báo cáo hỏi thăm tình hình của quân nhân. Tôi là thiếu tá tiểu đoàn trưởng quân đoàn 2 quân khu lĩnh Nam tên là Lô Vân,
có việc gấp cần tìm thiếu tá Tề Thiên. Lô Vân sau khi nghe thấy tiếng hỏi thăm của cô gái trực ban trong điện thoại vội vàng nói. Gã thật sự không dám làm chậm trễ chuyện đại sự của thiếu tá Diệp Phàm, liệp báo là binh đoàn như thế nào, Lô Vân suy đoán cũng có thể đoán được, về cơ bản xử lý toàn là chuyện đại sự. Xin lỗi thiếu tá Lô, thiếu tá Tề Thiên hiện tại đang tham gia hội nghị cơ mật sĩ quan của sĩ quan cấp tá trở lên ở nơi đóng quân, không thể nhận điện thoại được. Giọng nữ có chút dáng vẻ xin lỗi nói. Hỏng bét rồi, đành phải gọi cho thiếu tá Diệp kêu mình nói với cô ta rồi, mình là người ngoài không tiện nói. Lô Vân gác điện thoại, nói rõ tình huống với Diệp Phàm. Lúc này dưới chân núi cảnh sát rầm rộ, mười mấy chiếc xe cảnh sát uy phong và mấy chiếc xe tải lớn tiến vào. Từng tốp cảnh sát vũ trang phối hợp với nhân viên an ninh quốc gia dưới sự hướng dẫn tập trung một lát, truyền đạt khẩu lệnh, giống như hình dạng bán cầu tản ra vây quanh công viên Kê Công Sơn. Hơn 100 chiếc đèn pin giống như là ngôi sao khắp trời dưới chân núi Kê Công, tầng tầng hoạt động tiến lên trên. Không lâu sau, tất cả các ngọn đèn của sân bóng trong công viên cũng được thắp sáng toàn bộ, dưới chân núi sáng trưng giống như ban ngày. Càng khiến Diệp Phàm căm tức hơn là trên tòa nhà cao nhất trong công viên đột nhiên bắn ra 3 ngọn đèn pha siêu cấp. Cột đèn giống như phản chiếu, lấp loáng hướng lên núi, đoán chừng mặt đất trong mấy dặm đều có thể nhìn thấy. Nếu bị nó chiếu đúng phải thì có lẽ sẽ bị lộ ra. Thật ra hắn sớm đã thiết bị theo dõi của Phó Cục trưởng Hồ Bình bám theo, chỉ là không biết mà thôi, may mà thiết bị theo dõi có lẽ là không nghe thấy được tiếng động. Dù sao nếu không trải qua huấn luyện đặc biệt, nếu đổi lại là Thiết Chiêm Hùng xác định sớm đã bị nghi ngờ rồi. Lúc này kinh nghiệm chính là mạng sống, là thứ đồ cực kỳ giá trị. Đèn pha này được lắp đặt đặc biệt trong công viên Kê Công Sơn. Có thời gian chuyên được sử dụng để cứu những du khách gặp nạn buổi tối, nhưng bây giờ là mùa đông, căn bản không có mấy du khách muốn trèo lên núi uống gió Tây Bắc, cho nên không bật. Gặp phải tình huống như vậy, Diệp Phàm đành phải cố gắng chịu đựng đau đớn chui vào trong rừng tiếp tục trèo lên, theo đó tiếp tục gọi điện cho đường dây ngoài căn cứ. Tôi là thiếu tá Diệp Phàm, cố vấn binh đoàn đặc chủng liệp báo, có chuyện khẩn cấp cần tìm đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng để báo cáo. Nếu đoàn trưởng Thiết không có ở đây, xin lập tức kêu thiếu tá Tề Thiên gọi điện thoại cho tôi. Không thể trì hoãn, người vi phạm sẽ theo quân pháp xử phạt. Giọng nói của Diệp Phàm nghiêm khắc, cố ý nói một cách vô cùng nghiêm khắc, thật sự khiến cho nữ thiếu úy sĩ quan thông tin sợ hãi, lập tức đem tình huống báo cáo cho tổ trưởng của tổ thông tin, trải qua kiểm tra xác định là có người tên là Diệp Phàm. Hơn nữa chức vụ cũng không thấp, là thiếu tá cố vấn của bộ phận trung tâm. Phải biết rằng cố vấn là cùng chức vụ với phó đoàn trưởng, chỉ là thấp hơn một cấp so với chính ủy và đoàn trưởng Thiết. Cho nên tổ trưởng tổ thông tin không dám chậm trễ, dùng điện thoại đặc biệt nội bộ đem chuyện này báo cáo lên phó đoàn trưởng Mã Thượng Chí đang chủ trì hội nghị. Hôm nay phần lớn bộ đội của Liệp báo tới sa mạc phương Bắc để huấn luyện dã ngoại, còn đoàn trưởng Thiết tới Hải Nam vẫn chưa quay lại. Tạm thời ở căn cứ chỉ còn lại một số nhân viên tạp vụ và một trung đội binh lực. Phó đoàn trưởng Mã biết Thiết Chiêm Hùng rất coi trọng thằng nhãi chưa vắt mũi sạch Diệp Phàm này, cho nên cũng không dám ngăn cản, lập tức gọi Tề Thiên ra ngoài trước. Tề Thiên nhận điện thoại. Tề Thiên, tôi đang ở công viên núi Kê Công của thành phố Mặc Hương, bị đám người Triệu Tuấn Võng và Phó Cục trưởng Hồ Bình của Cục An ninh Quốc gia hãm hại nhốt trong mật thất chịu 3 ngày dày vò, bây giờ chạy thoát ra rồi, nhưng bị bao vây ở công viên núi Kê Công. Khẩn cầu căn cứ giúp đỡ. Đáng tiếc điện thoại của đoàn trưởng Thiết không gọi được. Hiện giờ tôi đang cố gắng xuyên qua suối Hồng Mạch tiến vào rừng già của núi Kê Công. Diệp Phàm nhanh chóng đem tình hình nói lại, nhưng dặn dò phía sau, không để cho Tề Thiên tìm lãnh đạo thành phố hoặc là cục trưởng của an ninh quốc gia, muốn xông ra tìm mấy người Hồ Bình và Triệu Tuấn Võng xử lý một phen, bằng không khó lòng hóa giải nỗi hận trong lòng. Mẹ kiếp, bà mẹ nó, dám hãm hại quan quân liệp báo chúng ta, không muốn sống sao. Nhưng thiếu tá Diệp, đoàn trưởng Thiết tới Hải Nam thực hiện nhiệm vụ cơ mật không liên lạc được. Hiện tại căn cứ chỉ có một binh lực trung đội, em lập tức kéo một nửa trung đội tới thành phố Mặc Hương cho nổ tung Cục An ninh Quốc gia. Đồ tạp chủng, thái tuế trên đầu mà cũng dám ra tay. Tiếng mắng tức giận của Tề Thiên giống như sấm, vội vàng đem chuyện này báo cáo lên phó đoàn trưởng Mã đang tạm thời cầm quyền. Tề Thiên, cậu lập tức dẫn theo 10 người đi trước. Bất luận như thế nào cũng phải bảo đảm an toàn của cố vấn Diệp. Nếu để cố vấn bị thương tổn chút nào, tôi sẽ lôi cậu ra hỏi tội, nhanh đi đi.
đem tất cả binh khí theo, nếu người của công an và an ninh thành phố Mặc Hương to gan dám khư khư cố chấp, cậu có thể xem tình hình độc lập hành sự, tất cả phải lấy việc đảm bảo an toàn của cố vấn Diệp làm đầu. Tôi lập tức tranh thủ liên lạc với đoàn trưởng Thiết, lúc nào cũng phải gọi điện liên lạc. Phó đoàn trưởng Mã cũng cảm thấy chuyện này quá quan trọng, lúc ấy Thiết Chiêm Hùng có dặn dò, Diệp Phàm tương lai là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Liệp báo, nghe ý tứ hình như mơ hồ có giọng điệu bồi dưỡng người kế tục. Mã Thượng Chí lúc ấy nghe thấy, trong lòng đau xót có chút giận dỗi, lão cũng không phải không muốn tranh giành vị trí đoàn trưởng. Chẳng qua bản thân lão biết mình không đủ cân lượng, vì đoàn đặc chủng Liệp báo còn thuộc về một tổ chức bí mật tên là Tổ chuyên cần an ninh. Liệp báo là binh đoàn hùng mạnh của đại quân khu lĩnh Nam, cũng là một tổ chức bí mật thuộc tổ A có trụ sở đặt ở thủ đô Yên Kinh. Vì thế đoàn trưởng này không thể so sánh với đoàn trưởng bình thường, Mã Thượng Chí mơ hồ cũng đoán được Thiết Chiêm Hùng có lẽ là một trong những lãnh đạo của tổ chức thần bí đó, tổ an ninh đặc biệt. Chương 169, ăn tươi nuốt sống. Vì trong binh đoàn Liệp báo có một tiểu đội đặc biệt, nhân số không quá 10 người. Toàn là tinh anh trong tinh anh, do Thiết Chiêm Hùng độc lập chỉ huy, không có mệnh lệnh của hắn, đừng nói là phó đoàn trưởng Mã Thượng Chí không chỉ huy được, ngay cả trung tướng Triệu Quát tư lệnh căn cứ cũng không có quyền hạn này. Thủ lĩnh của tổ A an ninh đặc biệt này đừng nói là Mã Thượng Chí không dám đối đầu với hắn, cho dù Thiết Chiêm Hùng rút súng ra bắn chết mình cũng không có ai ra mặt đòi công đạo. Mặc dù nói Thiết Chiêm Hùng về bên ngoài vẫn là thuộc về sự quản lý của đại quân khu lĩnh Nam, nhưng Mã Thượng Chí biết cho dù là tư lệnh của quân khu lĩnh Nam là Thượng tướng Triệu Hải Hùng cũng không quản được vị đoàn trưởng lợi hại cấp đại tá này. Tin đồn còn nói trên chứng minh công tác của Thiết Chiêm Hùng có chữ ký đích thân của Chủ tịch nước Trấn Hải Quốc. Nhưng những chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán của Mã Thượng Chí, ngay cả phó đoàn trưởng Liệp báo là hắn cũng không biết thân phận thật sự của Thiết Chiêm Hùng, vô cùng thần bí. Lần này phó đoàn trưởng Mã Thượng Chí có thể rút ra một nửa đội viên trong 20 gã đội viên còn lại của Liệp báo để Tề Thiên dẫn đi đã xem là vô cùng coi trọng rồi, phải biết rằng căn cứ Liệp báo nhất định phải lưu lại 10 người đóng quân, chỉ sợ đến khi xảy ra chuyện khẩn cấp, muốn điều động cũng không biết làm thế nào. Đương nhiên, ở căn cứ vẫn còn lưu lại hơn 200 binh lính tạp vụ đóng quân, những người này đều là phục vụ cho Liệp báo. Ví dụ như nhân viên các mặt như thông tin, hậu cần, bảo đảm chữa bệnh và chăm sóc. Đương nhiên Tề Thiên cũng dẫn theo hai bác sĩ mà căn cứ đặc biệt cấp cho đi theo xe, nghe khẩu khí của Diệp Phàm đoán chừng là bị thương không nhẹ. Không lâu sau, từ căn cứ đóng quân Liệp báo phát ra tiếng báo động, hò hét chạy ra 4 chiếc xe Việt dã màu xanh lá mạ đồ sộ hùng dũng, mới vừa thông qua cửa động đã gặp Lô Vân đang chờ ở trước đường rẽ. Anh chàng này mạnh mẽ van xin nói muốn đi cùng để mở rộng tầm mắt. Hơn nữa Diệp Phàm cũng là liên lạc với cậu ta trước, Tề Thiên cảm thấy Diệp Phàm nhất định là tín nhiệm Lô Vân, nếu không tại sao lại gọi điện thoại cho Lô Vân. Trước kia Lô Vân cũng quen biết Tề Thiên, vì Lô Vân cũng là một người có danh của quân đoàn 2, xếp thứ 3 đấu võ toàn quân, danh tiếng cũng không nhỏ. Nhưng cũng chỉ là quen biết, không tính là bạn bè. Nếu không phải Lô Vân gọi điện thoại tới, khẳng định Tề Thiên không dám đưa Lô Vân đi cùng, đây là chuyện vi phạm kỷ luật. Kỳ quái chính là khi xe quân vừa chạy tới quốc lộ A07 lại nhìn thấy Lô Vĩ, anh chàng này trên người mặc trang phục dã chiến đang ngồi trên chiếc xe Việt dã Mitsubishi vẫy vẫy tay. Lúc trước thông qua điện thoại Tề Thiên cũng biết Lô Vĩ là huynh đệ thề sống chết của Diệp Phàm, cú điện thoại đầu tiên của Diệp Phàm chính là gọi cho Lô Vĩ, hơn nữa lúc này Diệp Phàm bị thương đang cần bạn bè trấn an, cho nên Tề Thiên cũng để hắn gia nhập đoàn xe. Từ Thủy Châu đến thành phố Mặc Hương không có con đường cao tốc nào. Tốc độ nhanh nhất cũng phải hơn 3 tiếng, đó còn là tốc độ xem như là đua xe. Thiếu tá Diệp, chúng tôi đã xuất phát rồi, xin ngài nhất định phải chú ý an toàn của mình, bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất. Tề Thiên lớn tiếng hét lên trong điện thoại. Cứ như vậy đi, tôi đang kiên trì ở công viên núi Kê Công, nếu có thể vượt qua suối Hồng Mạch tiến vào rừng già sẽ tương đối tốt hơn. Các cậu tốt nhất chạy thẳng tới công viên núi Kê Công. Lấy danh nghĩa bộ đội muốn tiếp nhận tin tức gì đó làm huấn luyện quân sự để len lén đón tôi vào trong xe. Diệp Phàm vừa chạy vừa dặn dò. Được, thiếu tá Diệp, chúng tôi hiểu rồi. Tề Thiên thiếu chút nữa đứng nghiêm, nhưng ở trong xe cũng không đứng thẳng được. Diệp Phàm cúp điện thoại, cuối cùng chạy lên đỉnh núi, nhìn về hướng ngôi chùa Mão Nhật Tinh Quan. Ở dưới chân núi, người của an ninh, cảnh sát vũ trang. Cảnh sát hình sự chừng vì suy nghĩ đến an toàn của bản thân cho nên tốc độ tiến vào rất chậm.
lúc này khoảng chừng 1 giờ đêm, trời mùa đông lạnh lẽo, đêm tối mịt mù. Tùy tiện lùng bắt rất có thể tạo thành thương vong cho nhan viên, Diệp Phàm chính là một thợ săn đáng sợ ẩn núp trong rừng già. Chu Chính Dương thân là phó cục trưởng cục công an cũng không dám chủ quan, Diệp Phàm cũng không phải là ngọn đèn sắp cạn dầu. Một người có thể tay không từ trong mật thất của an ninh xông ra tuyệt đối không thể dùng bản lĩnh bình thường để hình dung, đó là con người kiên cường có bản lĩnh siêu cấp, không thể so sánh với kẻ đầu tiên nhìn thấy máu. Nghe nói anh chàng họ Diệp đó không đến mấy phút đã đánh ngã 6 người, trong 6 người này người giống như Triệt Tuấn Kiệt Cương, Lâm Trác thân thủ tương đối tốt. Chu Chính Dương đoán chừng chính là hình cảnh già dặn kinh nghiệm trong cục thành phố cũng chưa chắc là đối thủ của hai người này. Nếu vì chuyện này mà thương vong mất mấy cảnh sát thì phiền phức, hắn đương nhiên sợ nhất là mất đi cơ hội cạnh tranh chiếc ghế cục trưởng. Nhưng từ độ cay độc của thằng nhãi đó mà nhìn hình như là cố ý lưu tình, bằng không đoán chừng đã chết người từ lâu rồi. Từ thủ pháp này cũng có thể phỏng đoán ra anh chàng đó trên tay không muốn dính vào nhân mạng của cảnh sát. Chu Chính Dương suy nghĩ một chút lại hạ lệnh gia tăng tốc độ tiến vào đối với đội cảnh sát hình sự, trong lòng cười lạnh, mày không phải muốn xuống tay lưu tình, không muốn dính vào mạng sống của cảnh sát sao? Bố mày sẽ để trên lưng mày phải gánh nhân mạng của người khác, không phải cũng là chết. Với tốc độ tiến vào lùng bắt nhanh chóng như vậy, xác suất nhân viên cảnh sát của đội cảnh sát hình sự phải chịu sự công kích của tội phạm cũng là tăng lên không ít. Nghe nói trong tay tội phạm còn có súng lục cướp được từ trong cục an ninh, làm không tốt, người ta tùy tiện trốn vào một khe đá, lén lút công kích giết chết mấy cảnh sát cũng là chuyện rất sức dễ dàng. Vì thế trong lòng mười mấy cảnh sát hình sự đang nhanh chóng truy kích đều nói thầm, mẹ kiếp. Lãnh đạo vì muốn cướp đoạt công lao liền đem tính mạng của chúng ta ra làm rơm rạ. Nhưng những cảnh sát này mặc dù nói trong lòng nói thầm nhưng cũng không dám kháng lệnh, vì phía sau đội phó tôn binh của cảnh đội đang dùng súng xua đuổi mọi người, ai không nỗ lực cho dù còn sống đoán chừng cả đời này cũng tiêu rồi. Diệp Phàm rất nhanh vào tới dưới chân núi phía sau, dương mắt vừa nhìn nhất thời có chút trợn tròn mắt. Cách đối diện suối Hồng Mạch mười mấy thước có một con đường ngoằn ngoèo y. Sau khi ăn xong hành khí một vòng cảm thấy nội kình trong cơ thể đã khôi phục được khoảng 3 tầng, hắn liền tìm một chỗ tương đối âm u ở bên dòng suối. Cho tới bây giờ Diệp Phàm vẫn là không muốn giết người, vì hắn biết những cảnh sát này đều là người vô tội. Dù sao người đáng chết trừ phi là tội ác tày trời giống như Điêu Lục Thuật, những người khác hắn thật sự vẫn không muốn ra tay bừa bãi. Giết người cũng không phải trò đùa, phải chấp nhận áp lực tâm lý cực lớn. Lúc giết mấy nhân mạng ở thôn Đập Thiên Thủy cũng là bị bức ra tay, sau này thường xuyên gặp ác mộng, khi nằm mơ thường xuyên tỉnh giấc, dù sao hắn vẫn chưa trải qua huyết lễ của chiến trường, may mà giờ cũng đã dần dần cũng quên lãng rồi. Chương 170, làm quan cũng phải có tâm lý đánh bạc. Làm sao lại trở thành gián điệp? Không thể có chuyện đó, Diệp Phàm là người đoạt được giải thưởng dũng sĩ kiệt xuất Hoa Hạ, lại còn cả huân chương rồng vàng hạng 3, phần thưởng đầu là của Bộ Công an. Phần thưởng sau là của Quốc vụ viện. Ngay cả Tổng đội trưởng Lý Sương Hải của Cảnh sát tỉnh vẫn luôn miệng khen ngợi cậu ta, đang có chiêu dụ vào đội Cảnh sát hình sự tỉnh đảm nhiệm chức phó phòng. Có phải Chu Chính Dương ra sức phối hợp không? Vu Kiến Thần kinh hãi, vội vàng hỏi. Đúng vậy, là người đang cầm quyền ở Cục Công an các anh, Chu Chính Dương và ở Cục An ninh chúng em. Anh vợ, em có một suy đoán, bọn chúng nhắm vào Diệp Phàm cuối cùng có phải là nhắm vào anh hay không? Anh chẳng phải là xưng huynh gọi đệ với Diệp Phàm sao, cho nên bọn họ muốn từ Diệp Phàm khai thác chuyện của anh. Anh có nói với Diệp Phàm chuyện gì không? Phạm Hoành võng hỏi, bởi vì tiền đồ của anh vợ dĩ nhiên liên quan chặt chẽ với ý. Không có, anh với Diệp Phàm chỉ mới quen biết mấy tháng, chính là qua vụ án của thôn Đập Thiên Thủy thị trấn Lâm Tuyền ở Ngư Dương. Chỉ mới gặp mặt mấy lần, lần gần đây nhất hắn còn giúp anh rất lớn. Thằng em này không tệ, đáng để kết giao. Hoành Võng, cậu phải nghĩ hết cách để cứu hắn. Ít nhất phải để hắn còn sống. Nếu còn sống thì mọi chuyện đều dễ làm, anh sẽ có cách để cứu hắn ra ngoài. Nếu thật sự không thể làm gì khác hơn thì sẽ nhờ đến đội trưởng Lý trên tỉnh ra mặt. Đội trưởng Lý nghe nói sắp thăng phó trưởng ban trên tỉnh rồi, thực quyền rất lớn. Điều này cũng là do nhờ có vụ án ở thôn Đập Thiên Thủy lần trước. Vì thế nên đội trưởng Lý rất cảm tạ Diệp Phàm, chắc chắn sẽ ra sức cứu hắn. Hơn nữa thằng em này có bản lĩnh kinh người, chắc chắn sau này tiền đồ vô lượng. Hắn mới 18 tuổi đã là phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, còn là đảng ủy viên.
anh và cậu bằng tuổi đó vẫn còn là một nhân viên bình thường, chưa hơn được ai. Phu Kiến Thần cân nhắc được mất, cuối cùng hạ quyết tâm bằng mọi giá cứu Diệp Phàm. Bởi vì cứu Diệp Phàm là lợi nhiều hơn hại, làm đến Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, Phu Kiến Thần trong mỗi chuyện đều phải suy tính hơn thiệt. Cái gì gọi là tình anh em đều xếp hàng sau, nếu trong lúc xung đột lợi ích thì cho dù là anh em, Phu Kiến Thần cũng sẽ không nương tay. Nếu và Chu Chính Dương có nhắm vào y thì cũng không sợ vì Diệp Phàm căn bản không biết chuyện của mình, vì thế Phu Kiến Thần mới quyết định phải cứu Diệp Phàm. Nếu cứu ra có thể có chút phiền toái, tuy nhiên mình cũng có thể đẩy Phạm Hoành Võng vẫn hơi e ngại Phó Cục trưởng chính diện xung đột với y, tuy nói trước đây hai người vẫn âm thầm hạ thủ sau lưng nhưng đều chơi đòn âm mà thôi. Nhìn ngoài mà nói thì hai người vẫn bảo trì được bình lặng. Nếu như để cho hai người chính diện xung đột thì sẽ chấn động cả cục an ninh của thành phố Mặc Hương, nói không chừng cục trưởng Nguyễn trong cơn tức giận sẽ xem lại danh sách đề cử, khi đó thì hay rồi. Phu Kiến Thần vẫn già dặn hơn so với Phạm Hoành Võng nên lập tức tính toán thay cho thằng em vợ. Y lạnh giọng hừ nói. Hừ, cậu đúng là đầu heo à, sợ phiền phức như vậy sao còn có thể được việc. Muốn cầm quyền một phương hoặc muốn khống chế đại cục mà không có một chút khí phách tráng sĩ tự chặt đứt tay là không thể được. Anh nghĩ cục trưởng Nguyễn cũng không thích một người mềm yếu lên cầm quyền, nhất là trong một cơ cấu thần bí cường đại như cục an ninh. Cậu nhìn xem, thằng danh kia so với cậu thì quyết đoán hơn nhiều. Nên lúc xuất thủ sẽ phải xuất thủ, không chút lưu tình. Cậu còn muốn chần chừ cái gì? Mặt khác, Diệp Phàm xác định là bị hãm hại. Nếu có thể cứu được Diệp Phàm thì có thể đứng ra tố cáo, nếu được vậy thì chắc chắn sẽ mang tiếng xấu rồi, sao còn tranh cái ghế cục trưởng được nữa. Đến lúc đó nếu có đội trưởng Lý trên tỉnh tham gia điều tra ra là hãm hại Diệp Phàm thì sẽ đổ ngay, kéo theo cả Chu Chính Dương, điều này có phải là chuyện vui lớn không? Muốn trở thành đại sự sẽ phải có tâm lý đánh bạc, những chuyện này vốn không thể nắm chắc cơ hội. Cậu nhìn xem Chu Chính Dương và chẳng phải cũng vậy sao? Cho dù Diệp Phàm thật sự là gián điệp hay không cũng đâu có quan hệ. Ngược lại nếu chúng ta kéo ngã được bọn chúng là một thành công lớn rồi. Em hiểu rồi anh rể, để em ra tay. Phạm Hoành Cương sau khi cúp máy thì lập tức ra lệnh. Tống Dương, báo cho toàn bộ đội viên của phòng đặc vụ trong 10 phút phải có mặt, trang bị đầy đủ, tối nay sẽ có hành động lớn. Phạm Hồng Võng đánh giá một lúc rồi thấy mình hoàn toàn có thể chủ động ra tay. Danh nghĩa dĩ nhiên là trợ giúp đồng nghiệp để lùng bắt tội phạm. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, mình có biết cũng là điều bình thường, có thể chủ động giúp y là rất tốt, nếu y có bực tức cũng không thể nói ra. Thiếu tá Tề, anh Lô Vĩ của tôi muốn cùng tham gia chiến đấu. Lô Vân ngồi cạnh Tề Thiên nói. Gã à, sao được, chúng ta lại là đi cứu người, không phải là chơi hoa hoa công tử Playboy ở câu lạc bộ Lư Hữu, đó chỉ là bắn nhau chơi thôi. Đây là chiến đấu thực sự. Có lẽ bên thành phố Mặc Hương sẽ có ngăn trở, cậu cho là người ta là một phó cục trưởng cục an ninh sẽ ăn chay chắc, chắc gì người ta sẽ nể mặt mũi liệp báo. Tình hình xem ra rất nghiêm trọng, cậu xem bên chúng ta người cao nhất cũng chỉ là thiếu tá. Người ta là phó cục trưởng cục an ninh, tương đương cấp phó sở, tương đương với một đại tá, thực quyền dĩ nhiên là cao hơn chúng ta, chút chuyện này mà cũng nghĩ không ra. Tề Thiên hơi hối hận vì đã mang theo hai kẻ ngu ngơ Lô Vân và Lô Vĩ này. Ha ha, thiếu tá Tề, anh còn chưa biết đấy thôi. Anh Lô Vĩ cũng không phải là một hoa hoa công tử Playboy đâu. Anh ấy là cảnh sát chính quy, giờ là phó phòng ở điều tra ở Cục Trọng án Bộ Công an, cảnh sát cấp 2 đấy. Lô Vân hơi có vẻ tự đắc bộ nhìn chằm chằm Tề Thiên. À, không ngờ có chút phân lượng, có thân phận thì tốt rồi. Biết đâu đến lúc hành động để gã lấy chứng minh cảnh sát ra thì có thể dọa được mấy cảnh sát địa phương. Tề Thiên gật đầu, không ngờ tên công tử nhà giàu Lô Vĩ này mà lại có một thân phận như vậy. Thật sự là nhìn nhầm rồi. Biết đâu nhà họ Lô người ta thuộc về mấy gia tộc thần bí của Hoa Hạ cũng không chừng. Nếu không tại sao cảnh giới của Lô Vân cũng không thấp, chắc là cảnh giới của Lô Vĩ cũng tương tự. Tề Thiên thoáng cái đã nghĩ đến việc kết giao với nhà họ Lô ở Thủy Châu. Biết đâu lại kiếm được một quyển bí kíp võ công để tu luyện. Có lẽ nhà họ Lô thật sự có bí kíp võ công, Tề Thiên tuy nói là có thực lực nhị đoạn đỉnh cấp nhưng là do khổ luyện theo con đường thông thường mà thành. Khi còn bé thì cha gã từng cứu một thầy bói, sau đó thầy bói này đã tặng lại cho Tề Thiên một quyển nội kinh. Lúc ấy Tề Thiên cũng cảm thấy là hơi khá một chút mà thôi.
Gã theo phương pháp trong sách luyện cho đến giờ cũng chỉ đạt đến thân thủ nhị đoạn đỉnh cấp. Nếu có bí kíp võ công chân chính thì chắc là gã đã sớm đột phá lên đến cảnh giới khai nguyên tam đoạn rồi. Không có bí kíp chính tông thì cố gắng khổ luyện may ra cũng chỉ đạt được cấp đỉnh phong của mấy cảnh giới thấp, còn muốn từ tầng thứ 3 trở lên là vô cùng khó khăn. Bởi vì từ tầng thứ 3 là sắp tiến vào cánh cửa vũ sư, chỉ cậy vào sức để đột phá là vô dụng, nghe nói là phải tôi luyện các ý cảnh gì đó. Không có bí kíp thì không thể đạt tới, ý cảnh là thứ vô hình, nói khó nghe một chút chỉ là lời nói không có căn cứ, có trời mới biết phải tôi luyện như thế nào. Vì thế trong cả ngàn người tập luyện quốc thuật, có thể đạt đến nhị đoạn chắc cũng chỉ 100 người, có thể đột phá lên đến tam đoạn thì may ra 100 người chọn một. Vì thế binh lính trong Liệp Báo hầu hết chỉ có thực lực nhất đoạn, thực lực nhị đoạn trở lên rất ít. Đến tam đoạn đoán chừng chỉ không quá hai bàn tay, bốn đoạn thì Tề Thiên đoán cũng chỉ có một, hai người thân cận bên đoàn trưởng Thiết là có được, chưa từng thấy qua. Tuy nhiên loại cao thủ này khi cao hứng thì vui vẻ. Nhưng nếu ra tay thì thoáng cái đã đem 7, 8 cao thủ nhị đoạn nằm đo đất. Đây cũng là một tâm bệnh của Tề Thiên, tuy nói biết đoàn trưởng Thiết là một cao thủ thần bí, nhưng người ta là đoàn trưởng cao cao tại thượng, mình căn bản là không thể đeo bám. Nếu không phải bởi vì chuyện Diệp Phàm, có lẽ đoàn trưởng đại nhân có biết mình hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ tới những thứ này, tâm tư Tề Thiên thoáng động, ý muốn lôi kéo Lô Vân. Anh Tề, thiếu tá Diệp là cao thủ mấy đoạn vậy? Lô Vân khẩn trương hỏi. Lô Vân vốn chỉ đạt tới cảnh giới thuần hóa tam đoạn, cũng giống như Lô Vĩ. Nghe Lô Vĩ nói qua là anh em kết nghĩa của gã cực kỳ lợi hại, chắc là cao thủ tứ đoạn khai nguyên, điều này quả thực cũng quá dọa người. Bởi vì trưởng lão Lô Tiên Nghi đã từng nói qua, loại cao thủ mới 23, 24 tuổi đã đạt cảnh giới tam đoạn đỉnh phong như mình và Lô Vĩ phóng mắt ra cả hoa hạ tuyệt đối không quá bốn bàn tay. Diệp Phàm mới bao nhiêu? 18 tuổi. 18 tuổi làm sao có thể đạt tới tứ đoạn khai nguyên, Lô Vân dĩ nhiên không tin, nghĩ rằng anh họ Lô Vĩ rát vàng lên mặt anh em kết nghĩa của gã, hơn nữa căn cốt của mình và Lô Vĩ đều là thượng phẩm. Ha ha, tôi cũng không biết, chắc là tương đối cao. Lần trước mấy thân vệ bên cạnh đoàn trưởng Thiết của chúng tôi đã vây công hắn. Kết quả bị hắn đá cho mấy cái nằm lăn ra đất chu chéo. Nghe nói mấy thân vệ đó có người đã đạt đến cảnh giới tam đoạn thuần hóa thậm chí đã bắt đầu ở tứ đoạn khai nguyên. Mấy người còn lại đều có thực lực nhị đoạn thuần hóa, thủ trưởng cũng vì chuyện này mà rất cao hứng. Thân vệ của đoàn trưởng Thiết bình thường mạnh mẽ như thế nào, những thiếu tá nhị đoạn như chúng ta có nằm mơ cũng sẽ nghĩ thiếu tá Diệp thiệt thòi rồi. Tề Thiên cao hứng cười ha hả, sau đó nghĩ tới điều gì lập tức khổ sở khẽ nói với Lô Vân. Cậu đừng có hở cho mấy thân vệ của đoàn trưởng Thiết đấy. Nếu không thì tôi thảm rồi. Bọn họ mà biết thì tôi không chết cũng phải lột ra, vì thế phải cực kỳ giữ kín biết chưa? Được rồi, tôi sẽ ngậm miệng. Lô Vân trả lời, trong lòng cũng hết sức kinh hãi, xem chừng thiếu tá Diệp Phàm ít nhất cũng phải là thực lực tứ đoạn khai nguyên. 18 tuổi đã là hạ đẳng vũ sư, làm sao có thể? Hiện giờ nhà họ Lô ngoại trừ trưởng lão đại nhân là cao thủ thất đoạn thì chỉ có mình và Lô Vĩ là mạnh nhất rồi. Chương 171, đồ thiết bị theo dõi chó hoang này. Lô Đình thì mới tam đoạn khai nguyên, Lô Trác cũng tương tự như mình, nghe trưởng lão nói mấy trăm năm trước nhà họ Lô cao thủ tam, tứ đoạn đầy rẫy, quả thực có thể lập thành một đại đội chính quy. Khi đó ở Thủy Châu được xưng là Lô Gia Đường, là một thế lực lớn, ai cũng không dám tới vuốt râu hổ. Hiện giờ vũ khí nóng dần thay thế vũ khí lạnh, nhà họ Lô cũng đã xuống dốc. Cao thủ tam. Tứ đoạn hợp lại không đủ một bàn trà. Có lẽ anh họ Lô Vĩ đã sớm thấy được như vậy, nếu không làm sao bỏ ra nhiều khí lực như vậy để kết giao với Diệp Phàm chứ bản thân nhà họ Lô đâu phải dễ với. Ở xã hội hiện đại tuy nói lấy vũ khí nóng làm chủ, nhưng tác dụng của cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc không hề nhỏ. Bởi vì thị giác, thính giác của các cao thủ này vượt xa người thường, thân thể cũng rất khỏe mạnh, ngay cả tiền thuốc cũng tốn rất ít. Nếu trong tay còn có súng thì uy lực dĩ nhiên khác xa người khác. Vì thế quốc gia không hề coi nhẹ quốc thuật, gần đây càng ra sức phục hồi. Khi tuyển người vào quân đội, an ninh, tình báo cũng đều đề cao phương diện tố chất thân thể. Điều này lại càng cần cao thủ quốc thuật, tuy nhiên đáng tiếc người hiện đại phần lớn đều không chịu được đau khổ khi luyện công. Hầu hết đều học được vài ngày thì chán nản, vì thế mà quốc thuật ngày càng tàn lụi.
Các đại sư võ thuật một đời của Hoa Hạ đều tỏ ra lo lắng không biết một quốc túy có thể bị chặt đứt truyền thừa hay không. Diệp Phàm lại lần thứ hai mò xuống nước từ một chỗ rất hiểm hóc, tuy nhiên cũng như lần trước, vừa mới lặn được mấy mét thì đèn pha bờ bên kia của cảnh sát vũ trang giống như biết trước, dõi đúng khu vực để bọn họ bắn loạn một trận, đạn bay chiêu chiếu quanh thân. 7, 8 khẩu súng tạo thành hỏa lực đáng sợ, muốn thành công đột phá qua chỉ e xác suất là con số lẻ, nếu cứ cưỡng ép vượt qua thì chắc là đi luôn xuống địa phủ báo cáo. Dù sao cao thủ quốc thuật thất đoạn cũng không phải là tiên thuật có thể đằng vân giá vũ hay kim cương bất hoại, vẫn còn rất phải e ngại vũ khí nóng hiện đại. Chỉ có thể nói là so với người bình thường thì lợi hại hơn một chút, nhạy cảm hơn một chút, năng lực mạnh hơn một chút, còn dĩ nhiên không thể so với súng đạn. Diệp Phàm cũng không ngu ngốc đi hơn thua với uy lực của đạn súng bắn tỉa, vội vàng lặn trở lại lùi vào đám cỏ, buồn bực đứng yên. Đội lùng bắt trên sườn núi đã cách mình không xa, chắc nửa giờ nữa là có thể khép vòng vây, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, rồi chạy ra sau một bụi cỏ gọi điện thoại. Tề Thiên, chuyện gì xảy ra vậy? Hai lần tôi muốn lặn xuống để vượt suối đều không thành công. Vừa vượt sang được khoảng 3, 50 mét thì đã bị bọn họ nổ súng. Dường như đã biết đại khái vị trí của tôi nên bắn ngăn chặn. Ừ, có lẽ là bọn họ đã động tay chân trên người anh, chắc là có thiết bị định vị. Anh mau kiểm tra xem tất cả các đồ vật đi. Loại đồ vật này thường được bên an ninh sử dụng, ứng dụng công nghệ cao nên rất khó nhận biết, có khi chỉ bằng một sợi tóc. Chúng tôi đã đến thành phố Mặc Hương, đang chạy về công viên Kê Công Sơn. Vừa rồi lật bản đồ ra xem thấy xung quanh công viên ngoài núi còn có một ngọn suối gọi là suối Kê Câu, tại đó có một cây cầu đá nhỏ gọi là Kê Công Kiều. Chúng tôi sẽ tiến ra cầu triển khai hành động, anh nghĩ cách lặn tới đáy cầu thì chúng tôi sẽ tiếp ứng. Nếu như không được thì chúng tôi sẽ trực tiếp điện cho Cục An ninh thành phố Mặc Hương, yêu cầu Cục trưởng Nguyễn rút quân về. Tuy nhiên để đề phòng đám người và Triệu Tuấn võng chó cùng rứt dậu chơi đòn âm. Tề Thiên nhanh chóng phân tích. Thiết bị theo dõi, chắc là có chuyện này, nếu không cảnh sát vũ trang đối nắm vững cử động của mình trong lòng bàn tay. Tôi sẽ lập tức xem xét, còn về thân phận Quang Minh tạm thời không cần. Tôi muốn tự mình trừng phạt hung thủ, đợi lát nữa lẻn về thành phố bắt hai con chó và Triệu Tuấn võng trừng trị, sau khi hỏi rõ tình huống sẽ đến Cục trưởng Nguyễn hỏi tội. Hừ, không đập tan cái cục an ninh thì sao có thể nuốt giận. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, bắt đầu lục soát trên người. Trong áo thì chắc là không có vì cái áo lót bông của cục an ninh đã bị mình thay bằng cái áo jacket lấm lem trong xe. Diệp Phàm lục đến quần và quần đùi cũng không thấy có gì khác thường, ngay cả những đường may cũng cẩn thận sờ qua một lần. Kỳ lạ, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Diệp Phàm thầm nghĩ, trong lòng có chút nóng nảy, nếu tìm không ra vật này thì bên người như có bom hẹn giờ, không bao giờ có thể thoát thân. Hắn xoay người đi vài bước thì cảm thấy chân trái bị băng đau nhói. Liền kêu lên thất thanh. Ngoá, không phải là giấu trong vết thương chứ? Ngẫm nghĩ một chút thì thấy hết sức có lý, giấu trong cuộn băng vừa an toàn vừa làm người ta không ngờ tới, có ai lại đi gây sự với vết thương của mình. Có lẽ lúc ấy và Triệu Tuấn Võng đã cố tình làm chân mình bị thương để giấu thiết bị định vị vào đó, đồ con rùa, độc A. Diệp Phàm nhanh chóng mở vòng băng ra thì thấy dài chừng 4 mét, chân trái của hắn đã bị đánh cho bầm dập. Không phải là vết thương nhỏ. Cũng không biết bọn họ ra tay ra sao, cuối cùng cũng tìm thấy bên trong có một cục tròn bằng hạt đậu, giống như là hợp kim. Đoán chừng chính là nó, đồ chó hoang, thiếu chút nữa bị đồ chơi nhỏ này hại. Diệp Phàm tức giận mắng một câu, vừa giơ tay định ném đi thì nghĩ tới điều gì nên dừng lại cười âm hiểm. Đồ con rùa, không phải là muốn tìm ông mày sao? Hắn đứng dậy chạy về phía đầu nguồn suối. Sau mười mấy phút chạy hết sức thì ném mạnh cái thiết bị theo dõi vào chỗ sâu. Sau đó hắn chạy ngược trở về, cả một quãng đường 7, 8 cây số trừ mấy lần chạm phải các tổ mai phục ở những chỗ cố định thì lực chú ý của tất cả đoán chừng đều tập sung lên chỗ đầu nguồn suối. Quả nhiên là vậy. Báo cáo Phó Cục trưởng Hồ, phạm nhân đã chạy về hướng suối Đông Bắc, tốc độ rất nhanh, chắc là cùng đường tính được ăn cả ngã rồi. Tên chuyên gia theo dõi để dâu Trương Vượng Thịnh lập tức báo cáo tình huống cho. Ở phía Đông Bắc không phải là thuộc địa phận huyện Hồng Mạch sao? Huyện này gần tỉnh Tích Ninh, chẳng lẽ hắn muốn trốn sang tỉnh này? Nhìn điểm sáng lập tức hạ lệnh. Toàn bộ đội viên nghe lệnh, nhanh chóng chạy về hướng suối Đông Bắc, tội phạm muốn trốn sang huyện Hồng Mạch để đi vào tỉnh Tích Ninh.
Không lâu sau, Trương Vượng Thịnh tiếp tục báo cáo. Kỳ lạ, Phó Cục trưởng Hồ, tội phạm sau khi chạy một thời gian ngắn thì dường như đã ngừng lại. Ngừng lại à, hay là muốn vượt suối để trốn vào rừng già? Có thể lắm. Lẩm bẩm tiếp tục ra lệnh. Trần Kính, báo cho tổ ở đoạn 2 và 3 tập hợp bên bờ suối chờ lệnh của tôi. Báo cáo, tội phạm đã nhanh chóng xuống suối rồi, đã xuống nước rồi. Trương Vượng Thịnh hét lớn, thầm nghĩ kỳ lạ. Lần này làm sao thoáng cái đã nhanh như vậy, giống như là nhảy suối tự sát vậy, chắc là hoảng hốt chạy bừa lung tung rồi nhảy xuống. Hừ, nhảy vậy thì chết chắc. Thật ra thì Trương Vượng Thịnh nhìn thấy đúng là lúc Diệp Phàm cầm cái thiết bị theo dõi ném vào suối, tí nữa thì đã bị lộ, cũng may thiết bị theo dõi của Cục An ninh những năm đó không hiện đại như bây giờ, nếu không chắc đã bị khám phá. Bắn, toàn bộ đều bắn. Hét lớn trong loa, ngay sau đó từng hồi đạn bắn tới tấp về suối. Diệp Phàm chạy đến lưng chừng núi thì nghe thấy phía trước có tiếng động, hắn nhìn lại thì thấy ba cảnh sát vũ trang đang cầm súng đứng lom khom. Hừ. Để ông mày giải hết giận rồi hãy nói. Diệp Phàm như một con cá vô thanh vô tức trượt vào rừng, khi còn cách mấy cảnh sát vũ trang chừng vài mét thì đột nhiên công kích. Bịch, bịch, bịch. Mấy tiếng nổ dữ dội phát ra, mấy cảnh sát vũ trang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy toàn thân chấn động rồi văng cả vào bụi rậm. Diệp Phàm thuận thế bắn ra liên tiếp thiên âm lôi cương chỉ, trong nháy mắt đã đánh hôn mê ba cảnh sát vũ trang. Hắn cũng chỉ tạm thời phong bế kinh mạch bọn họ. Sau mấy giờ nữa sẽ tự động tỉnh lại, không phải là hạ tuyệt thủ. Sau đó Diệp Phàm đang định đi tiếp thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng thanh âm sắc nhọn như tiếng kéo quy lát súng. Hắn lập tức nghiêng người tránh qua, mũi chân điểm vào gốc cây bắn lên chừng 4, 5 mét giống như chim ưng sau đó xoay người bổ nhào lại kẻ tập kích phía sau. Bên dưới là một cảnh sát vũ trang đang cầm súng vọt tới, lúc trước đoán chừng là sợ bắn nhầm nên không dám nổ súng bừa bãi. Diệp Phàm từ phía sau phóng ra một cước, tên cảnh sát vũ trang nghe động nghiêng người tránh qua. Tuy nhiên vẫn bị đạp một cái vào mông thuận thế lăn tròn nấp sau một gốc cây. Gã mở to mắt tìm kiếm, tuy nhiên lúc này áng chừng 3, 4 giờ sáng nên trời tối đen không nhìn thấy cái gì, hơn nữa cũng không dám bật đèn pin, chỉ có thể dùng tai nghe ngóng. Hiện giờ Diệp Phàm đã chiếm ưu thế cực lớn vì nhờ vào ưng nhãn thuật mà mắt hắn giống như chim ưng, vô cùng tinh nhạy. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy nơi ẩn thân của người cảnh sát vũ trang, lẳng lặng chọn một viên đá rồi ném vụt qua. Bịch! Tuy không phải là tiểu lý đao, nhưng uy lực cục đá cũng hết sức kinh người. Người cảnh sát vũ trang đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dại đau, vội vàng tới lăn sang một tảng đá khác để ẩn nấp. Hắc hắc, người anh em, cậu không nhìn thấy bản thiếu gia nhưng bản thiếu gia lại có thể thấy được cả cái bóng của cậu. Tuy nhiên thân thủ của cậu cũng được đấy, chắc là có thực lực nhị đoạn thuần hóa. Diệp Phàm cũng không muốn dây dưa, tung mấy cước đá ngất người cảnh sát vũ trang. Sau đó hắn chạy trốn lên núi, trên đường cũng gặp phải mấy người nhưng đều dùng thuật khinh thân chạy thoát. Chương 172, bắt đầu trả thù. Nếu gặp nhóm nào không thể tránh được thì hắn ra tay đánh ngất, nghiêm trọng nhất cũng chỉ gãy xương, ước chừng cũng có kha khá công an vũ trang bị Diệp Phàm đánh thương tuy nhiên chưa một ai bỏ mạng. Không lâu sau thì hắn đã đến giữa công viên Kê Công Sơn. Từ từ tiến sát suối Kê Câu. Người nào, xin dừng lại. Hôm nay phong tỏa toàn bộ công viên Kê Công Sơn, không ai được đi vào. Nhìn thấy mấy chiếc quân sự của Tề Thiên hung hãn lao tới, mấy cảnh sát vũ trang bảo vệ vòng ngoài cũng hơi sợ hãi nhưng đành gắng gượng ngăn cản. Người đầu tiên tiến lên dùng một động tác chào tiêu chuẩn của quân đội, bởi vì ánh mắt của người thượng úy cảnh sát vũ trang này rất sắc bén. Đã nhìn ra đây là mấy chiếc xe quân đội thật sự mà không phải của mấy tên thái tử đảng thích đi trên xe quân đội. Mau tránh ra, chúng tôi là đoàn đặc nhiệm liệp báo của quân khu lĩnh Nam đang tiến vào công viên Kê Công Sơn thi hành nhiệm vụ thông tin khẩn cấp. Tề Thiên đang lái xe quát người thượng úy kia, bọn họ bình thường có coi ai vào đâu. Được rồi Vu Lực, đem giấy chứng nhận của chúng ta cho bọn hắn xem đi, đừng lãng phí thời gian, tất cả mọi người đều là lính cả, cũng khó khăn như nhau. Tề Thiên nói, người cảnh sát vũ trang sau khi xem qua giấy chứng nhận thì vội vàng chào theo nghi thức quân đội. Đồng chí thiếu tá, trong công viên Kê Công Sơn đang tiến hành vây bắt tội phạm, vì thế rất nguy hiểm không thể đi vào. Nói nhảm, tội phạm có thể quan trọng hơn nhiệm vụ quân sự sao? Có tội phạm nào có gan tới tìm liệp báo gây phiền toái, chán sống rồi sao? Mau tránh ra đi,
làm trễ thời gian sẽ bắt luôn anh đấy. Tề Thiên tức giận quát ầm lên, ra lệnh cho mấy lính đặc nhiệm tiến lên đẩy xe của cảnh sát vũ trang ra. Mấy cảnh sát vũ trang chỉ biết đứng ngây ra nhìn mấy chiếc xe quân sự phả khói mù mịt tiến vào công viên. Vương Tín, vừa rồi tiến vào có phải là binh đoàn Liệp báo? Bà nội ơi, lợi hại a! Một cảnh sát vũ trang mập mạp vỗ vỗ ngực, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đừng nói nhiều cổ hóa, tôi phải nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo, nếu không lại bảo chúng ta thả người đi lung tung vào công viên thì phiền phức to rồi. Thượng úy Phương Trấn Lâm hoảng hốt, vội vàng cầm máy bộ đàm báo cáo. Đội trưởng, có một đoàn tự xưng là lính đặc nhiệm Liệp báo của quân khu lĩnh Nam, người dẫn đầu là một thiếu tá, tên là Tề Thiên, đi trên 5 chiếc xe quân sự màu xanh tiến vào công viên Kê Công Sơn, nói là thi hành nhiệm vụ quân sự khẩn cấp. Tôi đã xem qua giấy chứng nhận, chắc chắn là thật nên không thể ngăn được. Cậu làm sao thế mà đi cản Liệp báo? Có bị thương không? Cản cái dám, muốn chết cũng không nên đi làm như vậy chứ. Vừa rồi thiếu tá Tề đó chắc là lành tính đấy, nếu không chắc là mấy người các cậu đã vào nằm viện rồi. Đội trưởng khẽ mắng, nghĩ xong còn muốn bật cười. Vậy, đội trưởng, nếu cục trưởng Hồ của cục an ninh và cục trưởng Chu bên cục công an hỏi thì làm sao? Bị đánh thì không, tuy nhiên cũng bị dọa cho mất vía. Vừa rồi nếu Vương Tín không lùi kịp thì đã bị ăn một báng súng tự động rồi. Xem ra thượng úy này rất có trách nhiệm, lại có vẻ thật thà chất phác. Không nên để ý bọn họ, nếu bọn họ muốn cản thì tự mình đi đi, chúng ta không cần làm người chết thế, để tôi báo lên là được. Nhớ phải động viên Vương Tín, đừng để ảnh hưởng tinh thần. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh lần nữa với anh, đám người đó đúng là dám nổ súng đấy, nên họ có làm gì trong công viên thì cũng coi như không nhìn thấy. Cho bọn họ thích làm gì thì làm, chúng ta chọc không nổi còn mang vạ thì khốn. Người đội trưởng kia cũng không khẩn trương. Cái gì? Liệp báo thi hành nhiệm vụ quân sự. Hồ Bình và Chu Chính Dương đều kinh ngạc, thầm nghĩ làm sao trùng hợp như thế. Nếu như nói thằng danh kia có quan hệ với Liệp báo thì chắc là không thể nào, chắc là ngẫu nhiên thôi. Bỏ đi, bọn họ muốn thi hành nhiệm vụ quân sự thì để bọn họ làm đi, đừng để ý đến họ. Hồ Bình và Chu Chính Dương sau khi ngạc nhiên thì cũng không để ý đến chuyện này. Đoàn xe của Tề Thiên rất nhanh đã đến cầu Kê Công. Toàn bộ sau khi xuống xe thì giả bộ triển khai đội hình, thực chất là làm ra một tuyến cảnh giới, còn lấy ra mấy trang bị, rất ra vẻ nghiệp vụ quân sự, nhanh chóng tìm kiếm tín hiệu điện thoại của Diệp Phàm. Lô Vĩ và Lô Vân cùng mấy người lính dưới sự chỉ huy của Tề Thiên từ từ tiến về chỗ ẩn nấp của Diệp Phàm, không lâu sau thì hội hợp. Lô Vĩ lén đem một bộ quân trang đi vào một bụi cây cao ngang người cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sau khi mặc vào thì đã là một quân nhân. Mọi người cùng đi ra ngoài rồi trở về xe. Bởi vì đám Tề Thiên khi đi đã cố ý đi lần lượt, lúc trở về cũng thế nên mười mấy cảnh sát vũ trang đứng đằng xa cũng không rõ là bao nhiêu người. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ tò mò nhìn mà thôi, còn nếu để giám sát thì quả thực không dám. Trở lại trong xe. Vĩ, không ngờ đại ca đây lại phải nhờ mấy em đến cứu. Diệp Phàm rốt cục thở phào, chửi tục một câu rồi. Hai bác sĩ quân y trong xe vội vàng yêu cầu hắn cởi quần áo ra kiểm tra một chút. Tuy nhiên khi Diệp Phàm vừa thấy trong hai bác sĩ quân y có một nữ bác sĩ xinh đẹp thì cũng hơi ngại ngần. Thủ trưởng, chúng tôi chịu trách nhiệm an toàn thân thể của ngài nên xin lập tức cởi quần áo. Nếu như bị cảm lạnh thì thật phiền toái. Một trong hai bác sĩ là một người nam chừng 30 tuổi đứng trong xe chào theo kiểu quân đội, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Cái này... để bảo vị nữ đồng chí kia ra ngoài đã. Diệp Phàm đỏ bừng mặt. Hừ, thủ trưởng, anh kỳ thị nữ giới đấy. Tôi tên là Trần Yến Như, trước kia công tác ở bệnh viện, cho dù là một vài thiếu tướng, trung tướng đến đó cũng cởi quần áo, đây là công việc của tôi. Trần Yến Như mi nhướng mày có vẻ hơi tức giận, ý tứ không cần nói cũng biết, người ta là tướng quân cũng phải cởi quần áo, một thiếu tá cũng đòi lên mặt cái gì. Thủ trưởng, tôi tên là Cổ Lực. Là phó viện trưởng quân y viện của Liệp báo. Trần Yến Như tuy chỉ mới 26 tuổi nhưng đã tốt nghiệp bác sĩ ngoại khoa Đại học Y khoa Phục Đán. Cổ Lực vội vàng giảng hòa, dù sao cũng là lãnh đạo nên khéo đưa đẩy, lúc đi ra đây phó đoàn trưởng Mã đã căn dặn nhất định tôn trọng thủ trưởng. Phó viện trưởng Cổ Lực dù gì cũng là một sĩ quan cấp bậc trung tá, còn cao hơn cả Diệp Phàm. Tuy nhiên chức vụ của Diệp Phàm lại là cố vấn của Liệp báo, cùng cấp với phó đoàn trưởng Mã. Cũng có thể coi như là lãnh đạo của Cổ Lực.
Diệp Phàm bất đắc dĩ phải đồng ý, thầm nghĩ. Cởi thì cởi, anh đây mà phải sợ một người con gái sao? Làm khó biết đâu cô ta còn dám đè mình ra để lột ấy chứ. Hắn bắt đầu đưa tay lên cởi quần áo, tuy nhiên người giật mình bây giờ lại là Trần Yến Như vì cô thấy Diệp Phàm bị thương quá nặng, mệt đến độ kéo khóa quần áo mấy lần còn chưa được. Cô liền đi nhanh đến giúp hắn cởi quần áo rồi tiện tay cởi cả quần lót, nào ngờ Diệp Phàm đang mệt mà bị Trần Yến Như chạm vào chỗ đó thì dần dần. Dựng lên, hắn đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thì Trần Yến Như đưa tay vỗ một cái, mặt không hề đổi sắc. Đã bị thương đến bộ dạng này rồi mà vẫn còn khỏe nhỉ, còn không bằng để chút tinh lực đó đi dưỡng thương đi, hừ. Đàn ông các anh đó, suốt ngày nghĩ những cái gì không biết. Đã thế còn chưa đủ đưa tay véo một cái, đế thêm, không tệ. Còn chưa từng thấy qua cái nào lớn như thế, so với mấy tướng quân còn lợi hại hơn, chứng tỏ thân thể anh mạnh đấy. Sinh long hoạt hổ. Bà cô của tôi à, anh thật chưa từng thấy ai bạo gan như em, đúng là mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm nghĩ thầm nhưng không dám lên tiếng, kỳ quái là cái kia bị Trần Yến Như chạm tay vào thật sự kiên quyết không chịu cúi đầu làm hắn gấp gáp đến toát mồ hôi. Ha ha, đừng khẩn trương, Trần Yến Như thấy vậy đã nhiều rồi. Cổ Lực đứng bên cạnh vừa giúp Diệp Phàm rửa vết thương vừa an ủi. Thủ trưởng, anh bị thương cũng nhiều đấy, có trên 10 vết thương, để chúng tôi tạm sơ cứu xong rồi sau này xử lý kỹ hơn nhé. Xong chuyện. Diệp Phàm liếc Trần Yến Như một cái cười nói. Cảm ơn, tiểu thư Trần tiểu thư, ha ha, tay cô đúng là rất mềm, rất thoải mái, sau này có bệnh sẽ đến tìm cô sở nhé. Ha ha, nói xong cười phá lên xuống xe, Trần Yến Như cũng hơi ngượng ngùng, quay mặt đi mắng thầm, sắc lang. Yến Như, như thế nào, tôi đã nói với cô rồi, quan quân liệp báo đều là tinh anh, đều là hảo hán, khí phách 10 phần, ai? Đáng lẽ cô không nên cố chấp tới đây mà cứ ở trong bệnh viện thì hay không? Phó viện trưởng nói đùa an ủi. Cái gì mà hảo hán, tất cả đều là sắc lang, tôi cứ tới đấy. Có cái gì đáng sợ nào, chẳng lẽ dám ăn tôi à? Bọn họ dù nói thế nào cũng là quân nhân, quân nhân. Hừ, Trần Yến Như cắn chặt môi, thầm nghĩ, họ Diệp, nhớ tôi đấy. Sau này bản cô nương lại không đem cái đồ vật kia bẻ đi xem anh còn dám cản rỡ không? Tuy nhiên phải nói cái kia của hắn cũng thật lớn, phải gấp đôi bình thường, giống như một củ cải vậy. Trần Yến Như nghĩ tới đây thì trong lòng bất giác có chút nóng lên, trái tim đóng băng đã 10 năm lại có khuynh hướng tan rã, vùng cỏ thơm toát ra nhuận khí nhẹ nhẹ. Trở về nào? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Năm chiếc xe lại rầm rộ xông ra cổng công viên Kê Công Sơn. Lần này mấy cảnh sát vũ trang rất thông minh, vừa nhìn thấy đoàn xe đã đánh xe của mình tránh ra. Thấy liệp báo đi qua còn đứng nghiêm tiến hành chào theo tiêu chuẩn quân đội. Két! Chiếc xe đi đầu đột nhiên ngừng lại, Diệp Phàm ló đầu ra hỏi. Ai chỉ huy, tới đây? Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Phương Trấn Lâm, là tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 3, đại đội 3 cảnh sát vũ trang Mặc Hương, nhận lệnh canh giữ ở cửa công viên Kê Công Sơn phòng ngừa tội phạm chạy trốn. Phương Trấn Lâm nheo mắt, nghĩ là thủ trưởng liệp báo muốn tìm hiểu nên đứng nghiêm báo cáo. Thầm nghĩ nếu mình thành thật có lẽ họ sẽ bỏ qua. Ha ha, đồng chí thượng úy, rất có trách nhiệm, tiếp tục chờ đợi, tuyệt đối không thể để tội phạm chạy thoát. Diệp Phàm nghiêm túc khích lệ, quay sang nói với Lô Vĩ. Đồng chí Lô Vĩ, cho các đồng chí kia mỗi người một bao thuốc ngon, trời lạnh thế kia có được điếu thuốc cũng ấm người. Chương 173, bắt đầu từ nhân tình. Tuân lệnh thủ trưởng. Lô Vĩ sau mấy giây ngây người. Phản ứng lại trả lời rất dứt khoát, từ trong xe ném ra một túi Trung Hoa nói. Thủ trưởng thưởng, mỗi người một bao. Cảm ơn. Mấy cảnh sát vũ trang giữ cửa lại cúi chào, sau khi cứ đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi xa mới vây Phương Trấn Lâm lại nói. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Tôi không biết, nhưng thủ trưởng thưởng thuốc lá thơm. Bà nội mình chứ, còn là thuốc Trung Hoa nữa. Phương Trấn Lâm tức giận hừ nói. Cúi đầu nhìn điếu thuốc lá trong lòng không nhịn được kêu lên. Tề Thiên, cha ra nhà Triệu Tuấn võng chưa? Diệp Phàm hỏi. Điều tra ra lâu rồi, trong tòa nhà thuộc về Cục An ninh đường Đông Hồ khu An Hổ của Mặc Hương. Thủ trưởng không phải muốn ra tay điều tra trước ở nhà hắn chứ? Tề Thiên cảnh giác hỏi, lúc này cơn tức giận của Diệp Phàm rất lớn, làm không tốt chính là rước lấy xui xẻo vào người. Đúng. Tôi muốn lợi dụng vợ hắn lừa Triệu Tuấn võng quay về để chúng ta thẩm tra hắn tàn độc,
những gì mà hắn đã chào hỏi tôi, cũng phải trả lại cho hắn tất cả. Không sợ hắn không nhận tội, lại phải bắt hắn dẫn dụ Hồ Bình tới. Đợi đến khi nhân chứng vật chứng đầy đủ lại xông vào cục an ninh tìm cục trưởng Nguyễn tính sổ. Mẹ nó, thật không ra cái gì, cục an ninh sắp biến thành nhà giam tù oan cá nhân dưới lòng đất rồi. Sự oán giận trong lòng Diệp Phàm khó lòng hóa giải. Anh Diệp, em đã có chủ ý rồi. Lô Vĩ ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng xen vào nói. Chủ ý, nói nghe xem. Diệp Phàm hỏi. Nếu ép vợ Triệu Tuấn Võng có lẽ cũng không dùng được, Triệu Tuấn Võng rất có thể nói là đang chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp không về được, em nghĩ không bắt được anh, hắn và Hồ Bình cũng không yên ổn. Vừa rồi em có điều tra, Triệu Tuấn Võng có một nhân tình bảo bối yêu thương vô cùng, tên là Hoàng Tiểu Kiều. Mới 20 tuổi, nũng nịu, đáng yêu, hai người gian díu với nhau đã sắp được 2 năm rồi. Chúng ta chỉ bằng ép Hoàng Tiểu Kiều xác định là có tác dụng hơn ép vợ hắn. Lô Vĩ phân tích. Được, có chút hợp lý, nhân tình đương nhiên phải có ích hơn vợ, tục ngữ không phải nói, sờ tay vợ giống như tay trái sờ tay phải, sờ tay nhân tình giống như sờ bom nguyên tử, quá kích thích. Diệp Phàm khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng trêu chọc nói. Ha ha ha. Trong xe truyền đến tiếng cười của 4 con sói dâm đãng, tài xế binh sĩ lái xe muốn cười nhưng không dám cười, nhịn đến mức khó chịu. Tề Thiên sớm đã nhìn thấy miệng của anh chàng này run run, tiện tay vỗ vào người mắng. Thằng nhóc này muốn cười thì cứ cười đi, đừng cố gắng kìm nén ở đây, tưởng bố mày mù à. Được, tôi cười, ha ha ha. Dáng vẻ cười của tài xế Tiểu Lưu so với khóc cũng không có gì khác biệt. Không lâu sau đã đến, tiểu khu Lạc Lâm, trên đường Tây Hồ mà Hoàng Tiểu Kiều ở, rất là thuận lợi tiến vào trong phòng. Anh, các anh muốn làm gì? Hoàng Tiểu Kiều nhìn thấy mấy quân nhân tướng mạo hung dữ đột nhiên xông vào, sợ đến run rẩy từ trên giường ngồi dậy, nhưng trong lúc vội vàng không mặc áo ngoài lại không dám ngồi dậy, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn chằm chằm, thân thể rung lên bần bật. Đôi gò bồng đảo không nhỏ màu hồng phấn trước ngực càng nổi bật dưới đống chăn màn, lại cộng thêm một mùi hương vô cùng quyến rũ ở trong phòng, rất là bốc lửa. Hừ, con mắt của Triệu Tuấn Võng cũng không tệ lắm. Đúng là nũng nịu đáng yêu đến mức người ta nhìn mà thương yêu. Diệp Phàm hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tiểu Kiều. Đưa tay búng búng vào hai má trơn nhẵn bóng mượt kỳ lạ cười nói. Lô Vĩ, Tề Thiên, các cậu nói xem, nếu khuôn mặt xinh đẹp này bị rạch một đường thì còn có ai muốn nữa không? Cô ta lập tức sẽ biến thành một đống chó thối tha, ai muốn một người cực kỳ xấu xí cơ chứ, tốt nhất là đâm hình thập tự giá. Làm thành dáng vẻ cơ đốc giáo mới sáng tạo. Ha ha ha. Từng chàng cười mờ ám quái dị của Lô Vĩ khiến cho Hoàng Tiểu Kiều nổi cả gai ốc, buột miệng thét. Anh, các anh muốn làm cái gì? Bạn trai tôi là Triệu Tuấn Võng là trưởng phòng an ninh. Ra tay đi Tề Thiên. Diệp Phàm lui về phía sau mấy bước ngồi lên chiếc ghế Lô Vân đưa đến, thản nhiên nheo mắt liếc nhìn Hoàng Tiểu Kiều. Tuân lệnh. Tề Thiên cười mấy tiếng âm hiểm, khiến người ta sởn gai ốc, mò một lát lấy ra trong giày một chiếc dao găm quân đội Thụy Sĩ sắc bén, nhẹ nhàng cọ sát lên khuôn mặt trơn mềm của Hoàng Tiểu Kiều mấy cái, hình như đang thử tư thế hạ đao, có chút tư thế của giải phẫu. Hoàng Tiểu Kiều bị hù dọa đến mức mặt mày thất sắc, hét lớn. Cầu xin các vị đại ca, các anh muốn tiền tôi sẽ đưa cho các anh. Muốn cái gì đưa cái đó có được không? Ông mày không cần tiền, anh hai. Hình như da thịt đàn bà cũng không tệ lắm. Dứt khoát do anh rút đầu tiên, mấy người chúng ta vui vẻ lại phân thây thành mười mấy miếng hong gió, còn có thể làm thịt khô, dùng với một bình rượu nước thứ hai, mùi vị đó, chà chà, nhất định là rất ngon. Lời này của Tề Thiên vừa thốt ra, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút ớn lạnh, thầm nghĩ. Thằng cha này giống như Sơn Đại Vương quỷ háo sắc vậy, nói chuyện cũng ác tâm như vậy. Mấy người chúng ta trong miệng hắn đều sắp biến thành tội phạm dâm đãng rồi, đừng hù dọa Hoàng Tiểu Kiều quá mức khiến cô ta ngất xỉu thì phiền phức. Ha ha ha, vị trí đầu tiên vẫn là tính cho đại ca, nhưng con đàn bà này đã là nhân tình của Triệu Tuấn Võng, một món hàng thối nát, đại ca cũng nhìn không vừa mắt. Cho nên chuyện rút thứ nhất thứ hai thứ ba coi như xong, ác tâm, thắng làm thịt khô vẫn được, cũng có thể lấy thịt cho chó ăn. Còn chúng ta thì không. Lô Vĩ cũng rất thích thú chơi đùa, đôi mắt hung ác quét đi quét lại trên người Hoàng Tiểu Kiều, giống như là một lưỡi dao đang quét qua vậy khiến Hoàng Tiểu Kiều sợ đến phát điên. Diệp Phàm phất phất tay,
ý bảo Tề Thiên nên xuống tay rồi. Hừ, Hoàng Tiểu Kiều, nếu muốn giữ lại khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô, rất đơn giản, bất kể cô dùng cách gì, lập tức kêu Triệu Tuấn Võng đến nhà cô là được rồi, bằng không. Hừ, Tề Thiên dùng lực quăng con dao sắc bén đi, một tiếng, bập, con dao găm quân đội vững vàng cắm sâu hai tấc vào trong khung cửa, cái đuôi còn run rẩy ong ong. Tôi không dám, hắn sẽ đánh tôi chết mất. Hoàng Tiểu Kiều run rẩy. Hắn vào nhà lao rồi còn đánh cô được sao, nhanh lên, các ông mày không có rảnh rỗi ở đây lại nhải với cô đâu. Lô Vĩ khuôn mặt giống như hung thần ác ma nói, anh chàng này diễn trò thật sự có năng khiếu, diễn cái gì giống cái đó. Vậy, để tôi thử xem. Hoàng Tiểu Kiều bất lực nhìn quét qua bốn người đàn ông lỗ mãng không có một chút thương hương tiếc ngọc nào cả ở trong phòng. Không phải thử, nhất định phải làm được. Mặc dù nói con người tôi luôn yêu thương con gái, nhưng đó là vì bọn họ không có chọc tôi tức giận. Tức giận rồi thì đừng trách tôi không khách khí, đợi lấy khuôn mặt cô làm tác phẩm điêu khắc để cho các chú em của tôi thử đau một chút. Diệp Phàm nhướng mày, lạnh lùng cười một tiếng. Lô Vân tiến lên trước xoảng một tiếng, đốt cho hắn một điếu thuốc thơm, khí phách dọa người thuần túy của một lão đại xã hội đen. Tuấn Võng, em đau bụng quá, đau khủng khiếp. Anh mau tới đây đi, bằng không Tiểu Kiều sẽ đau chết mất. Giọng điệu thất thần của Hoàng Tiểu Kiều trong điện thoại, giống như thật sự có chuyện như vậy vậy. Anh đang có nhiệm vụ, không có thời gian. Em gọi hàng xóm đưa em đi bệnh viện trước đi, đợi lát nữa anh sẽ đến, bảo bối. Trong giọng nói của Triệu Tuấn Võng lộ ra vẻ bất đắc dĩ vô cùng mệt mỏi. Không, nếu anh không đến em sẽ chết cho anh xem. Em đã đau đến mức không chịu được rồi. Thuốc an thần em cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nếu anh không đến sau này cũng nghĩ đến có thể gặp lại Kiều Kiều của anh nữa. Hoàng Tiểu Kiều kéo dài giọng nói, tiếng nói nũng nịu khiến đám người Diệp Phàm đều nổi da gà. Cô gái này, vì khuôn mặt của mình cũng không tiếc gì hết. Nhân tình gì chứ, đầu tiên vẫn là bản thân mới là quan trọng nhất. Được rồi, anh tới ngay, nhưng sau khi đưa em tới bệnh viện, anh phải lập tức đi ngay. Triệu Tuấn Võng bất đắc dĩ an ủi Hoàng Tiểu Kiều máy tiếng trong điện thoại. Không lâu sau, ở dưới tầng truyền đến tiếng xe hơi, Triệu Tuấn Võng vừa mới mở cửa xe còn chưa kịp phản ứng đã bị ba người Tề Thiên, Lô Vĩ và Lô Vân kéo xuống đất. Đương nhiên, ba người này tiện chân hung hăng điên cuồng đá mấy phát, đáng tiếc Triệu Tuấn Võng trong miệng bị đút một đôi tất thối có muốn kêu lên cũng kêu không ra tiếng. Mấy người lên xe hơi. Không lâu sau lái vào nơi đóng quân của sư đoàn dã chiến thành phố Mạc Hương, muốn có một căn phòng bí mật bắt đầu hành động. Quân khu lĩnh Nam đóng quân ở thành phố Mạc Hương có binh lực của một sư đoàn dã chiến, nghe nói còn có một bến cảng hải quân. Sư đoàn dã chiến đương nhiên biết uy danh của Liệp Báo, thỉnh thoảng khi gặp chuyện phiền phức còn tới xin Liệp Báo ra tay giúp đỡ, không cần nói nhiều muốn dùng cái gì thì lập tức đưa cho cái ấy. Triệu Tuấn Võng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ai? Thật sự là thế sự biến hóa, thịnh suy vô thường, ha ha ha. Diệp Phàm ngồi trên ghế mỉm cười nham hiểm, an nhàn thổi ra từng vòng khói thuốc, tiện chân đá tới, Triệu Tuấn Võng còn chưa kịp phản ứng, bốp bốp bốp, đã liên tiếp bị đá lộn mấy vòng. Mắt nổ đom đóm, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên nhất thời hai mắt lồi ra như cá vàng, hoảng sợ kêu lên. Không, làm sao có thể, mày, rút cuộc là ai, không thể nào. Tại sao lại không thể? Mày có thể đổi trắng thay đen, đem một nhân sĩ yêu nước là bố mày đổi thành phần tử Hán gian hãm hại an toàn quốc gia, tao không thể lắc mình biến hóa thành một quân nhân sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hừ, mày muốn làm cái gì? Tao là trưởng phòng của phòng trinh sát phản gián của Cục An ninh thành phố Mạc Hương, mày đang bắt cóc nhân viên công tác của bộ phận cơ mật quốc gia, tao phải kiện lên tòa án quân sự. Tao muốn gặp thủ trưởng của chúng mày, lập tức đưa tao về là được rồi, bằng không. Hừ. Triệu Tuấn Võng còn muốn bày ra thân phận gì đó để dọa người, nếu là quân nhân bình thật sự có thể bị hai tay của hắn đe dọa, nhưng hôm nay lại mất tác dụng rồi. Kiện, Diệp Phàm cười lạnh lùng một tiếng. Ông mày lúc đầu ở trong mật thất dưới đất cũng từng hét lên như vậy, chúng mày có sợ không? Đánh, đánh cái đầu con rùa nhà mày, mẹ kiếp, ông mày ở trong cục an ninh bị chúng mày biến thành con chó để hành hạ. Nghe thấy chứ Kiện? Diệp Phàm liền vô cùng tức giận, lập tức đứng dậy. Bốp bốp bốp, đá mấy phát Triệu Tuấn Võng đã sụi lơ thành một đống. Cả cái đầu giờ tròn vo một cục, giống như đầu heo quay.
rắc, chân trái hắn bị Diệp Phàm mạnh mẽ giẫm gãy thành mấy đoạn, kêu la thảm thiết như mổ heo, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau. Một cước này của Diệp Phàm vô cùng âm hiểm, đoán chừng ngay cả các khớp xương đều bị nát, muốn một lần nữa đứng dậy, đó trừ khi là xuất hiện kỳ tích, thi triển một số tiên thuật có lẽ cũng có thể làm được, cho dù là có thể làm tốt cũng là một tên què rồi. Nói, tại sao phải chủ tính hãm hại ông mày? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tôi không có, các anh làm vậy là trái pháp luật. Miệng của Triệu Tuấn võng cứng như sắt, đã thành như vậy mà vẫn không nói, có thể so sánh với Diệp Phàm lúc trước. Vậy sao, anh Diệp, hắn hình như còn thừa lại một cái chân, em đi diệt luôn để giải cơn giận cho anh. Sau này con chó này phải ở trên giường sống nốt quãng đời còn lại rồi, ha ha, mùi vị đó cũng không tệ lắm. Hừ, ăn tim gấu gan báo còn dám ám hại anh Diệp. Lộ Vĩ cười nham hiểm, chiếc giày da dày cộm đã nặng nề di chuyển lên đùi phải của Triệu Tuấn Võng. Chương 174, hỏi tội cục an ninh. Sau đó gã bắt đầu nhấn xuống đến mức vang lên tiếng rắc rắc, đã sắp đến điểm giới hạn gãy xương rồi. Phải biết rằng Lô Vĩ cũng là một cao thủ thuần hóa cảnh tam đoạn, muốn làm gãy đùi người khác thật sự chỉ là chuyện còn con. Đừng, dừng tay, tôi suy nghĩ một chút. Triệu Tuấn Võng cuối cùng cũng biết sợ, vẻ mặt như chết rồi. Y vắt óc suy nghĩ, thầm thấy cho dù bại lộ nhiều nhất cũng chỉ ngồi tù mấy năm, nếu hai chân đều tàn phế, cả ngày nằm trên giường. Sống như vậy thì còn ý nghĩa chó gì nữa? Suy nghĩ nữa bố mày cũng không có kiên nhẫn, nếu không cảnh giác, con dao nhỏ này cắt đứt món đồ chơi dưới đúng quần mày thì phiền phức. Hình như bây giờ không có nghề nghiệp công công, bằng không mày vẫn có thể chịu đựng làm đến 9.000 tuổi, ha ha ha, quyền cao chức trọng. Lô Vĩ không có nói suông một chút nào, lập tức giẫm trung yếu huyệt của Triệu Tuấn Võng. Một người đàn ông đương nhiên thứ quý giá nhất chính là món đồ chơi trong đũng quần, không có món đồ này thì còn sống làm cái gì. Tất cả bốn người đều mỉm cười nham hiểm, nhưng trong mật thất của sư đoàn dã chiến người khác cũng không nghe thấy được. Nhìn con dao găm sắc bén lạnh lẽo trong tay Tề Thiên và Lô Vĩ, Triệu Tuấn Võng biết đây tuyệt đối là dao găm quân đội Thụy Sĩ chính tông nhất, nếu giết người tuyệt đối một dao là có thể giải quyết xong, dùng hợp kim thép tốt nhất để đặc chế, sắc bén dị thường. Tổ viên của phòng đặc vụ Cục An ninh thành phố Mạc Hương cũng vừa được phân cho món đồ này, bình thường đều giấu trong giày quân dụng, thuận tiện lấy ra. Nghe nói loại dao kéo chế tạo đặc biệt này có tiền cũng không mua được, nhập khẩu cũng rất hạn chế, vì vậy cung không đủ cầu. Vì thế những cái nằm trong tay những người say mê đồ dùng quân sự về cơ bản đều là kiếm được từ hàng sách tay hoặc là hàng nhái, hoặc là mặt hàng bình thường tốt hơn một chút so với loại của nó. Tuy nhiên Triệu Tuấn Võng vẫn đang hy vọng có người tới cứu, cho nên con người quay tròn chuyển động, chính là không chịu đi vào khuôn khổ. Còn không muốn nói, muốn nếm thử mấy cái đá nữa sao? Diệp Phàm hừ một tiếng, Lô Vân bước tới mấy bước lại đá một trận loạn xà ngầu, nếu không phải Diệp Phàm kêu dừng lại đoán chừng đã ngất đi rồi. Khắp người một màu xanh tím. Tề Thiên, cậu nói xem. Nếu chúng ta trong lúc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp không cảnh giác đánh giết một người muốn thăm dò bí mật quân sự thì có phải ra tòa án quân sự không? Diệp Phàm liếc nhìn Triệu Tuấn Võng nói ẩn ý, mỉm cười nham hiểm. Báo cáo thủ trưởng, nếu có người chết, chuyện đại sự này xác định là phải lên tòa án quân sự rồi, nhưng chỉ là báo cáo một chút quá trình diễn ra. Trình tự phát triển, cuối cùng vẫn thông báo cho người nhà tội phạm tới nhận cho cốt, nhưng tiền hỏa táng vẫn phải do gia đình bỏ ra. Nếu không bộ đội chúng ta trợ cấp không nổi. Tề Thiên báo cáo rất là chân thật, tựa hồ thật sự có chuyện tương tự như vậy, khiến Diệp Phàm âm thầm bật cười không chịu nổi. Những thứ tính toán quỷ quái này đương nhiên không hù dọa được Triệu Tuấn Võng nhưng hắn cũng mất đi sắc thái, có chút run sợ hỏi. Người anh em, anh, các anh là bộ đội ở đâu? Có từng nghe nói đến Liệp báo chứ? Tưởng những lời tao nói là nói dối có phải không? Tề Thiên cười âm hiểm nhìn chằm chằm khiến Triệu Tuấn Võng phải hoảng sợ. Liệp báo. Triệu Tuấn Võng cắn môi kêu lên, rất là khổ sở. Liệp báo là binh đoàn đặc nhiệm thần bí nhất của đại quân khu lĩnh Nam, thực hiện toàn là những nhiệm vụ trọng đại, nguy hiểm kích thích. Bọn họ giết người là chuyện nhỏ, đương nhiên những người bị giết đều là những kẻ đáng giết. Nếu thật sự giết mình rồi tùy tiện gắn cho tội danh lén lún thăm dò bí mật quân sự có lẽ là không khó. Đoán chừng bản thân cũng chết một cách vô ích giống như con chó. Có người nào có thể thay mình kêu oan chứ, đoán chừng là không có ai cả.
Tôi nói. Triệu Tuấn võng cúi đầu, toàn bộ cơ thể thoáng cái mềm nhũn trên đất, tinh lực đã toàn diện sụp đổ. Là Hồ Bình và Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Chu Chính Dương, hai anh em bà con hợp lại cùng nhau xây dựng âm mưu. Hồ Bình nghe nói anh và Vu Kiến Thần nhận nhau là anh em, mà chuyện lần trước của Chu Chính Dương lại là bị anh phá hỏng. Chính là chuyện ở Đại Tử Lầu Mặc Hương, cho nên Hồ Bình và Chu Chính Dương muốn từ trong miệng anh khai thác một số hoạt động bí mật không hợp pháp có liên quan đến Vu Kiến Thần để làm nhược điểm. Nói hai người đã là anh em tốt thì bí mật của Vu Kiến Thần, anh nhất định cũng biết một số, Chu Chính Dương đương nhiên là muốn dùng những bí mật này để hãm hại Vu Kiến Thần rồi. Hồ Bình và Chu Chính Dương vì có quan hệ anh em họ, hắn cũng đang muốn cướp lấy vị trí cục trưởng của Cục An ninh với Phạm Hoành Võng. Vừa khéo Phạm Hoành Võng lại là cậu em vợ của Vu Kiến Thần, hắn và Hồ Bình trong Cục An ninh âm thầm đấu đá lẫn nhau, ngáng chân lẫn nhau. Đương nhiên, Chu Chính Dương nếu có thể trèo lên được vị trí cục trưởng cục thành phố ngược lại cũng có thể giúp đỡ Hồ Bình treo lên được chiếc ghế cục trưởng cục an ninh. Dù sao quan hệ qua lại của công an và an ninh cũng rất mật thiết chặt chẽ, hai đơn vị thường xuyên phối hợp cùng nhau hành động. Đại ca, ở đây em đã chuẩn bị xong giấy bút, để hắn viết vào rồi ấn dấu vân tay. Lô Vĩ suy nghĩ vô cùng chu toàn. Không lâu sau Triệu Tuấn Võng bất đắc dĩ viết xong giấy nhận tội. Đương nhiên, lời Triệu Tuấn Võng nói cũng sớm được Lô Vĩ thu vào máy ghi âm, dù sao đây cũng là công việc trong nghề của cảnh sát. Huống hồ Lô Vĩ còn là một phó trưởng phòng phòng điều tra gì đó của Cục Trọng án Bộ Công an, xử lý người ta tuyệt đối là có trình độ nhất định. Triệu Tuấn Võng, hậu quả mà anh tạo ra, bản thân anh nhất định phải gánh chịu. Nhưng anh cũng chỉ là một kẻ đồng lõa, không tính là chủ mưu. Anh nói xem, làm thế nào có thể dẫn dụ Đại Cục trưởng Hồ Bình của các anh ra? Đây chính là cơ hội tốt để lập công. Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Chính vào lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không lâu sau Tề Thiên mở cửa ra đưa tới một chiếc điện thoại quân dụng đặc chế. Thủ trưởng, điện thoại của đoàn trưởng Thiết. Diệp Phàm à, con bà nó, ai dám động đến sĩ quan cao cấp của Liệp báo chúng ta? Con bà nó, nói xem có chuyện gì xảy ra. Thiết Chiêm Hùng buột miệng mắng trong điện thoại. Đó là không có một chút tố chất. Thật ra có chút giống như giọng điệu của một đầu lĩnh thổ phỉ trước giải phóng. Điều này có lẽ chính là bản chất đàn ông, tính cách thẳng thắn của đàn ông. Đoàn trưởng Thiết, ai? Thật xui xẻo, là như vậy, Hồ Bình và Chu Chính Dương. Diệp Phàm đem tất cả những chuyện vừa biết kể lại một lượt. Vô pháp vô thiên, đồ chó đẻ. Tôi phải tới Mặc Hương rồi, không cần phiền phức đi chủ tính gì cả. Cậu trực tiếp tới Cục An ninh đợi tôi, mẹ kiếp. Không dạy dỗ một chút thì bọn này vẫn đuôi mù không biết cái gọi là bộ đội thần bí. Trong điện thoại không những có tiếng hô tức giận của Thiết Chiêm Hùng, hình như còn có tiếng cốc chén bị đập vỡ. Được, chúng tôi lập tức đi ngay. Diệp Phàm trả lời. Mấy người đem Triệu Tuấn Võng đã mềm nhũn thành một đống lên trên xe, chạy thẳng tới Cục An ninh, mới vừa lái vào Cục An ninh đã cảm thấy ở đây tràn ngập một luồng không khí quái dị. Đội ngũ lục soát trên núi cũng đã quay về toàn bộ. Được xe trực tiếp trở vào trong sân. Trên bãi tập rộng rãi có một người thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người cao lớn, da rẻ lộ vẻ màu đen khỏe mạnh nhìn dày dặn kinh nghiệm. Cậu là Diệp Phàm, cục trưởng của chúng tôi đang ở trong đợi cậu. Người thanh niên chìa tay ra hỏi. Đúng vậy, anh là. Diệp Phàm hỏi. Triệu Hoàng Võng. Triệu Hoàng Võng cười cười nói, bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Cục trưởng Vu hỏi thăm người anh em vẫn tốt chứ, hôm nay anh ấy cũng nhanh chóng quay về rồi. Hai người vừa nói vừa đi về hướng tòa nhà ở giữa. Được, cảm ơn anh Vu hộ tôi, cái cưa bằng kim loại đó là anh kêu người nhét vào à? Diệp Phàm cười nói. Sao có thể như vậy, tôi đường đường là một phó cục trưởng của Cục An ninh, làm sao có thể làm chuyện, ăn cây táo, rào cây sung? Triệu Hoàng Võng khẽ cười nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều mỉm cười hiểu ngầm trong lòng. Chú Diệp, kỳ thực lúc đó chú phải báo cáo tình huống trực tiếp chú là thân thích của đoàn trưởng Thiết rồi đi, cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy, thật sự quá mạo hiểm. Triệu Hoàng Võng quan tâm nói. Thân thích, mình trở thành người thân thích của đoàn trưởng Thiết từ lúc nào vậy, có chút mùi vị. Đoán chừng là Thiết Chiêm Hùng vì che đậy thân phận của mình nên mới nói như vậy. Cũng tốt, mình vốn cũng không muốn để lộ thân phận. Mình vẫn muốn lăn lộn trên quan trường, Liệp báo tốt thì tốt,
nhưng cả ngày ở trong loại trạng thái căng thẳng cấp độ cao cũng không phải là một cuộc sống tốt đẹp. Ai, mình vẫn thích sống những tháng bình yên một chút. Nhưng danh hiệu thiếu tá hữu danh vô thực của Liệp Báo vẫn phải đeo lấy, không thể mất đi quyền lợi được. Trong lòng Diệp Phàm khẽ tính toán, từ chuyện lần này hắn càng lĩnh hội được sâu sắc uy lực của quyền lực. Hồ Bình là một phó cục trưởng của an ninh thành phố, lại có thể làm sằng làm bậy dồn ép một người bình thường vào chỗ chết. Đây quả thực chính là công khai tạo ra án oan, nếu không phải mình có bản lĩnh, nếu không phải có thân phận thiếu tá, đoán chừng bản thân hiện tại sớm đã chết oan từ lâu rồi. Cho dù dựa vào bản lĩnh có thể chạy thoát, đoán chừng cũng bị Hồ Bình ghép vào trọng phạm truy nã toàn quốc, hơn nữa còn bị quy kết là âm mưu phá hoại an toàn quốc gia. Nhớ lại thật quá đáng sợ, quyền lợi của quốc gia bị một số rất ít phần tử xấu lợi dụng có thể hãm hại rất nhiều người, hậu quả xã hội tạo thành cũng là vô cùng nghiêm trọng. Dĩ nhiên, hạng quan viên giống như Hồ Bình vì tranh giành mũ quan mà ra tay tàn độc như vậy cũng là cực kỳ ít. Mặc dù quan trường có tranh đấu cũng không kịch liệt đến trình độ như vậy, chỉ là chuyện này cũng khó nói. Quan trường cũng là chiến trường không có khói thuốc súng, nếu tất cả đều bình lặng như mặt nước thật ra cũng không có lợi cho tiến bộ xã hội. Có cạnh tranh mới có sức sống, có năng lực tranh đấu tăng tiến bộ của xã hội quốc gia. Lần này Diệp Phàm thiếu chút nữa dùng tính mạng đóng học phí, có thể nói chuyện lần này đã tôi luyện cực lớn tâm trí non nớt của hắn, khiến cho người thanh niên mới 18 tuổi càng thành thục tiến lên mạnh mẽ trên đường đời. Ngọc không mài không thành vũ khí, kinh nghiệm cuộc sống chính là tài sản quý giá, đối với Diệp Phàm mà nói khảo nghiệm tính mạng mấy ngày qua chưa hẳn là một chuyện xấu. Cho dù là từ dưỡng sinh thuật hắn tu luyện mà nói, trước kia vì quả thái tuế màu đỏ mang tới nhân tố không ổn định trong việc tăng tiến công lực của hắn, vì tôi luyện lần này khiến cho tâm tình lại tiến lên một nấc thang. Diệp Phàm đoán chừng sau khi bản thân trải qua chuyện này, khi nhìn thấy con gái xinh đẹp, tâm tình có lẽ sẽ ôn hòa hơn, sẽ không động đậy bất an. Đó là vì trong quả thái tuế hồng tên là Hỏa Long Tường Thiên, có chứa quá nhiều khí dương mãnh liệt, mà con gái lại thuộc về âm. Âm dương dung hợp đương nhiên có thể giải trừ dương khí quá mạnh tạo thành hiện tượng bất thường, vì vậy mới tạo thành hiện tượng quỷ dị có chút không yên dưới đáy quần khi Diệp Phàm nhìn thấy con gái xinh đẹp. Tu luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng là một môn học vấn rất lớn, truyền thừa từ rất lâu hơn mấy ngàn năm, là một con đường khác của tìm tòi khai phá sự huyền bí trong cơ thể con người. Đặc biệt là từ quốc thuật ngũ đoạn bắt đầu tiến vào hàng ngũ cao thủ, đương nhiên, nhân văn, tâm tình, nội kinh, kinh nghiệm đều có thể trở thành trở ngại trong con đường một cao thủ đột phá. Chỉ có không ngừng hiểu rõ cuộc sống, hấp thu kinh nghiệm, hun đúc tình cảm sâu đậm, cảm nhận thiên nhiên, tu luyện nội kình mới có thể không ngừng tiến lên trình độ cao hơn của quốc thuật, lai quật tiềm năng cơ thể con người, đột phá cực hạn cao hơn của cơ thể. Cục trưởng Nguyễn là một ông già hói đầu, nhưng tướng mạo vô cùng đứng đắn, nhìn thấy Diệp Phàm đi vào lập tức nặn ra vẻ tươi cười, chìa tay nói. Đồng chí Diệp Phàm, để anh phải chịu khổ rồi. Cục trưởng như tôi thật đáng trách. Chương 175, đối tượng bồi dưỡng của tổ thứ 8 trung tâm. Hừ, cục trưởng Nguyễn, nên quản lý thủ hạ của mình cho thật tốt chứ. Nếu lần này không phải tôi may mắn thì đã xuống địa phủ rồi, đoán chừng trong phủ lại có thêm một oan hồn trên đường xuống suối vàng rồi. Các ông là cơ cấu bảo vệ của quốc gia, đối với người bình thường như chúng tôi mà nói là thần bí cao đến mức không thể chạm vào. Các ông đại diện bảo vệ cho an toàn quốc gia, mục tiêu ban đầu khi tôi tới cũng là vì an toàn của quốc gia, cho nên mới đến báo cáo tình huống có liên quan đến Hội Hồng Á Đao Lưu ở núi Trường Bạch vào năm 1945. Ai ngờ, ai, không nói nữa. Nhắc đến đau lòng, Diệp Phàm không để cho cục trưởng Nguyễn còn thể diện. Bản thân mình thiếu chút nữa đã mất mạng, cũng không cần đi dính vào cục trưởng Nguyễn. Lão già này chỉ ít nên chỉ tội không làm tròn trách nhiệm. Quản lý cấp dưới không nghiêm. Được rồi, chúng tôi sẽ thâm nhập điều tra người của mình, nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, để ăn nói với cậu. Cục trưởng Nguyên nở nụ cười cứng ngắc, trong lòng tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường, than thở thời gian bất lợi, đến lúc sắp sửa về hưu lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, làm không tốt còn phải ôm danh hiệu xử phạt về hưu. Được, nhưng lần này phó cục trưởng Phạm của các ông làm rất tốt. Nếu không phải anh ta cảnh giác được một số thứ trước khi chuyện xảy ra, tôi đoán chừng đã xuống suối vàng rồi. Diệp Phàm cố gắng nâng đỡ Phạm Hoành Võng. Cục trưởng, chuyện này tôi cũng có cảnh giác. Khi ngài mới từ bên ngoài quay về, lúc ấy tôi lại chưa có chứng cớ,
cho nên muốn đợi nắm được chứng cứ trong tay sau đó mới tới báo cáo với ngài, dù sao đều là người của cục chúng ta. Có một số thứ cũng không thể dựa vào phán đoán mà làm việc. Phạm Hoàng Võng vội vàng giải thích, gã sợ dẫn tới sự thù ghét của cục trưởng Nguyễn. Người ta có thể nhìn mình như thế nào? Cậu biết từ lâu tại sao không báo cáo, đây không phải là xem thường tôi sao? Đúng, Hoành Võng lần này biểu hiện rất xuất sắc, tôi sẽ khen thưởng cho cậu. Cục trưởng Nguyễn vỗ vỗ bả vai Phạm Hoàng Võng, khiến Phạm Hoàng Võng có chút cảm giác hết hồn hết vía, không biết bản thân lần này có phải đã vô cùng đắc tội với cục trưởng rồi sao? Nếu thật sự đắc tội, lần này hai người tranh giành chiếc ghế cục trưởng thật sự là lưỡng bại câu thương, không có ai thoát khỏi. Vừa uống chén trà, phía ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm chấn động. Đi, chúng ta cùng đi nghênh đón đoàn trưởng Thiết. Cục trưởng Nguyễn thân thiết vỗ vỗ vai Diệp Phàm nói. Bên ngoài cục an ninh có một bãi cỏ vô cùng lớn, dài rộng ước chừng hơn 100 thước, ở giữa có một chỗ đất bằng phẳng xi măng vòng vòng giống như bia tập bắn hình tròn bôi thành màu vàng nhạt, từng vòng hoa văn màu trắng vô cùng bắt mắt. Vừa rồi Diệp Phàm cũng có nhìn thấy, cũng không biết là có tác dụng gì. Còn tưởng là trong cục an ninh bình thường dùng để luyện tập, hiện tại cuối cùng cũng hiểu, món đồ chơi này vốn là dùng cho phi chơi trực thăng hạ xuống. Một chiếc trực thăng quân dụng cỡ nhỏ màu xanh biếc đang lơ lửng trên không trung từ từ hạ xuống. Không lâu sau, cửa cabin mở ra, Thiết Chiêm Hùng trên người mặc quân phục đại tá dã chiến, vẻ mặt nghiêm khắc từ bên trong đi ra. Chào! Phạm Hoàng Võng quát lớn một tiếng. Mười mấy nhân viên công tác an ninh xếp hàng ngay ngắn ở xung quanh bãi cỏ, tất cả đều mặc quân phục, chào theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội. Ngay cả cục trưởng Nguyễn cũng đứng thẳng lưng, cung kính kính chào. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm buồn bực, theo lý mà nói cục trưởng Nguyễn tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp chính phủ, có lẽ còn là một cán bộ cấp phó ban. Binh đoàn Liệp báo của Thiết Chiêm Hùng là thuộc về Đại quân khu Lĩnh Nam, bộ đội và an ninh là hai bộ phận khác nhau. Không có quan hệ lãnh đạo phụ thuộc. Tại sao cục trưởng Nguyễn nhìn thấy đoàn trưởng Thiết giống như là cảnh giác cấp dưới nghênh đón thượng cấp? Hừ, khuôn mặt đoàn trưởng Thiết tối sầm cũng không thèm liếc nhìn cục trưởng Nguyễn Kiến Bình, đi thẳng tới phòng họp. Có lẽ đoàn trưởng Thiết trước kia cũng từng đến cục an ninh thành phố Mạc Hương cho nên phòng hội nghị ở chỗ nào cũng biết. Đến phòng họp, cục trưởng Nguyễn, Diệp Phàm, hai người vào đây. Đoàn trưởng Thiết hầm hầm hừ nói. Thủ trưởng, tôi thất trách rồi. Xin lãnh đạo hãy xử phạt tôi. Cục trưởng Nguyễn giống như một đứa bé ngoan ngoãn mắc phải khuyết điểm, nửa cái đầu sắp gục xuống tới bụng rồi. Diệp Phàm cảm thấy hình như ngay cả xương cốt yếu ớt bên trong cơ thể mơ hồ có chút run rẩy rồi. Thiết Chiêm Hùng không phát ra lửa giận còn được, thật sự bày ra khí thế quan uy thì thật sự có chút dọa người. Ngay cả Diệp Phàm cũng cấp tốc điều vận thanh tâm quyết phản kháng lại áp lực giống như ngọn núi này. Đây chính là quan uy, một chuẩn tướng uy phong. Trong lòng Diệp Phàm cứ lắc đầu, cảm thấy nếu bản thân tu luyện tới trình độ quan uy thì không biết phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào. Chỉ dựa vào quan thế thiếu chút nữa đè ngã cục trưởng cục an ninh thành phố, cái này chính là gọi là lính không chiến mà thu phục người, lợi hại. Diệp Phàm hiện tại cũng lĩnh ngộ được tại sao cấp dưới khi nhìn thấy thượng cấp trong lòng luôn vui vẻ, có lẽ đây chính là khí thế quan lại. Hừ. Bắn chết anh cũng vẫn là quái coi nhẹ rồi. Biết Diệp Phàm là ai không? Hắn chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tổ trung tâm 8, sau này sẽ tiếp nhận chức vụ của tôi. Nếu chuyện này để lọt ra bên ngoài, cái đầu này của anh đoán chừng thật sự không giữ được, anh có tin hay không? Đoàn trưởng Thiết tiến tới gần bên cạnh cục trưởng Nguyên chuyện giọng nói, còn Diệp Phàm được Tề Chấn Đảo sắp xếp ngồi trên ghế uống trà cách đó mười mấy thước, theo lý mà nói là không nghe thấy. Tuy nhiên lần này Thiết Chiêm Hùng lại tính sai, Diệp Phàm có, bức nhĩ thông, đừng nói là cách 10 thước, cho dù cách tới cả 100 thước cũng nghe thấy. Đây cũng là ý của Thiết Chiêm Hùng, nếu Diệp Phàm là một cao thủ 6 đoạn, Thiết Chiêm Hùng xác định sẽ gọi Nguyễn Kiến Bình vào trong phòng phê bình vì thuật nghe tiếng của cao thủ 6 đoạn khác với người bình thường, nhanh nhẹn gấp N lần. Thiết Chiêm Hùng cho rằng Diệp Phàm mạnh nhất có lẽ còn chưa đạt đến trình độ 5 đoạn. Cho nên không tin tiếng hừ ra trong lỗ mình của mình cách xa như vậy, hắn cũng có thể nghe tiếng. Tổ trung tâm thứ 8, lẽ nào trong liệp báo còn có trung tâm nữa? Còn người kế tục gì nữa? Hỏng bét, Thiết Chiêm Hùng không phải muốn gọi mình nhận lớp của liệp báo hắn sao, những ngày này tôi rất ít hy vọng. Nhưng từ giọng điệu của Thiết Chiêm Hùng xem ra cũng chỉ là đem mình chế tạo thành đối tượng,
loại đối tượng tạo thành có lẽ không dừng lại đây. Mình sau này phải biểu hiện kém một chút, để hắn mất hứng có thể bỏ qua mình. Cứ vậy đi, kế hoạch này rất hay, Diệp Phàm âm thầm đưa ra chủ ý, người nào tuyệt đối cười đến lăn lộn. Người ta thì trăm phương ngàn kế để muốn thăng quan, hắn lại nghĩ cách muốn đem vị trí đoàn trưởng đoàn liệp báo quyền cao chức trọng phá rối. Hừ, Trung, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tổ thứ 8 trung tâm. Kiến Bình lần này đã phạm phải khuyết điểm cực lớn rồi, vẫn xin thủ trưởng xuống tay lưu tình một lão già gầy gò như tôi. 3 tháng sau là tôi nghỉ hưu rồi, không thấy mặt tăng ni Phật tổ, vẫn xin đoàn trưởng thiết nhìn danh hiệu mình cực khổ nhiều năm như vậy, đừng đem chuyện này đổ lên đầu. Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên khuôn mặt có vẻ khẽ cao lại của Nguyễn Kiến Bình lăn xuống, thân hình càng thêm run rẩy. Nói chuyện cũng mang theo âm rung run run, toàn bộ triệu chứng chính là điển hình cho trạng thái khi bị gió xoáy quất cho phát bệnh điên. Hừ, nếu không phải thấy biểu hiện của ông vẫn còn được thì tôi đã lập tức đưa ông lên tòa án quân sự rồi. Chuyện này phải yên lặng xử lý, không được truyền ra ngoài, đặc biệt là thân phận của Diệp Phàm nhất định phải giữ bí mật. Bất cứ ai cũng không thể nói, ai. Anh chàng này có thái độ kiêu ngạo, tính cách tuổi trẻ mà, vẫn chưa được mài bằng, còn cần chút thời gian mài giũa. Thiết Chiêm Hùng nhỏ giọng dặn dò, bỗng nhiên hướng ra ngoài lớn tiếng kêu lên. Gọi đồ danh con Hồ Bình vào đây cho ông mày. Thật ra Phó Cục trưởng Hồ Bình sớm đã đứng ở bên ngoài phòng hội nghị, lúc này trong lòng đang bồn chồn lo lắng, nhưng rút cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Vừa rồi Cục trưởng Nguyễn Ních Thân ra mặt, đột nhiên hạ lệnh rút về tất cả đội viên an ninh lùng bắt, còn nhanh chóng lên tới Sở Công an tỉnh. Cục trưởng Cục Công an Trần Hậu Thủy cũng từ Thủy Châu vội vàng quay về hạ lệnh rút về toàn bộ cảnh sát. Hiện tại công viên núi Kê Công lại khôi phục lại sự yên lặng, đối với cảnh sát, nhân viên an ninh bình thường mà nói đây đương nhiên là chuyện tốt. Không cần lo lắng đề phòng đi đuổi bắt tội phạm, hơn nữa tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng tội phạm đã bí mật xa lưới rồi. Vì một tên tội phạm của an ninh, bí mật xa lưới cũng là chuyện bình thường, cho nên không có giấy lên sự nghi kỵ của người nào. Cũng không dám ôm đầu đi hỏi thăm. Biết nội tình bên trong đoán chừng chỉ có Cục trưởng Trần và Phó Cục trưởng Phạm của An ninh, ngay cả Hồ Bình cũng choáng váng không hiểu, nếu không hắn sớm đã cầm tiền bỏ trốn rồi, làm gì còn có thể hết hồn hết vía đứng ở bên ngoài phòng hội nghị. Chu Chính Dương cũng không biết nguyên nhân gì, vì chuyện này làm quá bí mật, thật ra chính là Thiết Chiêm Hùng một tay cầm giữ, ngay cả Cục trưởng Nguyễn của Cục An ninh thành phố cũng cho điều về. Vì thế Chu Chính Dương ở trong điện thoại cùng với Hồ Bình nói chuyện một hồi trên trời dưới đất, cân nhắc cũng không tìm ra đầu mối nào, đương nhiên chỉ có thể làm hòa thượng tụng kinh. Cả hai tuyệt đối không ngờ nguyên nhân thật sự là Diệp Phàm và Liệp Báo đến đây. Đây chính là trạng thái người đánh cờ và con cờ, trong ván cờ này, Thiết Chiêm Hùng mới là người đánh cờ. Những người khác bao gồm Nguyễn Kiến Bình đều chỉ là thân phận con cờ, tượng cấp cố vấn, còn hạng Chu Chính Dương chỉ là một con, pháo. Diệp Phàm lại càng nhỏ hơn, chỉ là hạng tốt qua sông, nếu nghe người khác nói Diệp Phàm là thiếu tá Liệp Báo, đoán chừng Chu Chính Dương và Hồ Bình còn cười đến rụng răng. Trước đó bọn chúng đã tra xét lý lịch Diệp Phàm rất kỹ lưỡng, làm gì tưởng tượng ra chuyện một thiếu tá chịu tới một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như thôn đập thiên thủy để làm quan thôn. Hơn nữa từ lý lịch đại học của Diệp Phàm cũng không thể tiến vào Liệp Báo. Hồ Bình nghe gọi liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra liếc mắt nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi trên ghế an nhàn thả từng vòng khói thuốc, nhất thời con mắt suýt nhảy ra, lồi như cá vàng. Toàn bộ bắp đùi bắt đầu căng gân, cảm thấy vóc người thiếu tự tin, giống như đột nhiên tiến hành huấn luyện dã ngoại dã chiến vậy. Da thịt trên mặt giống như mí mắt liên tục nhảy lên, lúc này y thật sự biết rõ, đoán chừng mình đã gặp phải xui xẻo rồi. Tuy nhiên y cũng chỉ cho rằng là tên nhóc Diệp Phàm may mắn từ công viên núi Kê Công chạy về, tìm được Cục trưởng Nguyễn. Vì thế Cục trưởng Nguyễn đoán chừng là muốn tìm mình để hỏi một chút hoặc là đối chất. Nhưng nếu đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo tới đây thì y có chút rối loạn không rõ, có lẽ là chuyện bí mật quân sự, không có liên quan gì đến mình. Hồ Bình chóng bình tĩnh trở lại, dù sao y cũng là một người dày dặn kinh nghiệm, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, giả vờ giống như không nhìn thấy Diệp Phàm. Quyết định, tiên hạ thủ vi cường mới là sáng suốt. Đi tới trước mặt Cục trưởng Nguyễn chào một cái nói. Chào Cục trưởng Nguyễn. Sau đó y nhìn lướt qua Thiết Chiêm Hùng đang ngồi trên ghế, lại đi tới chào hỏi. Dù sao người ta cũng mặc quân phục đại tá,
bản thân thấy mà không chào thì đúng là vô lễ. Chương 176, hành hung ở cục an ninh. Tuy nhiên phó cục trưởng lần này cũng hơi giật mình vì cục trưởng Nguyễn lại đang đứng mà đoàn trưởng Thiết lại đang ngồi, chuyện này cũng quá ngược đời rồi, nhưng y cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Nếu như cho y thời gian thì với kinh nghiệm của mình chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó không bình thường. Ừ, ngồi đi. Cục trưởng Nguyễn ra hiệu, trong lòng rất khổ sở. Vốn bình thường có năng lực nghiệp vụ tương đối mạnh, làm việc cũng rất quyết đoán. Các phòng mà y quản lý bao gồm phòng trinh sát phản gián và phòng bảo vệ nội bộ hoạt động cũng rất hiệu quả. Y cùng với Phó Cục trưởng Phạm Hoành Võng là hai người cấp dưới có năng lực nhất của mình. Lần này mình sắp lui, tính toán là đưa Phạm Hoành Võng kế vị còn đền cử lên tỉnh nhậm chức. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, gần đến giờ cuối thì y lại vì tranh đoạt chiếc ghế cục trưởng với Phạm Hoàng Võng mà chọc phải sát tinh siêu cấp Diệp Phàm. Lão bất giác thở dài, ai? À, cậu cũng quá là không có mắt rồi, tìm ai hãm hại không tìm lại hết lần này đến lần khác tìm thiếu tá Diệp Phàm, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tổ trung tâm 8 mà ra tay chứ. Tổ 8 là tổ chức kiểu gì chứ? Bọn họ nếu muốn thì một phát bắn chết cậu như một con chó, cũng không cần ra tòa án quân sự. Đừng cho cậu là cục an ninh là châu bò, chân chính châu bò mới là tổ 8 nhà người ta kia. Bọn họ tùy tiện chọn ra một người chúng ta đến cục an ninh chúng ta cũng có thể làm được phó cục trưởng. Hiện giờ thì kinh động đến cả đầu rồng Thiết Chiêm Hùn, xem ra muốn bảo vệ là không thể nào. Có thể giữ được mạng nhỏ của y đã là may mắn lắm rồi, chuyện còn lại thì y tự mình cầu phúc đi. Tôi đã vì cậu mà nhận một cái án kỷ luật về hưu cũng đã là đối xử tận nghĩa rồi. Đã cống hiến nhiều năm cho cục an ninh thành phố, cục trưởng Nguyễn cũng đã sớm có tư tưởng về hưu. Dù sao cũng đã làm việc với lão nhiều năm, đã lập được nhiều công lao, làm người dù sao cũng phải có trước có sau. Anh chính là... Thiết Chiêm Hùng khẽ liếc, hỏi vẻ bình thản. Chính là tôi, phó cục trưởng cục an ninh thành phố Mạc Hương. Ngồi ở trên ghế thành thật đáp, cảm giác như tội phạm đang trả lời thẩm vấn. Trước kia y toàn thẩm vấn người khác. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã cảm nhận được một chút mùi vị của tội phạm bị thẩm vấn. Ha ha, lá gan không nhỏ, dám hãm hại nhân viên quốc gia, lạm dụng tư hình, dùng súng đạn đuổi giết dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ, nói. Rốt cuộc là tại sao? Thiết Chiêm Hùng đập mạnh một cái làm cái bàn cũ rung bần bật kêu lên ken két dường như sắp sửa bung ra. Thiết Chiêm Hùng là cao thủ quốc thuật lục đoạn, sức mạnh một trưởng đó dĩ nhiên một cái bàn bình thường có thể chịu nổi. Đoàn trưởng Thiết, anh đang vu khống tôi làm tất cả đều tuân thủ trình tự luật pháp quốc gia. Anh nói gì tôi không hiểu, mặc dù anh là đoàn trưởng Liệp báo nhưng cũng không có quyền nói xấu một phó cục trưởng cục an ninh thành phố. Ra vẻ oan ức, thậm chí khiến cho Diệp Phàm còn nghi ngờ y có phải là phần tử Hán gian hay không. Diệp Phàm, đem máy ghi âm để phó cục trưởng Hồ của chúng ta nghe một chút đi, còn cứng miệng lắm. Thiết Chiêm Hùng nói. Tuân lệnh. Diệp Phàm tiến lên bật máy ghi âm, cục trưởng Nguyễn khi nghe lời khai của Triệu Tuấn Võng thì đau lòng biến sắc. Lúc đầu lão vẫn có một tia hy vọng, nhưng giờ thì điều này đã hoàn toàn tiêu tan. Còn đầu tiên cũng biến sắc, từ tím sang đen, rồi lại từ đen sang trắng, cuối cùng không phục bình tĩnh. Y bỗng nhiên đứng lên hô lớn. Đây là Triệu Tuấn Võng vu cáo tôi muốn báo cáo lên tỉnh. Vừa nói y vừa đưa tay lên hông làm Diệp Phàm còn cho là y định rút súng liền thuận tay bắt lấy tay trái y rồi vặn chéo một cái. Rắc, rắc, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Tiếp đó lại thêm một tiếng nữa, chắc là lại gãy thêm một cái xương nào đó. Diệp Phàm còn chưa hả giận bồi thêm một quyền, mặt của lập tức nở hoa. Máu mũi, máu miệng, máu mắt cùng nhau phun ra, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lòm, bộ dạng hết sức bi thương, đáng sợ. Cục trưởng Nguyễn ở bên cũng nhíu mày, sợ hãi, xem ra người của tổ 8 có khác, vốn có thực lực nhị đoạn thuần hóa bị người ta nhẹ nhàng vặn một cái thì gãy tay, chắc là xương ngực cũng gãy vài cái, xương gì mà như giấy mỏng vậy. Trên mặt lại còn nở hoa. Ai, trong lòng Thiết Chiêm Hùng lại thầm tán thưởng, ừ. Thằng danh này sau khi bị hành hạ 3 ngày 3 đêm, sau đó lại bị vây bắt như chuột, trải qua tôi luyện như vậy cũng đã thành thục hơn nhiều rồi. Thủ đoạn ra tay vừa rồi rất gọn gàng, đủ nhanh đủ độc. Chúng ta khi đối phó với kẻ xấu tuyệt đối không thể nương tay, không ra tay thì thôi, lúc ra tay phải một kích lấy mạng mới được. A, cục trưởng Nguyễn,
Tôi bị vu khống, ngài phải làm chủ cho tôi, ta muốn chống án. Tôi muốn tố cáo bọn họ. Đau đến kêu oe oe, lại sợ Diệp Phàm ra tay lần nữa nên chỉ đứng yên mà không dám động đậy. Thoải mái, con mẹ nó chứ, có thể vặn gãy tay làm gãy mấy cái xương ngực của đối thủ thật là thoải mái cỡ nào chứ. Ngoá nó, ông mày đã hồi vốn lại rồi, nếu cả chân cũng đánh gãy nữa thì càng sảng khoái. Diệp Phàm sau khi trả được thù thì trong lòng có cảm giác thoải mái siêu cấp, không khác lúc lên đỉnh Vu Sơn. Còn muốn quỷ biện, tôi không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột. Thiết Chiêm Hùng cười âm hiểm ra lệnh cho Diệp Phàm. Kéo ra ngoài đập chết. Cậu chắc chưa đủ thoải mái vậy lần này cứ phóng tay đi. Mày lại dám chơi trò ú tim với ông à, chán sống rồi sao? Đập chết. Diệp Phàm nhất thời trợn tròn mắt, hắn thật đúng là chưa dám nghĩ tới điều này. Mặc dù phạm vào tội vu cáo và lạm dụng tư hình nhưng cũng chưa đủ để đập chết a. Vì thế Diệp Phàm ngây người một lúc còn cho là Thiết Chiêm Hùng đùa giỡn, khẽ liếc sang thì thấy y rất nghiêm chỉnh, không hề có một chút đùa giỡn. Y thấy Diệp Phàm còn đứng ngây ra đó thì thuận tay lấy từ bên hông một cây súng ngắn ném cho hắn. Dùng của tôi đi, đạn tuy nhỏ nhưng sau khi bắn ra sẽ có sức công phá rất lớn. Cậu cứ thực hiện lệnh, cục trưởng Nguyễn sẽ giám sát. Tuân lệnh. Nguyễn Kiến Bình chào theo nghi thức quân đội rồi cầm lấy tay thở dài nói. Ai? Cục trưởng Nguyễn. Hô to, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Nguyễn Kiến Bình đưa sang. Vẫn không thể tin Thiết Chiêm Hùng thực có can đảm xử tử mình, còn cho lại y nói chơi để dọa mình. Y thân là một phó cục trưởng cục an ninh thành phố. Đừng nói Thiết Chiêm Hùng chỉ là một đại tá binh đoàn trưởng dám xử tử y cho dù là tư lệnh quân khu cũng chưa có quyền này, vì thế mà cũng có lý để tin. Ai, nói mau đi thì may ra tôi còn cứu được anh, nếu không đoàn trưởng Thiết thật sự sẽ làm như vậy đấy. Cục trưởng Nguyễn cuối cùng vẫn không đành lòng muốn cứu thủ hạ mình một mạng. Vì thế lợi dụng cơ hội cuối cùng, mặc kệ Thiết Chiêm Hùng có thể trách cứ để mạo hiểm khuyên. Ánh mắt hai người nhìn nhau chằm chằm một phút đồng hồ, cuối cùng rũ rượi cúi xuống. Gân cốt y bỗng nhiên như bị rút hết, cả người mềm nhũn như một con bạch tuộc thân mềm. Ngay cả ngồi trên ghế cũng không vững. Đặt phệt cái mông xuống đất như một kẻ điệt. Tôi nói. Dặn mãi mới ra được một chữ này. Bởi vì Diệp Phàm cùng Vu Kiến Thần xưng huynh gọi đệ, nên tôi cho là Vu Kiến Thần có làm gì bí mật thì Diệp Phàm cũng biết. Vừa lúc Diệp Phàm đến báo lại án thì tôi lập mưu bắt hắn để tra tấn. Ai ngờ, ai, Diệp Phàm thực cứng, một chữ cũng chưa nói, cuối cùng còn chạy thoát ra ngoài. Khai báo hết một lượt. Tuy nhiên tuyệt không đả động đến anh họ Chu Chính Dương. Trong lòng y nghĩ mình dù sao cũng đã xong rồi, có thể giữ cho anh họ biết đâu sau này lại có thể cứu mình ra tù sớm. Tuy nhiên lời ghi âm của Triệu Tuấn Võng đã bán đứng y chẳng qua chỉ dãy dụa vô ích mà thôi, cuối cùng còn chọc cho Thiết Chiêm Hùng tức giận, tiện tay cầm súng bóp cò một phát làm chân trái nở hoa, máu chảy đầm đìa. Thiết Chiêm Hùng chưa hả giận còn kề súng ngay vào đầu y khiến y khai tuốt tuột. Ngay cả chuyện Chu Chính Dương chơi gái cũng nói ra. Diệp Phàm bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chết tiệt. Đây mới chính là uy phong của đoàn trưởng Thiết. Mình còn non quá, cứ cho là vặn gãy tay người ta là oai phong lắm rồi, so với lão thì đúng là trẻ con, còn phải học nhiều a. Xử lý xong xuôi, Thiết Chiêm Hùng tựa hồ như chưa có điều gì xảy ra, cười ha hả vỗ vai Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, lần này cậu tới cung cấp đầu mối. Vốn là hành động yêu nước. Tuy nhiên lại gặp phải hai tên bại hoại và Triệu Tuấn Võng, làm cậu tổn thương rất lớn tới tinh thần và thể xác. Cậu có yêu cầu gì cứ việc nói với Cục trưởng Nguyễn để giải quyết, tôi nghĩ Cục trưởng Nguyễn chắc sẽ đáp ứng. Đúng vậy, đồng chí Diệp Phàm, tôi hết sức xấu hổ với chuyện mà đám người và Triệu Tuấn Võng gây ra. Để tôi sẽ báo cáo lên tỉnh nghiêm khắc trừng phạt. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, ví dụ như tiền thuốc thang, tiền bồi thường. Cứ liệt kê ra một danh sách, tôi sẽ đáp ứng. Xem bộ cục trưởng Nguyễn hết sức áy náy, thậm chí còn nghĩ lập tức xuất tiền để giải phóng vị tà thần này đi. Trong lòng lão vẫn e ngại Diệp Phàm lại gây thêm chuyện nữa thì ảnh hưởng đến việc về hưu êm đẹp của mình. Tổn thất thì đúng là có, bao gồm quần áo, điện thoại di động, tiền trên người, còn cả mấy vết thương chưa biết tính làm sao cho đúng, và Triệu Tuấn Võng còn tra tấn tôi không ít. Thậm chí còn đổ nước nóng ngâm ớt vào người tôi rồi dùng roi ra quật vào. Ít nhất tôi cũng phải nằm mấy tháng mới bình phục, còn đánh thương cả chân trái tôi rồi đem nhét máy theo dõi vào.
Ngoài ra các ông còn phải làm cho tôi một cái giấy chứng nhận, viết rõ là mấy ngày qua tôi đi phối hợp với các ông điều tra chuyện vụ án thôn đập Thiên Thủy lần trước. Ai, vốn là trong thị trấn đang có một hạng mục đầu tư lớn, lần này chắc là hỏng rồi, trở về còn bị mắng nữa, tổn thất này đúng là không có cách bù đắp. Ai, Diệp Phàm nghĩ đến chuyện lôi kéo tập đoàn Nam Cung đầu tư vào nhà máy giấy chắc là thất bại, hiện giờ Ngư Dương Lý Hồng Dương và Trương Tảo Trung đoán chừng đang muốn đập chết mình. Trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, nhăn nhó khổ sở không biết làm gì bây giờ. Chuyện lo lắng nhất dĩ nhiên là lần này có giữ được cái mũ quan hay không. Chương 177, giả nai lừa gạt an ninh quốc gia. Thất bại thì thất bại càng tốt hơn, ha ha, cho cậu dứt khoát vứt luôn cái mũ quan đi, một phó trưởng phòng nhỏ xíu thì có gì luyến tiếc. Chúng ta đi bắt cá trong chính quyền huyện Ngư Dương còn thích hơn. Liệp báo không tốt hơn một thị trấn tồi tàn à. Ít nhất là cậu mặc quân phục oai phong đứng trước mặt cục trưởng Nguyễn thì bọn họ sẽ không dám tùy tiện bắt người. Thử nghĩ xem mạnh mẽ biết bao nhiêu, chẳng qua xem ra cậu em đúng là người mê làm quan. Đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng cười cười vẻ mặt quái dị, có chút chú gặp họa anh mừng. Thấy Diệp Phàm gặp xui mà y còn vui mừng, tâm tư đơn giản là nghĩ đến chuyện cắt đứt đường lui khiến Diệp Phàm trực tiếp đầu quân. Đoàn trưởng Thiết, tôi bị thê thảm đến mức thế này mà anh còn cười cợt như thế. Thật là lòng dạ sắt đá a. Diệp Phàm giả bộ đau thương, đảo mắt liếc nhìn cục trưởng Nguyễn với ý không tốt, nghĩ rằng cục trưởng cục an ninh quốc gia thì năng lượng nhất định là rất lớn. Nói không chừng có thể giúp chút việc, hơn nữa mình bị khổ nạn lớn như thế thì cũng phải lừa bịp tống tiền ông ta một chút mới được. Hắn liền đảo con ngươi một vòng, gọi điện thoại cho Tần Chí Minh trước, dụng ý thì không cần phải nói. Vừa nối được thì đã bị bí thư Tần Chí Minh phê bình luôn cho một chặp tối tăm mặt mũi. Diệp Phàm, mấy ngày qua cậu ở nơi nào? Cậu có còn tính tổ chức kỷ luật hay không? Có còn phải một đảng viên hay không? Hư hỏng, không có trách nhiệm, tùy tiện. Cậu có biết tập đoàn Nam Cung đã tới ngày hôm qua, sau thiếu chút nữa thì không chịu cho cả khoản tiền quyên góp 200 vạn kia? Nói là vì không có cậu, cuối cùng chuyện đầu tư nhà máy giấy thất bại đến 9 phần. Nói là bảo cậu đi Thủy Châu gặp bọn họ bàn lại. Chẳng qua nhìn từ thái độ bọn họ ngày hôm đó thì chắc không có hy vọng gì rồi. Đặc biệt là cậu thật có lỗi với bí thư Lý A. Ông ấy là coi trọng cậu như vậy, gặp trở ngại khắp nơi vẫn đưa cậu lên làm phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, là thị trấn lớn nhất của Ngư Dương chúng ta. Còn tranh thủ cho cậu vị trí trong đảng ủy, phân công quản lý xí nghiệp, tài chính, thu hút đầu tư toàn là những thứ tốt. Thực quyền của cậu không hề kém chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang một chút nào. Cậu xem đi, cậu đã làm cái chuyện gì? Bảo tôi ăn nói về cậu như thế nào, bí thư Lý bảo cậu trở về thì lên huyện ngay, báo cáo cho ông ấy biết rõ mấy ngày qua đã phát sinh cái chuyện gì. Còn chủ tịch huyện Trương, bí thư Trung Vũ trong hội nghị thường ủy sáng nay đều chĩa mũi nhọn vào cậu. Ai, tự cậu cầu phúc đi, tôi nỗ lực hết sức có thể để giúp cậu rồi, ai? Tần Chí Minh chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, ông ta vốn cũng là cán bộ từ bộ đội chuyển ngành. Cho nên ăn nói cứ vang như sấm, nổ một trận thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm phát ngốc. Chuyện này nói mấy câu thì không rõ được, chờ tôi về báo cáo lại cụ thể cho anh sau. Diệp Phàm nói xong liền cúp điện thoại, xoay người cười khổ nói với cục trưởng Nguyễn. Ông nhìn xem, lời của tôi không giả đâu. Ai, chuyện lần này thật đúng là phiền toái, tôi đúng là xui xẻo, chẳng những chịu nổi khổ ra thịt mà giờ ngay cả cái mũ quan cũng muốn bay. Cục trưởng Nguyễn. Ông làm cục trưởng uy tín lâu năm ở Cục An ninh Quốc gia của thành phố Mạc Hương, ha ha, chắc phải quen thuộc với một số loại người trâu bò như các ông chủ lớn hay tổng giám đốc, xem có thể kéo chút ít đầu tư cho thị trấn Lâm Tuyền chúng ta hay không. Về phần bồi thường tổn thất của tôi cùng việc anh nói sẽ tự yêu cầu tỉnh xử phạt thì tôi coi như là xong. Tôi nghe nói cục trưởng Nguyễn cũng sắp về hưu rồi, gần đến phút cuối cùng mà bị xử phạt cũng không nên. Chuyện này thì giơ cao đánh khẽ là được rồi. Chỉ cần hung thủ bị nghiêm trị là được rồi. Có thể xử lý nội bộ ở Cục An ninh Quốc gia có phải hay không? Cục trưởng Nguyễn nghe xong lại biến sắc mặt lần nữa, thầm nghĩ chàng trai này còn rất lươn lẹo. Nghĩ quá ngây thơ à, tự nhiên muốn bảo ta là một cục trưởng Cục An ninh Quốc gia của thành phố thuộc vào cấp phó trưởng ban đi thu hút đầu tư cho thị trấn nhỏ bé tồi tàn của bọn hắn, thế mà cũng nghĩ ra được. Chẳng qua Nguyễn Kiến Bình đương nhiên cũng không trực tiếp làm mất mặt Diệp Phàm. Một là đoàn trưởng Thiết ở ngay trước mắt. Một lý do trọng yếu khác là Diệp Phàm sau này tiền đồ vô hạn,
đối với cái loại quý nhân xác định là sau này sẽ nắm quyền trong tay thì không đắc tội là tốt hơn. Vì thế, lão trầm ngâm trong chớp mắt rồi nói. Chủ tịch thị trấn Diệp, tuy nói tôi là cục trưởng cục an ninh quốc gia của thành phố, bình thường nhìn qua thì rất là oai phong nhưng chẳng qua cũng chỉ đối mặt với những phần tử bại hoại âm mưu phá hoại quốc gia. Những ông chủ lớn hay tổng giám đốc thì ai muốn quan hệ nhờ và tôi, không phải là tìm bất an sao? Trốn còn không kịp nữa là... Ha ha, như vậy đi đồng chí Diệp, cục an ninh quốc gia chúng ta lần này bồi thường tất cả tổn thất cho cậu 10 vạn đồng được chưa? Nhiều hơn nữa chúng ta cũng không có, cậu đừng xem cục an ninh quốc gia chúng ta là thần thoại như lời dân chúng đồn đại. Nào là bộ đội thần bí, có giấy phép giết người không phạm pháp và các loại quyền khác. Thật ra thì chúng ta cũng là người bình thường, chẳng qua là tính chất công tác khác mà thôi. Nói đến giết người thì không mộ cai có quyền làm loạn, vì thế kinh phí cũng không sung túc. Kính xin đồng chí Diệp thông cảm. Cái lão này, định dùng 10 vạn tệ đánh đổ mình. Chẳng qua chịu chi ra 10 vạn cũng là rất nhiều rồi. Tổn thất thực tế của mình đoán chừng khoảng 2 vạn, coi như là kiếm lợi lớn. Chẳng qua là đang yên lành lại bị đau đớn ra thịt cũng có chút oan uổng. Nhưng hai tên kia cũng bị mình đánh cho tàn phế, một gãy tay một gãy sườn. Cũng không thiệt thòi mấy. Đoán chừng bọn chúng còn phải chịu khổ ngục tù, coi như là trừng phạt đúng tội. Mình cũng không thể tha người vô lý phải không? Về tiền thì mình cũng không thiếu, nếu gõ quá nhiều thì ngược lại rơi xuống tiểu thừa, cho đoàn trưởng Thiết ấn tượng là một kẻ tham tiền không tốt, Diệp Phàm nghĩ đi nghĩ lại rồi nói. Được rồi, cho 6 vạn là đủ. Nhân tiện đây tôi thấy cũng cần nói về việc cục trưởng Nguyễn tự xin kiểm điểm một chút, thật sự là không cần thiết. Chuyện này cứ như vậy là xong đi. Được rồi, 8 vạn đi, đến bệnh viện kiểm tra đi, cho hai nữ hộ lý quân y điều trị cho cậu một phen, không để lại di chứng gì. Chuyện vớ vẩn trong thị trấn sẽ từ từ đến, không cần vội, chắc chắn sẽ có dịp thi thố. Thiết Chiêm Hùng bảo Diệp Phàm vẻ rất quan tâm. Không lâu sau. Diệp Phàm ôm trong lòng khoản tiền lớn 8 vạn, cầm tờ chứng nhận rời khỏi Cục An ninh Quốc gia. Thiết Chiêm Hùng có việc đã lên máy bay đi trước, nghe nói y đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tạm thời chạy gấp về, bây giờ lại chạy đi. Diệp Phàm khi biết thì lòng rất kích động, khi tiễn Thiết Chiêm Hùng động tình nói. Đoàn trưởng Thiết, tôi sẽ cố gắng về chuyện tam giác vàng, chừng nào cần thì anh gọi điện thoại tới là được rồi. Tuần sau tôi rảnh rỗi sẽ thử tới Vịnh Lam Nguyệt để chuẩn bị chút ít. Về phần chính thức tham gia liệp báo thì tôi thấy thật sự xin miễn thôi. Làm cố vấn là được rồi, sau này hàng năm nếu có chuyện gì quan trọng thì tôi đáp ứng giúp một việc, cũng xin thông cảm, tôi thật không thích sống căng thẳng suốt cả ngày. Thiết Chiêm Hùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm hồi lâu, soi mói khiến cho Diệp Phàm ớ lạnh trong lòng, sau có chút mất mát nói. Ừ, tạm thời cứ như vậy đi, cậu ở quan trường cũng cần cẩn trọng. Tuy nói quan trường không giống chiến trường nhưng toàn tính giữa các quan viên cũng tàn bạo không thua chiến trường, có khi còn ác liệt hơn. Mượn lần này mà nói, tôi nghĩ cậu cũng có thể học được rất nhiều điều từ đó. Chuyện ở trong quan trường thì tôi cũng giúp không được gì, bộ đội là một hệ thống độc lập, đặc biệt là ngành đặc biệt của quốc gia tuyệt không cho phép nhúng tay vào quan trường. Đây là một nguyên tắc, cũng là một kiêng kỵ, cậu thử nghĩ xem, nếu quân đội nhúng tay quá mức vào chính trị thì quốc gia sẽ loạn. Vì thế cậu đành phải dựa vào chính mình thôi. Chẳng qua cũng không sao, nếu thật sự làm không nổi thì cánh cửa liệp báo luôn mở rộng, hơn nữa cậu hiện tại không phải coi như là thành viên liệp báo sao. Ha ha, cảm ơn đoàn trưởng Thiết, anh thật giống anh của tôi. Diệp Phàm nói mấy tiếng có chút nghẹn ngào. Ừ, tôi cũng muốn có một người em như cậu, sau này gọi anh Thiết là được rồi. Thiết Chiêm Hùng cũng hơi động lòng, khẽ vỗ bả vai Diệp Phàm rồi lên máy bay. Xế chiều, Diệp Phàm xử lý xong vết thương, Tề Thiên đích thân đưa hắn về thị trấn Lâm Tuyền. Anh chàng này giờ rất láo cá, đường đường một thiếu tá tiểu đoàn trưởng lại có thể nhận làm tài xế cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên biết trong lòng cậu ta có chút tính toán, chẳng qua là không nói ra mà cứ ngồi ở ghế phụ nghĩ ngợi. Sau gần nửa giờ, anh chàng rốt cục nhịn không nổi. Hắc hắc, Chủ tịch Diệp, nghe nói anh là vũ sư cấp 4, có thật không? Tề Thiên cười hì hì muốn làm quà bắt chuyện. Ừ, làm sao vậy? Diệp Phàm thuận miệng đáp. Kia, này, ha ha. Anh chàng cứ ậm ậm ừ ừ thêm vài phút đồng hồ mà vẫn không xịt ra được. Kia này cái gì, có gì thì nói mau, có dám thì xịt ra.
đường đường một tiểu đoàn trưởng mà cứ như đàn bà thế. Diệp Phàm tức giận cười mắng. Thì tôi nói, ngàn vạn lần đừng có tức giận. Tề Thiên tựa hồ hạ quyết tâm, gã đương nhiên là muốn kiếm từ chỗ Diệp Phàm ít bí kíp võ thuật truyền thống Trung Quốc, hay là bái sư cũng được. Chẳng qua gã cũng xác định rõ muốn kiếm được một bộ bí kíp võ thuật truyền thống Trung Quốc chính tông là cực kỳ khó khăn, trong giới võ thuật truyền thống Trung Quốc có một loại quy củ ngầm từ xa xưa. Việc người Trung Hoa quan niệm rất nặng về môn hộ cũng có đạo lý nhất định. Nếu ai cũng truyền loạn lên thì cuối cùng không biết loạn thành cái dạng gì. Hơn nữa muốn luyện đến cảnh giới cao thì phải có căn cốt tốt mới được, các đại sư võ thuật truyền thống Trung Quốc lại không muốn phí tinh lực có hạn với một người tài trí bình thường. Hơn nữa cũng làm hỏng danh tiếng của mình, vì thế tâm pháp luyện công của các đại sư võ thuật truyền thống Trung Quốc thường là cơ mật, nhìn không thuận mắt thì bọn họ sẽ không truyền, việc này có lý do về nhiều mắt. Nói đi, tức giận cái gì thì chính tôi thật cũng không hiểu. Diệp Phàm tỏ vẻ nghiêm trang, nhìn đến mức Tề Thiên phát sợ, tay có chút nắm không chắc vô lăng. Anh có thể truyền cho tôi vài chiêu hay không? Đương nhiên, chỉ cần anh cho là không phải là cái chủng loại công pháp võ thuật truyền thống Trung Quốc đặc biệt trọng yếu kia là được, ha ha. Tề Thiên cười khan nói. Thế thì dễ thôi, Diệp Phàm thuận miệng đáp. Thật sao? Tề Thiên tuyệt đối không ngờ đạt được dễ dàng như thế, vốn đã chuẩn bị nhiều loại từ ngữ, thậm chí cũng từng nghĩ đến cả quỳ xuống bái sư, thế mà giờ tất cả trở thành thừa mất rồi. Tiếng két kẹt sắc nhọn vang lên, xe dừng lại, Tề Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Phàm chằm chằm không dám tin tưởng. Sao vậy, thật bất ngờ có phải không? Diệp Phàm cười nhẹ vẻ trêu chọc. Không đúng, có lẽ đúng, chẳng lẽ đúng là thật sao? Tề Thiên lẩm bẩm có vẻ không dám tin. Cậu đoán tôi lừa cậu à? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Phải rồi, tôi thấy cậu tựa hồ đình trệ ở bậc 2 đỉnh cấp phải được mấy năm rồi, có phải mãi không có cách nào đột phá đến bậc 3 là cảnh giới khai nguyên hay không? Đúng vậy, tâm pháp chó ỉa kia của tôi là một thầy bói truyền cho, đoán chừng là thuộc về loại mánh khóe bịp người của dân giang hồ. Tề Thiên gãi đầu có vẻ khó khăn. Mánh khóe bịp người của dân giang hồ? Không đâu. Nếu thật là công pháp kiểu mánh khóe bịp người của dân giang hồ thì cậu không luyện tới bậc 2 thuần hóa, chắc là cấp bậc công pháp không cao, hoặc là chỉ có phương pháp đến bậc 2, không có phần sau vì thế cậu cứ mãi không cách nào đột phá. Diệp Phàm phân tích, khóa luôn miệng anh chàng lại. Chương 178, thu đồ đệ và lôi kéo đầu tư. Tôi cũng nghĩ thế, cho nên mới. Tề Thiên nói tới đây thì mặt đầy vẻ khát vọng nhìn Diệp Phàm, giống như là một cậu bé đáng thương chờ trực chia kẹo. Nghe nói gia đình của cậu rất có lai lịch. Diệp Phàm thuận miệng chuyển sang vấn đề khác, khiến Tề Thiên rất buồn rầu, cảm thấy giống như là có một kỹ nữ cởi sạch quần áo mà chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì, nhưng lại không dám nói. Có chút nền tảng, Tề Thiên rất cảnh giác nói bớt xuống. Như vậy đi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cậu, cậu muốn gia nhập môn phái của tôi phải không? Diệp Phàm chơi trò nhử mồi câu cá. Muốn. Tề Thiên cũng không có làm bộ làm tịch trả lời dứt khoát. Muốn đến chết được. Ngay sau đó tiểu tử này lại làm một chuyện kỳ quái khiến Diệp Phàm mở rộng tầm mắt, thoáng cái xoay người lại kích động kêu lên. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ đệ Tề Thiên ba lại. Hiện đang ở trong xe nên không dễ chuyển động thân thể, cậu ta cứ thế ngồi nguyên vị khom lưng định bái sư khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa cười sái quai hàm, thầm nghĩ cái này cũng có. Chuyện lạ trong thiên hạ. Chậm đã. Diệp Phàm thốt lên. Tổ tiên của tôi có một quy củ là muốn gia nhập môn phái thì phải làm một việc lớn cho sư phụ thỏa mãn mới được. Diệp Phàm nói vẻ nghiêm túc, thật ra thì tất nhiên là nói láo nói xiên, lão phí nào có lập ra cái quy củ vớ vẩn lợi dụng người như thế. Lúc ấy lão phí chỉ nói, Diệp Phàm, khi con tu luyện đến tầng thứ tư của thuật dưỡng sinh thì có thể thu đồ đệ. Nếu gặp người có căn cốt tốt, thành kính đối với sư phụ. Tâm tính phẩm chất đạo đức tốt thì con có thể suy nghĩ việc thu đồ đệ truyền thụ tâm pháp. Ai, hiện tại vạn người khó chọn được một đệ tử có căn cốt tốt, lúc ấy nếu không phải thấy con thân cốt cũng tạm được thì có quỷ đến chết sư phụ cũng sẽ không đáp ứng. Sư phụ ta đã sống hơn nửa đời người, cho đến lúc gặp con cũng không chưa nhận một đệ tử vừa ý, đang sợ cắt đứt truyền thừa. Căn cốt của con chỉ có thể coi là khá cao, so sánh với căn cốt cấp cao nhất thì còn kém một nấc. Chẳng qua võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng rất có quan hệ với cực khổ tu luyện để vươn lên, hy vọng con có thể sử dụng chịu khổ để bù đắp khuyết điểm này, bổ sung khuyết điểm về căn cốt.
xã hội hiện đại, số người luyện võ cũng không ít, nhưng tu luyện cái được xưng tụng là võ thuật truyền thống Trung Quốc chân chính lại không nhiều, trên 9 phần người học võ chỉ luyện một chút kỹ năng hoa mỹ, trông thì đẹp mà dùng không được, cảm thấy chúng thuần túy chỉ là hay ho mới lạ. Đương nhiên, võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng chỉ là một khái niệm tương đối mơ hồ. Lấy tầng thứ hai thuật dưỡng sinh làm ví dụ, dùng chân đá vỡ hai viên gạch đỏ xếp chồng lên nhau chính là dấu hiệu bắt mắt nhất của tầng thứ hai. Thật ra thì hiện nay có thật nhiều thuật sĩ giang hồ luyện ngạnh khí cũng có thể gắng sức dựa vào sức mạnh thân thể đá vỡ hai viên gạch đỏ, nhưng bọn họ không thể nhận là học trò của võ thuật truyền thống Trung Quốc chân chính, chỉ có thể nói là những kẻ thô lỗ. Thiếu tá Diệp nói vậy là có ý gì? Tôi nghĩ học võ là cần đủ năng lực gia nhập sư môn, không biết thiếu tá Diệp có chỗ nào chưa thỏa mãn. Tề Thiên tính thầm trong lòng, nghĩ nát óc trong chớp mắt bỗng nhiên kinh hãi tận trong đáy lòng. Nghe nói thiếu tá Diệp đang buồn về vấn đề lớn là tập đoàn Nam Cung không đầu tư vào thị trấn Lâm Tuyền, nếu mình giúp cậu ấy lôi kéo một khoản đầu tư hơn ngàn vạn thì có tính là thỏa mãn cậu ấy hay không, có lẽ đúng là có thể. Chủ tịch, ngài hãy cho tôi bảo lưu địa vị đồ đệ. Tôi nhất định nghĩ sẽ làm ra một chuyện khiến cho ngài thỏa mãn, làm không được thì cũng không xứng làm đồ đệ của ngài. Tề Thiên rất tự phụ nói ra một câu như vậy nói, chỉ thiếu vỗ ngực thề thốt mà thôi. Ừ. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Đi thôi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta đã hiểu được tinh thần của mình. Nhìn thấu ta hiện tại đang lo chuyện không có người đầu tư. Có lẽ đó, nếu đúng có thể câu kéo 100.000 tệ đầu tư thì mình liền thu đồ để chơi đùa một chút cho vui cũng được. Nhìn qua thì căn cốt cậu này đoán chừng còn tốt hơn cả mình. Nói về đẳng cấp võ thuật truyền thống Trung Quốc thì không chỉ bằng một quyển công pháp vứt đi là có thể luyện đến cấp 2 đỉnh mức, có thể liệt vào đối tượng khảo hạch được rồi. Loại điều kiện thu đồ đệ này Diệp Phàm thật đúng là quỷ dị nhất hoa hạ từ xưa tới nay, ngay cả chính trong đáy lòng hắn cũng phải lắc đầu tự mắng. Mẹ kiếp, xã hội hiện đại khiến ngay cả thu đồ đệ cũng phải đặt điều kiện, câu kéo lợi ích kinh tế, đó là cái chuyện gì vậy? Ai, tình thế bắt buộc mà. Hơn nữa, nếu thật hoàn cảnh gia đình cậu này không kém thì lợi dụng một chút cũng không tính là gì. Hoàn cảnh gia đình chắc không tồi. Sau lưng không có chỗ dựa thì đoàn trưởng Thiết không thể nào để cho người trẻ tuổi như cậu ta làm thiếu tá tiểu đoàn trưởng, còn là tiểu đoàn trưởng chính quy chức quyền thực sự. Trở về đến thị trấn Lâm Tuyền, Diệp Phàm không để ý đến đau đớn chạy thẳng tới chỗ bí thư Tần Chí Minh, hiểu được tình huống cụ thể buổi chiêu đãi tập đoàn Nam Cung hôm đó. Trong lòng cũng thoáng lạnh, nghĩ thầm. Chẳng lẽ tập đoàn Nam Cung có biến cố, nói chuyện trắng ra như vậy thì nhất định là muốn thoái thác rồi, bằng mọi giá cũng phải bỏ chạy. Vết thương của Nam Cung Cẩm Thần còn chưa khỏi hẳn mà. May là những vết roi trên người Diệp Phàm đã được dán kim sang dược do Liệp Báo đặc biệt cấp cho. Dán cao rồi thì chuyển biến tốt lên cực kỳ nhanh, đã đóng vảy. Đoán chừng cũng có chút quan hệ tới việc Diệp Phàm vận công điều khí tu dưỡng, hành khí có thể tăng nhanh tuần hoàn máu, hóa giải tạp chất. Loại bỏ độc tố, tăng tốc độ lành vết thương. Quán cơm Phạm Xuân Hương đã sửa chữa xong. Thái Tây Thi nhìn thấy vết thương trên lưng Diệp Phàm là bật khóc òa lên. Hai người quấn lấy nhau âu yếm một lúc rồi mới tách ra. Diệp Phàm rất háo sắc, nhất thời máu dề bùng lên mãnh liệt. Phạm Xuân Hương hôm nay cực kỳ ôn nhu, như một cực cưng ngọt ngào. Diệp Phàm đi vào mới khoan khoái làm sao, cô cứ mặc cho thân thể mình đáp ứng. Đương nhiên, Diệp Phàm trong tình huống như thế cũng không chơi ra kỹ năng gì, cuối cùng cũng chỉ có thể làm kiểu gà đạp mái hoặc là kiểu cổ điển thôi, đương nhiên không phải là chơi cái loại vào cửa hậu, Diệp Phàm không phải một kẻ bệnh hoạn. Sau khi ân ái xong, hai người mặc áo rộng ngồi ở trong đại sảnh tầng thứ ba. Tầng thứ ba bị Phạm Xuân Hương tu sửa thành phòng ngủ, làm chỗ chuyên dụng cho hai người gặp nhau. Nhưng lần này lại có người đến quấy rầy rồi. Phạm Xuân Hương xuống đến lầu dưới đã đổi mới hoàn toàn trang bị, sàn nhà lát đá, trên tường ốp gạch, ở trong phòng bếp làm chút thức ăn cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng đang nhàm chán nằm trên sa chơi đùa chuyển kênh TV thì bỗng nhiên cửa mở ra kêu két một tiếng. Nhanh vậy à? Diệp Phàm còn cho rằng là Phạm Xuân Hương bưng thức ăn tới, chẳng thèm quay đầu lại hỏi. Trong không khí ấm áp, Diệp Phàm vô cùng thoải mái, cởi cả thắt lưng áo ngủ để lộ ra khuôn ngực còn dán một lá kim sang dược. Vết thương trên lồng ngực bị lúc đánh nhau ở núi Kê Công cũng không nặng lắm, chỉ rách chút da. Những vết thương nặng bởi roi da trước kia đều ở phía sau lưng, chẳng chịt ngang dọc vô cùng đáng sợ. Đoán chừng sau này cho dù là tốt lắm cũng sẽ lưu lại chút ít sẹo.
Chẳng qua nghe đoàn trưởng Thiết nói hắn cho kim sang dược này là thuốc tốt nhất cả nước, sẽ không lưu sẹo. Diệp Phàm nghe cười trừ, cũng không sao cả. Nam nhân lưu mấy cái vết roi nói không chừng lại càng dương oai biểu hiện, em út biết đâu lại thích hơn. Một đôi tay vô cùng mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai Diệp Phàm. Diệp Phàm dứt khoát nhắm hai mắt lại, hít khẽ một hơi cảm nhận mùi hương nhàn nhạt. Trong ánh đèn màu hồng, khung cảnh thật vô cùng êm dịu, hưởng thụ sự chăm sóc ngọt ngào, so sánh với mấy ngày trước bị đám Triệu Tuấn võng giày vò trong mật thất rồi cảnh chạy trốn chui nhủi trong công viên kê công sơn, sau đó còn ngâm mình trong làn nước suối giá lạnh thì quả là một trời một vực. Ai, chỉ có cuộc sống bình thường mới là tốt, cuộc sống kích thích của Liệp Báo đúng là không thích hợp với mình. Lúc này Diệp Phàm lại càng kiên định ý nghĩ chỉ treo cái danh hiệu thiếu tá cho có mà quyết tâm dấn thân vào quan trường, nhẹ nhàng vươn tay ra khẽ vuốt ve thân thể Thái Tây Thi. Hắn cười nói, Xuân Hương, tay của em càng ngày càng mềm mại đấy, có thể so sánh với bàn tay tiểu thư nhà người ta đấy. Tuy nhiên Diệp Phàm có cảm giác sao tay của Thái Tây Thi giờ hơi khác trước, chẳng lẽ là tác dụng của kem dưỡng da mình mua cho cô ấy, nếu không sao lại mềm mại như vậy. Sờ nắn một hồi, lửa dục của Diệp Phàm lại bùng lên mãnh liệt, trở tay lôi tuột Thái Tây Thi vào lòng, thoáng cái đã mò vào trong áo ngực một phát bắt được hai ngọn núi cao vút kia. Ừ, em càng ngày càng cứng đấy. Diệp Phàm nói khẽ, tuy nhiên vẫn nhắm mắt hưởng thụ, hắn sợ mở mắt ra sẽ làm mất đi cảm giác. Tuy nhiên khi tay Diệp Phàm luồn xuống phía dưới thì Thái Tây Thi tựa hồ rất sợ, co rúm người lại có ý tránh né. Diệp Phàm cảm thấy càng thêm kích thích. Thầm nghĩ thân thể cô chỗ nào anh chưa sờ qua, còn giả vờ giả vịt nữa. Hắn cười trộm một cái rồi luồn hai tay vào chỗ dưới của Thái Tây Thi, nhẹ nhàng chụp lên u cốc thần bí kia một cái. A, đừng, ngừng. Thái Tây Thi bị dọa đến nỗi hét to làm Diệp Phàm cũng mở bừng mắt. Hắn ngơ ngác nhìn vưu vật đang giãy giụa trong lòng mình thì thấy đâu phải là Thái Tây Thi mà chính là em gái cô Phạm Nghiêm Nhân, đang học lớp 11, mới tròn 17 tuổi. Cô gái này có vóc người xấp xỉ chị gái Thái Tây Thi, chỉ khác là cô chị thì lộ ra vẻ thành thục còn cô em thì rực rỡ thanh xuân. Một mùi hương thiếu nữ quanh quất làm Diệp Phàm nhất trụ kình thiên ép vào u cốc bên dưới của Phạm Nghiêm Nhân, tuy nói cách hai tầng ngăn cách nhưng cũng rất kích thích. Trời ạ, mình làm gì vậy? Cô ấy vẫn còn là một trẻ vị thành niên mà, tuy nói cũng đã lớn gần bằng chị gái, thậm chí còn khá hơn một chút nhưng cũng chỉ mới 17 tuổi. Nhìn gương mặt tái mét của Phạm Nghiêm Nhân, Diệp Phàm mặc dù rất nhộn nhạo nhưng cũng dùng hết lý trí để đẩy Phạm Nghiêm Nhân ra, ngơ ngác. Tại sao là em, anh xin lỗi đã làm em bị thương. Em, là chị gái bảo em tới. Phạm Nghiêm Nhân xấu hổ cúi gằm. Em vẫn còn là trẻ con sao làm như vậy, bảo chị gái lên đây, anh sẽ mắng cho một trận. Diệp Phàm vờ vịt nghiêm mặt. Đừng, Chủ tịch Diệp, anh đừng mắng chị gái, là em tự ý. Phạm Nghiêm Nhân nói không nên lời. Chương 179, bên nặng bên nhẹ là ý gì? Gấp cái gì, nói đi. Diệp Phàm cố ý hừ lạnh, nhủ thầm chẳng phải là ý nghĩ đen tối, từ lúc nào ông đây có cái loại bản lãnh xấu xa có thể khuynh đảo hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ này chứ? Chị gái sửa sang căn phòng kia rất khá, tầng thứ ba có 4 gian phòng, còn có cả điều hòa, em ở tầng dưới, nơi đó hơi tối. Hiện giờ chị Tuyết Liên đã chuyển đến chỗ anh Gia Lâm, một mình em ở tầng dưới cùng hơi sợ. Nghe nói bên dòng suối có quỷ, đôi khi còn kêu chẹp chẹp rất đáng sợ. Vì thế muốn chuyển lên ở trên. Trên này vừa sáng sủa vừa thư thái nhưng chị nói cả phòng này là của Chủ tịch Diệp còn là ân nhân của nhà chúng em. Không có Chủ tịch Diệp thì cũng không có nhà chúng em hôm nay, muốn ở lầu 3 thì phải hầu hạ anh cho tốt mới được. Cho nên em nghĩ đấm bóp cho anh một chút cho buông lỏng tâm tình, thầy thuốc nói làm như vậy có lợi cho thân thể. Phạm Nghiêm Nhân thật là trong trắng đáng yêu quá. Diệp Phàm cảm thấy mũi ngứa ngáy, trong nháy mắt lòng chua xót. Nghiêm Nhân, đừng nghe chị em nói lung tung, nhà cửa là chị em bỏ tiền mua, em muốn ở phòng tầng 3 thì chọn một cái đi. Không quan hệ tới anh. Diệp Phàm nghiêm trang nói, đoán chừng là sợ Phạm Nghiêm Nhân không tin. Chị em mà mua được nhà lớn như vậy, không thể nào, Chủ tịch thị trấn Diệp, anh không định gạt em chứ, phòng lớn như vậy trang bị cao cấp như vậy cần không ít tiền, tựa hồ như là khách sạn, chị em làm cả đời cũng kiếm không ra nhiều tiền như vậy. Phạm Nghiêm Nhân cứ lắc đầu, hiển nhiên người ta là một cô bé học tới lớp 11 cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy.
Nghiêm Nhân, đừng nói vậy, chị thật xin lỗi, hu hu. Thái Tây thì Phạm Xuân Hương đã đi lên từ lúc nào, mắt ngân ngấn nước. Nhưng Nghiêm Nhân này, anh Phạm đúng là có ơn lớn với nhà chúng ta, không có anh ấy thì em có muốn đi học cũng không được, bệnh của mẹ cũng không còn tiền chữa trị. Chị, em hiểu mà, chị nói anh là người rất có khả năng, là hảo hán của cả nhà, hảo hán từ xưa đều có nhiều cô gái hầu hạ, cho nên. Em mới đến. Phạm Nghiêm Nhân dù sao cũng còn bé, hai chữ hầu hạ dù sao cũng không nói ra được, trầm ngâm một lát rồi mới dũng cảm ngẩng đầu, đỏ rực đến tận mang tai nói. Chủ tịch Diệp em đã nghĩ rồi, em sẽ hầu hạ anh. Em nghe chị, em sẽ không nói ra, đánh chết em cũng không nói. Mới vừa rồi là có chút không quen, sau này em sẽ từ từ học. Ai, Diệp Phàm thở dài một hơi, biết thoáng cái mà muốn chuyển biến suy nghĩ của hai chị em thì rất khó khăn, cố ý nói. Nghiêm Nhân, không phải em nói muốn hầu hạ anh sao? Lại đây, kể từ bây giờ thì bắt đầu hầu hạ đi. Diệp Phàm nói xong cố ý túm lấy bàn tay mũm mĩm của Phạm Nghiêm Nhân kéo vào trọng ngực mình. Làm ra vẻ rất thật, thế rất mãnh liệt. Hừ, nghĩ hay lắm, Nghiêm Nhân giờ không có tâm trí đâu cả, Nghiêm Nhân bây giờ còn muốn chọn phòng. Anh Phàm, anh là người lớn, không được bắt nạt trẻ con. Cô bé vung tay, kích động đi lại xem xét vẻ rất là quỷ quái khiến Diệp Phàm nảy ra ý không tốt, nhìn cặp mông căng mẩy của Phạm Nghiêm Nhân mà nuốt nước bọt khan. Nghiêm Nhân, tới đây ngồi với anh Phàm một chút, nói không chừng anh cho em một cái điều hòa. Diệp Phàm giống như con sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ trong trắng. Em chẳng cần, điều hòa cũng tốt, nhưng phòng khách cũng có một chiếc lớn. Quá nóng quá lạnh thì em ra xa phòng khách ngủ là được, ha ha ha. Tiếng cười khanh khách khiến cho Diệp Phàm càng phát sầu. Anh Phàm, con bé không hiểu chuyện, anh đừng để ý. Em uống với anh vài chén. Thái Tây thì dọn xong rượu và thức ăn bèn ghé mông ngồi ở trên đùi Diệp Phàm, người ngát hương thơm. Diệp Phàm vuốt vuốt cặp núi đồi uống rượu rất là sướng khoái, ngay cả vết thương cũng không để ý tới. Nghiêm Nhân, thật không lại uống với anh Phàm một chén, nếu không thì anh không cho phòng. Diệp Phàm cười dâm đãng. Hứ. Phạm Nghiêm Nhân hứ một tiếng rồi đóng sầm cửa lại dứt khoát không để ý tới người. Buổi tối. Phạm Nghiêm Nhân bừng bừng hứng thú chuyển lên lầu 3, Diệp Phàm cùng Thái Tây Thi ôm nhau ngồi xa xem tivi, cô bé ngồi bên giả tảng không trông thấy. Thỉnh thoảng còn vùng vẫy chống chế lại, chỉ cần Diệp Phàm thò tay sang là liền tránh né khiến Diệp Phàm rất sầu muộn, muốn ôm cô bé trong trắng mà tinh quái này một chút cũng không được. Thái Tây Thi thì không sao cả, cô cũng hy vọng em gái cùng theo Diệp Phàm. Em gái tuy mới 17 tuổi nhưng cũng là thiếu nữ rồi. Kỳ lạ chính là Phạm Nghiêm Nhân lại không sợ Diệp Phàm, ngay cả lúc ngủ cũng không đóng cửa, không biết có phải muốn thử lòng heo của ông anh hay không khiến Diệp Phàm lúc đi vệ sinh vẫn liếc mắt nhìn qua cửa phòng Phạm Nghiêm Nhân mà nuốt nước bọt khan. Hắn thầm nghĩ, cô bé ơi, thật sự cho ta là Liễu Hạ Huệ dáng Phàm có phải không? Ta không có bản lĩnh này. Ta nói này cô bé, cô hãy đóng cái cửa mê hoặc kia lại đi, cả đêm nay hay cả đời này ta đều không thể nào sang được. Cuối cùng, hắn hành hạ Thái Tây Thi đến mệt rã rời rồi, gần giống như chó chết rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm lái xe thẳng đến huyện Ngư Dương trước tiên, phập phồng thấp thỏm đi vào phòng làm việc của Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương đang phê giấy tờ gì đó, lúc thì cau mày, lúc thì lắc đầu, tựa như không nhìn thấy Diệp Phàm đang rụt rè đứng ở một bên đến cả tiếng đồng hồ. Mãi đến 10 rưỡi mới ngẩng đầu lên cố ý nói. À, là Tiểu Diệp đến à? Thái độ cũng không gay gắt lắm, tựa hồ là định xử lý lạnh. Bí thư Lý, cháu xin kiểm điểm với chú. Cháu vốn chỉ là muốn đi phối hợp giúp kết thúc một vụ án, ai nghĩ rằng sau đó lại phát sinh phức tạp, khiến cho gánh nặng tập đoàn Nam Cung đều đổ lên bí thư Lý. Cháu vắng mặt làm trở ngại chuyện cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Diệp Phàm có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trình lên giấy chứng nhận phối hợp giúp tra án do Cục trưởng Nguyễn của Cục An ninh Quốc gia thành phố Mạc Hương chính tay ký. Lý Hồng Dương đọc lướt qua một lần thì thái độ tốt lên rất nhiều, nói. Ừ, đã là Cục An ninh Quốc gia của thành phố yêu cầu phối hợp giúp đỡ thì tôi cũng không nói gì nữa. Tôi biết hệ thống an ninh quốc gia yêu cầu tính bảo mật cao độ, tôi cũng không hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng qua Tiểu Diệp, tiếp theo cậu có tính toán gì không, chuyện tập đoàn Nam Cung nên làm gì bây giờ?
nhà máy giấy Ngư Dương hiện đã chuyển từ xí nghiệp do huyện điều hành xuống cho thị trấn Lâm Tuyền các cậu quản lý rồi. Chuyện này không xử lý tốt sẽ có chút phiền phức, cậu thử nghĩ xem, nhà máy giấy lại là nhà máy lớn có hơn ngàn người, rút dây sẽ động rừng. Lý Hồng Dương nói xong cứ nhìn Diệp Phàm chằm chằm, đến mức trong lòng Tiểu Diệp phát ớn lạnh. Hắn cố lên gân nói. Bí thư Lý, cháu nhất định làm tốt chuyện nhà máy giấy, làm không xong thì chú cứ cho cháu nghỉ việc. Thật sự không làm được, nếu không có vài vạn đổ vào trước đã. Ai? 200 vạn, đây chính là khoản dành riêng để sửa đường đập Thiên Thủy, vì ước hẹn với tập đoàn Nam Cung mà phải truy thu lại. Không thể, thay vì mổ gà lấy trứng thì nên nghĩ cách khác, hoặc là bắt buộc tập đoàn Nam Cung làm thỏa đáng, nếu không có người khác đầu tư cũng được. Chuyện này chú tin là cháu có thể làm tốt, làm xong chú sẽ thưởng công. Không phải sợ trẻ tuổi trẻ chính là có triển vọng. Tuổi trẻ chính là có bản lĩnh, chẳng lẽ cậu không muốn cầm quyền một phương? Ha ha! Lý Hồng Dương một mức ép Diệp Phàm phải lên lương sơn bạc, trực tiếp hứa hẹn mũ quan, đoán chừng chính là cái ghế chủ tịch thị trấn. Diệp Phàm đương nhiên cũng động tâm khi đối mặt với sự dụ hoặc như vậy, chỉ là trong lòng cũng khổ sở như uống hoàng liên tâm sen, vốn rất đắng cười lạnh nói. Sao không tìm người khác đầu tư đi? Mấy ông chủ đều không phải kẻ ngu mà đến chốn xó xỉnh Lâm Tuyền đốt tiền, cho dù là bong bóng cũng không nổi lên. Bản thân nhà máy phải tự cải cách mới là quan trọng nhất, tuy nhiên trước mắt Lý Hồng Dương muốn ép mình thì mình cũng phải ép lại y, cùng lắm thì mất chức, ông mày té sang liệp báo lăn lộn. Bí thư Lý, cầm quyền nhất phương thì ai cũng muốn, cháu mới 18 tuổi nhưng cũng có mơ ước vậy. Chuyện của nhà máy giấy thì cháu sẽ cố gắng. Còn về chuyện cầm quyền thì nhìn vào bí thư Lý là được rồi, cháu sẽ luôn theo sát bước chân của ngài. Diệp Phàm sau khi nói xong hơi có vẻ khiêm cung, nhưng lại lộ ra vẻ có chút ngạo khí chưa thành thục nhìn Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương nhìn chằm chằm Diệp Phàm hồi lâu, sau đó ném một điếu thuốc cho hắn rồi cũng châm cho mình một điếu, trầm ngâm một lúc lâu rồi bỗng vỗ bàn. Hảo tiểu tử, dám nghĩ dám nói. Tốt, có khí thế, chỉ cần cháu có thể kéo tới 200 ngàn đầu tư. Chú sẽ thưởng cho cháu, cầm quyền một phương cũng không phải là không được, có năng lực thì sẽ ở trên người khác. Lý Thiên Vương này sẽ xem cháu có thể hàng phục được yêu nghiệt Tôn Ngộ Không kia không. Chỉ xem vào thành tích, nói gì cũng là vô dụng, cứ làm tốt công tác ở Lâm Tuyền trước đã. Đi sang báo cáo với Chủ tịch Trương một chút chuyện vừa rồi đi, không cần quá rườm rà, cứ kể vắn tắt là có thể về. Nói xong vỗ nhẹ vai Diệp Phàm ra vẻ thân thiết như cũ làm hắn cũng cảm thấy hơi cảm động. Bộ dạng của Trương Tào Trung hệt như một ông chủ, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Y vừa nhìn thấy Diệp Phàm thì nói. Những ngày vừa rồi cậu đi đâu, bỏ việc có phải không? Nhậm chức rồi thì bỏ đó, cậu chuẩn bị lên rừng xuống biển đi học hỏi kinh nghiệm đi. Diệp Phàm bình tĩnh đem chuyện phối hợp giúp Cục An ninh Quốc gia hoàn tất vụ án thôn đập Thiên Thủy kể lại một lần. Trương Tào Trung sau khi nhìn thấy giấy chứng thực của Cục trưởng Nguyễn thì sắc mặt cũng giãn ra. Chuyện của tập đoàn Nam Cung thì cậu phải lập tức đi Thủy Châu ngay, chúng ta là cán bộ của đảng, không sợ gian khổ, dùng hết sức để tranh thủ đầu tư của bọn họ. Bước công tác tiếp theo của cậu chính là sửa chữa tốt đường vào thôn đập Thiên Thủy, đồng thời làm sống lại nhà máy giấy Lâm Tuyền, ngoài ra còn có một chuyện là phải thanh toán ít lương cho công nhân nhà máy, bọn họ đã bắt đầu không an phận rồi. Sau khi trở về cậu phải lập tức bắt tay ngay vào thành lập tổ công tác cải cách nhà máy giấy, triển khai toàn diện công tác. Trấn an tốt công nhân nhà máy, phải đặc biệt coi trọng phương pháp làm việc, cố gắng đoàn kết các cán bộ lão thành để chuyện cải cách được thuận lợi. Còn về các xí nghiệp ở Lâm Tuyền thì cậu cũng không thể một bên nặng một bên nhẹ, không phân mẹ ruột mẹ kế, dẫn tới không triển khai được công tác. Điệu bộ Trương Tào Trung không vui không buồn, không làm sao đoán được trong lòng y nghĩ gì. Có ý gì, cái gì mà phân biệt mẹ ruột mẹ kế, mình có thể phân chia được lợi ích gì cho các xí nghiệp trong thị trấn. Diệp Phàm thầm nghĩ nhưng cũng không thể hiện mà vẫn cung kính gật đầu. Sau khi ra cửa thì hắn tiếp tục tới thường vụ Phó Chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần báo cáo sơ qua công tác, Phó Chủ tịch Tiếu cũng bày tỏ thái độ sẽ toàn lực giúp đỡ Diệp Phàm triển khai công tác. Y dùng bút nhẹ nhàng gõ cái bàn nói. Tiểu Diệp, trở về nên coi trọng xí nghiệp thị trấn các cậu a. Không thể bên nặng bên nhẹ, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. Kỳ lạ, lại là câu này. Cả đám đều không nói ra mà cứ lòng vòng xa xôi, chơi trò này với mình thì sao còn triển khai được công tác. Chương 180, Anh hùng cứu mỹ nhân ở Thủy Vân Cư.
hai lãnh đạo thật là cao siêu, mình chỉ là một phó chủ tịch nho nhỏ, không thể hiểu được những lời sâu xa như vậy. Sau khi ra cửa, mặt mày Diệp Phàm buồn bực, rủa thầm, nặng bên này nhẹ bên kia, lại còn ngụ ý nữa. Nhìn xem thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, hắn nghĩ xem tìm chút gì ăn, đang đi thì lại gặp Triệu đại tài thần Triệu Bính Kiệt. Ừ, đây không phải là Tiểu Diệp sao? Anh Triệu ca, gần đây có phải có chuyện đào hoa không? Xem anh hồng hào chưa kìa? Diệp Phàm chào hỏi. Thằng danh cậu đó, gần đây nghe nói mất tích, làm cho mấy lão bản trên huyện tức chết. Hôm nay chắc là tới thỉnh tội phải không? Xem vẻ mặt uất ức của cậu kìa, ha ha ha, đoán chừng là bị mắng rồi. Chửi giỏi lắm, wow. Cậu cũng quá cố chấp rồi, đúng lúc tập đoàn Nam Cung tới Lâm Tuyền thì cậu lại không có tâm tích, không bị cất cái mũ quan đi đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Như thế nào đây, có phải có sói chuột lông xanh muốn mời khách anh Triệu không, nếu không chúng ta bây giờ đi Thủy Vân Cư, chỉ kết nghĩa rất nhớ cậu a. Cứ gặp anh ở đâu là hỏi đó, anh cũng phiền muốn chết đây, ha ha. Nói tới đây Triệu Bính Kiện thấy Diệp Phàm đang trừng mắt nhìn mình thì ghé sát lỗ tai hắn cười dâm. Thằng danh nhà cậu, nếu có vận đào hoa thì sau này anh Triệu cũng có cơm ăn rồi, ha ha, đại mỹ nhân a. Chị, em đâu có chị. Chỉ có em gái ở Thủy Châu thôi. Diệp Phàm khó hiểu. Cậu nhìn xem, anh nói là cô Mỹ Nhi đang chờ cậu từ lâu rồi đó, vậy mà cậu thì đã sớm vất người ta đi đâu rồi. Đáng đánh a. Triệu Bính Kiện ngạc nhiên, tựa hồ không tin Diệp Phàm lại có thể dễ dàng quên Tạ Mỹ Nhi ở Thủy Vân Cư. A, là Tạ Mỹ Nhi, em đúng là đã quên bén. Anh Triệu, đi Thủy Vân Cư, em mời khách nhé. Diệp Phàm đảo mắt một vòng lại nhớ đến câu nặng bên này nhẹ bên kia, biết đâu anh Triệu lại có thể giải thích nghi hoặc, dù sao người ta cũng là một tên cáo giả cỡ như Trương Tào Trung vậy. Hai người lái xe thẳng tới Thủy Vân Cư. Xe vừa vào sân đã nghe một giọng càn rỡ. Tạ Mỹ Nhi, hôm nay cô phải nói cho ông mày biết là có ai chưa? Mẹ kiếp, gái điếm thúi, một thân mùi khai. Tao còn nói gần đây sao mày cứ giả bộ thanh cao, chắc là vớ được thằng chó chết nào rồi. Đi, nếu có thì gọi đến cho tao, tao sẽ đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn, kêu Chu Tiểu Đào này là bố luôn. Đúng vậy à, đúng à, cô Mỹ Nhi. Mau ra uống với anh Chu vài chén để anh Chu hạ hỏa, uống xong sẽ hạ hỏa vào cô. Một giọng nam nói eo éo làm cả lũ cười vang. Các anh muốn làm gì? Thủy Vân Cư đang lúc buôn bán, tất cả giấy phép đều đủ, không có gái để hầu rượu. Tạ Mỹ Nhi lạnh như băng. Chu Tiểu Đào. Nói chuyện văn minh chút đi. Tao với mày không có quan hệ, sao dám dạy đời tao? Bốp! Vang lên một tiếng tát nhẹ. Gái điếm thúi, vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập miếu thờ sao? Đừng tưởng tao không biết, mày vừa nhận một thằng em kết nghĩa gì đó phải không? Chu Đào tựa hồ nhất thời nhớ không ra. Diệp Phàm, nghe nói là phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền cái rắm gì đó, một tên thư sinh cũng dám tranh đoạt phụ nữ với anh Chu, chán sống rồi. Giọng nam eo éo lại vang lên trợ giúp. Các anh sao dám đánh người? Tạ Mỹ Nhi tức giận. Thằng em, chắc chúng ta phải đi rồi. Triệu Bính Kiện nhíu mày. Có lẽ hôm khác đi. Chu Tiểu Đào là ai? Thấy Triệu Bính Kiện có ý rút lui, chắc thằng cha Chu Đào gì đó cũng địa vị. Là bảo bối của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà, thằng thái giám bên cạnh là Vương Ba, chú út gã là phó cục trưởng thứ nhất của cục tài chính thành phố. Người anh em, đi thôi. Triệu Bính Kiện dù sao cũng là con cáo giả, không muốn dẫm chân vào vũng bùn này. Diệp Phàm cũng hiểu, dù sao chú út của Vương Tiểu Ba cũng coi như là lãnh đạo ngành dọc của Triệu Bính Kiện, đắc tội sẽ phiền phức rồi. Chu Trường Hà lại là bí thư của Ủy ban Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật bình thường không ra mặt, nhưng nếu muốn động quan viên nào thì chắc không mấy ai chạy thoát. Thiên hạ nào có mèo chê mỡ, Triệu Bính Kiện cả ngày quan hệ với tiền bạc. Lại càng dễ có nhiều cái đuôi để người ta nắm. Có khi có lẽ không phải là chuyện của mình, nhưng tính qua tính lại thế nào mình chẳng dính vào. Huống chi Triệu Bính Kiện đoán chừng cũng không dám nói là thanh liêm, nước quá trong ắt không có cá. Nếu quả thực phải chọn ra vài cục trưởng cục tài chính thanh liêm trong quan trường hoa hạ thì e là còn hiếm hơn cả quốc bảo gấu trúc. Được rồi, anh Triệu, chúng ta đi. Diệp Phàm gật đầu rồi hai người đi ra ngoài. Cậu Diệp. Anh đi trước đây, ăn cơm hẹn hôm khác nhé. Triệu Bính Kiện lái xe đi trước,
đến cuối cùng còn dặn lại. Thằng em, đừng hành động theo cảm tính, một số việc chúng ta không thể dính vào đâu. Chúng ta không phải là Chúa cứu thế. Cảm ơn, em hiểu rồi. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Triệu Bính Kiện lái chiếc Passat đi xa. Ai, những thứ này rất khó nói, mình cũng đi thôi, chọc không nổi thì trốn vậy. Diệp Phàm cười khổ hai tiếng rồi vào xe đốt một điếu thuốc, nhìn sang bên Thủy Vân Cư, trong lòng chợt nhớ đến một người. Diệp Phàm lúc trước khi vừa thấy Tạ Mị Nhi thì chợt cảm thấy chua xót, cô làm hắn nhớ lại mối tình đầu Phí Nguyệt Yên, cô rất giống với người đó, thậm chí từng điệu bộ cử chỉ. Bỏ đi, đi nào. Diệp Phàm thở dài rồi khởi động xe, nhưng vừa lái đi được hơn 10 mét thì ma quỷ xui khiến thế nào lại lái trở về Thủy Vân Cư. Ai, hay là đi nhìn xem, dù sao mình cũng là em kết nghĩa mà. Mình chỉ xem thôi mà. Diệp Phàm vừa tự nhỉ vừa dứt khoát rút điện thoại gọi. Anh Chu, em là Diệp Phàm, buổi tối nay em làm chủ. Gặp nhau ở Thủy Vân Cư nhé. Đầu tiên là phải tẩy trần cho anh Chu đã, hắc hắc. Thằng danh, cuối cùng cũng ló đầu ra rồi à? Như thế nào đây? Hôm nay mò tới đây nghe chửi à? Bỏ đi, có phải muốn giải sầu không? Để tôi chia sẻ với cậu, nếu không sau lưng lại mắng thằng anh không tốt. Lúc cậu thăng chức vẫn chưa chia vui. Giờ thì bù nhé. Anh lập tức tới ngay, vừa đúng lúc định đi ăn cơm, thuận tiện giới thiệu mấy bạn bè cho cậu làm quen. Chu Bá Thành gần đây sắp thăng chức nên nghe giọng rất vui vẻ. Diệp Phàm cúp máy đi vào Thủy Vân Cư, thấy một phòng hai bên có khắc hình hổ trên tầng hai đang mở, bên trong có tiếng người vọng ra. Bịch, bịch, nghe mấy tiếng liên tiếp, chắc là tiếng ghế hay bàn bị gãy. Diệp Phàm bước mấy bước lên tầng hai. Vừa ló mặt thì có một chiếc ghế bên trong phi vèo ra, suýt nữa thì chúng vào người hắn liền co người dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy chiếc ghế, sau đó tiến vào phòng thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn. 7, 8 người vây quanh một cái bàn lớn, tất cả hắn đều không quen. Trên bàn mâm bát la liệt, trong phòng tán loạn nơi nơi đều là chân ghế gãy, mấy cái ô cửa điêu khắc tinh xảo cũng bị đập nát lả tả. Trên mặt ba cô phục vụ xinh đẹp đều hằn rõ ba dấu tát, Tạ Mị Nhi đang đứng dựa vào tường run rẩy. Trên gương mặt trắng nõn cũng in một dấu tát, bên khóe miệng di rỉ máu. Tuy nhiên cô vẫn quật cường, lạnh lùng nhìn vào gã thanh niên đang ngồi nhàn nhã nhả khói thuốc hình vòng tròn, nhìn gã cũng không tệ lắm, chỉ là trên mặt đầy vết rỗ hoa. Tên bên cạnh đoán là tên có giọng nói thái giám, trông hết sức ẻo lả. Gã mặc đồ màu đỏ, khuôn mặt trắng một vẻ bệnh hoạn, giống như là người lai. Trước mặt gã ẻo lả đó có đặt ba cái chén lớn. Bên trong rót đầy rượu kiếm Nam Xuân. Uống đi, uống hết thì anh Chu sẽ cao hứng mà bỏ qua mọi chuyện, sẽ còn thưởng cho cô vài đồng trà nước. Chỉ cần theo anh Chu rồi thì mọi việc sẽ có anh ấy lo cho. Tên ẻo là cầm cái chén đến trước mặt Tạ Mị Nhi. Bụp, Tạ Mị Nhi cầm cái chén vung tay ném bộp xuống đất vỡ tan, lạnh như băng. Toàn bộ cút cho ta, Thủy Vân Cư ta không phải là nơi để chúng mày kiếm ăn. Thúy Nhi. Gọi điện thoại bắt bọn này cho chị. Mẹ ngươi đấy, cho mặt mũi còn không chịu, cho là thằng em kháo sơn hổ có thể dọa được bọn tao sao? Gã ẻo lả vừa nói vừa vung tay lên tát. Tuy nhiên lần này thì tiếng tát không vang lên. Gã ẻo lả Vương Tiểu Ba rất buồn bực, cảm thấy cổ tay nhỏ trắng nõn của mình như bị một cây kìm thép kẹp chặt, dương mắt nhìn sang mắng. Mày là ai? Mẹ kiếp không muốn sống có phải hay không? Cũng dám tới chọc vào anh Chu. Tao là Diệp Phàm, một chén này của chị tao, tao sẽ uống thay. Diệp Phàm buông cổ tay Vương Tiểu Ba, tiến đến cầm bình rượu trên bàn. Mày tính làm gì đó? Mẹ kiếp, đánh nó cho tao, nó chính là thằng mà con điếm này vừa nhận làm em đấy. Một tên thanh niên mập lùn có đôi mắt tì hí bên cạnh Chu Tiểu Đào giống to, vì muốn thể hiện nên vung chai kiếm Nam Xuân trên bình đánh tới Diệp Phàm. Năm tên đồng bọn bên xung quanh cũng lờ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó có hai tên cũng vùng ghế xông vào. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh, một bụng tức lúc nãy ở huyện ủy giờ mới có dịp phát tiết. Hắn vung quyền đấm thẳng vào tên lùn mập kia, chỉ nghe bịch một tiếng, cả người gã ôm chai kiếm Nam Xuân còn lại một nửa tự mình văng vào góc tường tự mình giải buồn. Mắt thấy một cái ghế sắp phục chúng Tạ Mị Nhi, Diệp Phàm một tay vừa túm lấy cô kéo ra, một chân đạp luôn vào tên đang vung ghế làm gã lăn lông lốc trên sàn nhà khoảng 4-5 mét, đụng phải một đống chân ghế kêu oai oái.
sau đó hắn tiếp tục giải quyết tên thứ ba làm gã này cả người lẫn ghế bay lên không trung biểu diễn, tuy nhiên độ cao hơi thấp, chỉ chưa đầy 2 mét rồi hạ xuống, không cẩn thận đặt cái mông xuống trước làm nhất thời nó sưng tấy lên. Gã ôm lấy cái mông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm không dám cử động, chỉ sợ chịu thêm một cước nữa. Trong lòng Chu Tiểu Đào chợt lạnh ngắt, gã xuất thân là cảnh sát, hiện đang giữ chức trưởng phòng trật tự của Cục Công an huyện, dẹp mấy vụ đánh lộn đã nhiều nhưng chưa hề thấy qua ai có thân thủ lợi hại như vậy. Vương Tiểu Ba thì tròn cả hai mắt, trên tay còn cầm một đĩa thức ăn lớn, đoán chừng lúc đầu định đập vào đầu Diệp Phàm nhưng giờ thì không dám.